ào môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 851, một chút chân tướng. Xe pick màu trắng lao về phía trước nhanh như tên lửa. Bầu trời ở sân bay đỏ hồng lên, sức gió càng lúc càng lớn, thổi bay mọi thứ. Âm thanh từ máy bay tư nhân rầm rầm vang lên, ba cánh quạt máy bay trực thăng quay nhanh chóng. Hơn 10 người, người bảo vệ bao gồm các quan chức của các quốc gia cùng với nhân viên đại sứ quán nước Mỹ và lính đặc công đứng ở xung quanh để quan sát tình hình. Một chiếc xe Pipe màu trắng phóng nhanh như tia chớp, cuối cùng chi một tiếng, thắng gấp ở sân bay, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi xuống xe, sốt ruột cùng khẩn trương nhìn cảnh tượng náo động xung quanh, rốt cuộc nhìn cũng thấy lãnh mặc hàn mặc quần áo màu đen, đứng bên ngoài thân máy bay tư nhân, anh lập tức nhanh chóng cất bước đi đến đó. Cảnh sát giao thông ngăn anh lại, Quan trước biết là Trang Hạo Nhiên đến, bởi vì sớm đã được nhắc nhở, liền gật đầu, cho anh đi qua. Trang Hạo Nhiên tức khắc bước nhanh đi đến, nhìn về phía Cố Thần nhanh chóng hỏi, ký giả tiêu thế nào? Cố Thần cung kính nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng nói, cô ấy đang ở bên trong phòng VIP của máy bay, chờ ngài một khoảng thời gian rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trang Hạo Nhiên hai mắt mạnh mẽ lóe lên một cái. Lập tức nhanh chóng đi về phía thang của máy bay để đi lên, vừa đi vào khoang máy bay xa hoa kia, nhìn thấy ba người hầu cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ một người trong bồn tắm, thậm chí vì cô ấy mà đốt hết tinh dầu oải hương, anh ta lập tức khẩn trương và lo lắng muốn đi về phía trước. Không cần đi qua đây." Thanh âm nhẹ nhàng phát ra. Anh dừng bước lại, tầm mắt thản nhiên nhìn xuyên qua tấm màn che, có thể nhìn thấy một bên mặt dịu dàng của cô, nghe nói cô đã vì truy tìm bí mật rượu đỏ mà bị hủy dung hai mắt anh tức khắc lộ ra vẻ áy náy cùng khẩn thiết. tiêu hào doanh mặc váy dài bằng vải tơ tầm màu tím bên ngoài khoác cái áo chấm bi đầu thì quấn khăn che một bên mặt của chính mình đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước khẽ cười nói tôi rốt cuộc cũng đợi được anh đến rồi. trang hạo nhiên dừng chân tại chỗ hai chồng mắt lóe lên ánh sáng nhìn về phía tấm màn tre bên kia ba người hầu ý thức được bầu không khí có chút ái muội liền im lặng khom lưng sau đó xoay người ra khỏi phòng ngoài phi trường vẫn vang lên những âm thanh chấn động như cũ thế nhưng lúc này không gian bên trong này lại im ắng lạ thường tiêu hào doanh dựa lưng vào ghế gần cửa sổ yếu ớt cười nói tôi cả đời này làm việc vẫn rất vì hứng mặc dù gia tộc hiển hách nhưng vẫn lựa chọn nghề nhà báo này nhớ năm ấy tôi ở yêu trong tòa nhà bộ xương khô đi sâu vào trong một cái phòng nhỏ mới đầu tràn đầy lòng quyết tâm và nhiệt huyết tương lai trong sinh mệnh mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không được để mình ở không gian u ám, phải nhìn rõ tất cả, nghe thấy tất cả, thông cáo cho mọi người. Nhưng lại phải ôm tâm tình sầu muội khi chuẩn bị biết được bí mật kích thích nhất trên cái thế giới này thì lại phát hiện ra có ẩn khúc không thể biết rõ được. Trang hạo nhiên trầm mặc đứng ở một bên, nhìn về phía nửa gương mặt dịu dàng kia. Tiêu hào doanh mỉm cười, buồn bã nhìn về làn khói của tinh dầu oải hương kia ai oán nói, có lẽ sinh mệnh của tôi đã được định trước là cả đời này sẽ phải theo đuổi con đường tìm chân tướng, làm sứ mệnh ký giả, trên con đường đi này tôi điên cuồng đi tìm sự thật đồng thời cũng bị đánh mất luôn linh hồn mình, bị càn quét sạch, hiến dâng mọi thứ cho nghề nghiệp. Tôi vẫn cho rằng, việc tôi muốn biết sự thật bí mật về rượu đỏ là vì anh. Đôi mắt trang hạo nhiên hơi tối lại, đứng ở một bên, không nói lời nào. Tiêu hào doanh hai tròng mắt phủ một màng lệ, nhìn về không gian xa hoa phía trước, dường như nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của người đàn ông bên cạnh. Cô yếu ớt tiếp tục nói, trong một lần, tôi dự tiệc ở bên anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã si mê anh, tôi vẫn không tin về tình yêu xét đánh, thế nhưng ngay từ giây phút tôi nhìn thấy anh, trong thế giới của tôi đột nhiên xuất hiện sự nhớ nhung, bởi vì tôi biết, tôi sắp sửa yêu một người mà tôi vĩnh viễn không chiếm được. Đôi mắt trang hạo nhiên mở to, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Tiêu hào doanh cười khổ, lại chậm rãi nói thế nhưng, rốt cuộc là cái gì đã dẫn dắt tôi, kích thích tôi tìm hiểu về anh người đàn ông có sức hấp dẫn chết người đi đến đâu tỏa sáng đến đó không biết rằng liệu trong cuộc sống của anh ấy đã từng xảy ra sự cố gì không tôi bắt đầu tìm hiểu hết về anh tìm hiểu hết về cuộc sống của anh dần dần trong quá trình tìm hiểu tôi đã phát hiện ra chuyện tình của anh với dai dai rồi cùng anh về nước biết anh đã từng trải qua tình yêu với đường tiểu thư kỳ thực dù anh che giấu như thế nào cũng không có cách nào che giấu được ánh mắt của anh khi nhìn đường tiểu thư đó là lưu luyến cùng với mâu thuẫn còn có chút thâm tình. Trang hạo nhiên nhất thời có chút đau lòng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Tiêu hào doanh đột nhiên cười khổ, khẽ rũ đầu xuống, che giấu đi nỗi mất mát cùng với thâm tình trong đáy mắt. Yếu ớt nói, tôi rốt cuộc là vì cái gì? Lúc anh đau buồn đi dọc bờ sông ở Cambridge, tôi ngồi trên một cái thuyền cách đó không xa nhìn anh. Trong thời gian anh bận rộn công việc, tôi ngồi ở một quán nhỏ đối diện chỗ làm của anh ngắm nhìn anh. Làm bạn cùng anh, lúc buổi sáng anh chạy bộ, Tôi mặc bộ quần áo thể thao màu hồng phấn lén lút ngồi ở lề đường giống như nghe âm nhạc, chờ đợi anh chạy qua. Thời gian anh về nước, tôi không nhịn được nhớ anh liền về nước tìm anh. Tôi cho rằng loại cảm giác này sẽ càng lúc càng mờ nhạt, lại không nghĩ rằng nó càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì chính trong quá trình tôi tìm hiểu về anh, tôi đã chứng kiến được một người đàn ông hoàn mỹ, cá tính đầy mị lực. Anh dù là trong cuộc sống hay lúc làm việc đều hoàn mỹ, anh hưởng thụ cuộc sống một cách chân chính nhất, khi tìm hiểu về anh trong mấy ngày nay thì thế giới của tôi càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía cô một giọt lệ rơi trên má tiêu hào doanh cô cười rộ lên lại yếu ớt nói xin lỗi tôi đã điều tra theo dõi anh như vậy nhưng không có nói cho anh biết vì muốn giúp đỡ anh một tay từng mạnh dạn viết một bài báo về tất cả chuyện của tập đoàn á châu bởi vì tôi muốn giúp anh muốn giúp anh lật đổ hết tất cả các đối thủ thế nhưng càng về sau tôi mới thực sự nhận ra, trong thế giới của anh, căn bản không quan tâm tới đối thủ. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn cô. Tiêu hào doanh yếu ớt mỉm cười, nhưng mặt kêu than, phụ nữ có đôi khi là một loại động vật si tình, họ có thể dành cả đời để yêu một người, chỉ muốn tìm hiểu rõ để chứng minh người này là người đáng giá để yêu. Nhưng trong quá trình tôi tìm hiểu đã bị chính tình yêu sâu đậm của mình làm tổn thương mình, cái đêm tôi bị anh vứt bỏ, vốn muốn bày tỏ hết với anh, lúc anh xoay người rời đi thì toàn bộ thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn mọi lời muốn nói đều bị nghẹn lại buổi tối hôm đó tôi nghĩ muốn buông tha bởi vì tôi cảm thấy mọi việc tôi làm không có ý nghĩa gì tôi nghĩ bí mật này nên bị vùi lấp bởi thời gian nhưng tôi chợt phát hiện một bí mật trong tài liệu chưa sáng tỏ muốn đi tìm sự thật về nó trang hạo nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía cô tiêu hào doanh đột nhiên vui vẻ rơi lệ cười yếu ớt ngẩng đầu nhìn về phía trước tỏ ra mấy phần kích động nói, anh có cảm nhận được tâm trạng của tôi sao? Tôi bị anh vứt bỏ, thế nhưng tôi lại phát hiện, tôi vẫn muốn đi tìm hiểu chân tướng bởi vì sứ mệnh của tôi là một ký giả, trong mỗi sứ mệnh của con người thì người ta đều cảm thấy có mối quan hệ với những người khác trên thế giới. Trang hạo nhiên cảm giác cả người mình như bị bay lên, khẩn trương nhìn về phía tiêu hào doanh, hít mắt nói, như lời cô nói. Chân tướng của bí mật là, hai trong mắt tiêu hào doanh lóe lên, Yếu ớt nghiêng mặt nói, tôi thu thập tất cả các tài liệu có liên quan đến quá trình phát triển của Hoàn Cầu trong hơn 30 năm trước, tôi còn tìm trên các tin tức, báo chí thậm chí cả thời sự quốc tế, mỗi buổi tối tôi đều nghiên cứu tất cả tư liệu, không ngủ không nghỉ. Chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên hơi ngừng ánh mắt, cảm giác trái tim co bóp mạnh, hơi thở gấp gáp. Tiêu Hào Doanh hơi ngửa mặt, hai tròng mắt thoáng vẻ hoang mang, yếu ớt nói, tôi rốt cuộc cũng phát hiện lúc hoàn cầu chuẩn bị muốn tách ra thành tập đoàn hoàn á và á châu cùng một năm lúc đó vườn nho xảy ra chuyện rượu nho bị nhiễm chỉ nặng làm hơn 300 người dân ở thôn đó thiệt mạng trong tài liệu không có trật tự đó tôi phát hiện ra hai sự kiện này tìm hiểu về thời gian xảy ra sự kiện thế nhưng tôi không phát hiện được rốt cuộc chuyện hơn 300 người tử vong với tập đoàn hoàn cầu có mối quan hệ gì tôi đến thăm một gia đình có người tử vong trong sự việc ấy thì phát hiện ra một bức ảnh chấm than ngoặc kép Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lại nhanh chóng lóe sáng. Tiêu Hào Doanh kể lại sự việc, dâng lên một cảm giác lạnh buốt, yếu ớt nói, bức ảnh đen trắng chụp chung kia là ở chỗ thờ cúng các phong hồn, tôi nhìn thấy một người quen thuộc, ông ta ẩn ở trong đám người, đứng trước những người trong thôn bị tử vong, ánh mắt không có một chút hối hận cùng cảm động nào. Trang Hạo Nhiên hơi cúi đầu, nhíu chặt mi tâm, nhanh chóng bắt những hình ảnh đang xuất hiện trong đầu, từ nhỏ tới lớn, chưa từng nghe người lớn nói về chuyện nội bộ liên quan đến trang trại rượu. Tôi khi đó, Tiêu Hào Doanh nhìn vào tấm ảnh đó, cảm giác ớn lạnh, cô yếu ớt nói, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào như vậy, giống như dã thú. Rốt cuộc là ai? Trang Hạo Nhiên rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tiêu Hào Doanh yếu ớt nghiêng mặt, hai tròng mắt mãnh liệt lóe ra nói, tưởng lão. Trang Hạo Nhiên thân thể chấn động mạnh một cái. Tiêu Hào Doanh đột nhiên cười lạnh, yếu ớt nói, sự kiện năm ấy, hại chết nhiều người như vậy, mà các quan chức và chủ trang trại đều biến mất khỏi thế gian này. Chỉ có khi đó, không hiểu sao lại xuất hiện ảnh chụp có tưởng lão. chấm than ngoặc kép. Không thể nào, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên khẳng định nói. Không thể nào, Tiêu Hào Doanh đột nhiên cười lạnh, lại nói cái gọi là bí mật rượu đỏ, đúng như tôi suy đoán, qua nhiều năm như vậy mà hoàn cầu lại giấu đi bí mật đáng sợ như vậy có lẽ sát nhân giết người cũng không bằng lúc đó hoàn cầu cấu kết với quan chức có vị trí cao. Cho nên, sau đó vì sao rượu đỏ bị mất trộm, lại có nhiều người muốn đoạt được nó như vậy. Bởi vì địa vị và tài sản, chấm than ngoặc kép, tiêu hào doanh nói xong, yếu ớt sơ một bức ảnh lên không chung, nói anh xem đi. chương 852, ánh sáng sinh mệnh. Trang hạo nhiên trầm mặc nhận lấy tấm hình kia, đôi mắt sắc bén nhìn tình cảnh tang lễ trong tấm ảnh đó, vô số người khóc thét. Có ít người vẫn mặc đồ tang, tay cầm cờ tang, mờ mịt nhìn lên thân nhân đã chết, trong đám người đông nghẹt này, ánh mắt anh thấp thỏm kích động, quả nhiên cuối cùng cũng thấy gương mặt quen thuộc của một người đàn ông trung niên, ông lạnh lùng đứng ở trong đám người, vô tình mà tàn nhẫn mà nhìn về phía tình cảnh trước mặt. Trong nháy mắt, thế giới như vùi lấp trong hàn băng. Trang hạo nhiên trơ mắt mà nhìn chầm chầm vào tấm hình này, trong nháy mắt có chút trí nhớ giống như dòng nước mạnh chạy ảo vào, giọng nói trầm lạnh kia. Ở trong thế giới nay vang vọng hẳn lên, hạo nhiên, không được điều tra chuyện này. Cái này làm người sốt ruột, càng giống như một loại kêu gọi. Anh nắm ảnh chụp, giữ im lặng mà vẫn nhìn ông nội tưởng trong tấm ảnh, lúc đó ông dĩ nhiên là nhân vật hiền hách, đứng chen chúc ở đám người, dù sao vẫn là có thể thấy được khí phách nổi bật, đôi mắt sắc bén, lúc chăm chú nhìn người phía trước, vẫn là khiến người ta hiểu rõ lạnh lùng vô tình. Tiêu hào oánh sâu kín nói, hoàn cầu là vì thế giới này, vì quốc gia này, sáng tạo ra bao nhiêu huy hoàng, mang cho giấc mộng cho biết bao nhiêu người nó giữ lại vết tích công lao không thể xóa nhòa vì vậy theo thời gian trôi qua của thế giới này những sinh mệnh bị dẫm đạp máu chảy thành sông chảy đến rừng trong lịch sử bởi vì giờ phút này vết tích vĩ đại này không muốn có người đi điều tra lại những vong hồn bị vùi lấp mấy chục năm về trước những thế giới cất giữ bí mật cuối cùng cũng biến mất nhưng là thế giới này tại sao lại có tín ngưỡng điều này nói lên có một số người không cam lòng nhân loại không cam lòng, tính mạng của mình bị dẫm đạp trong quyền lợi và mưu tính, vì vậy thần và tín ngưỡng tồn tại. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nắm ảnh chụp, nhắc mí mắt lên, nhìn về phía cô ta. Giờ phút này cả người tiêu hảo oánh giống như cứng rắn như sắt, ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn phía trước, sinh ra một tâm tình thê lương, nói tôi nhìn những người chết trong ảnh chụp, đứng trên đất trồng trọt, suy nghĩ đến cùng thì lúc đó có bao nhiêu người đáng sợ, biết được cái sự kiện đáng sợ đó. Mà hoàn cầu, sở dĩ có thành công như ngày hôm nay, đến cùng là dựa vào cái gì? Trong cơ thể của tôi bốc lên một cơn phẫn nộ, tôi tiếp tục điều tra tới cùng, rốt cuộc tôi cũng phát hiện. Trang hạo nhiên nín thở nhìn về phía cô ta. Tiêu hạo oánh âm u nói, vì vậy tôi nói, tín ngưỡng chính là do một số nhân loại không cam lòng. Chỉ cần một ngày có tín ngưỡng, luôn có người khiến cho người tạo oan nghiệt cho các ngươi, sẽ đến lấy lại. Năm đó ở thôn dân chết hơn 300 người, có một người may mắn thoát khỏi giờ phút này ông ta. Vì báo thù mà đến, xốc lòng chôn giấu sinh mệnh ở phía dưới, cắn bùn đất ướt át, để sinh mạng ương ngạnh sống sót, mang theo oán và hận đáng sợ. Chấm than ngoặc kép. Tiêu Hảo oánh, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên kêu cô ta lại. Đôi mắt cô ta lóe lên, vừa nhìn về phía anh, nói, anh đang lo lắng tôi. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên rõ ràng nhìn về phía cô ta, nói, cô biết nhiều bí mật như vậy? Kết quả sẽ như thế nào, cô có nghĩ tới không? Tiêu hào Oánh bình tĩnh mỉm cười nói, tôi biết nhiều bí mật như thế, không phải vì anh. Là vì những vong hồn đã chết, là vì ở trong nhà tù yêu thề, bởi vì thế giới này, sở dĩ có thể xuất hiện thế lực cường đại, chính là vì có bí mật. Có hắc ám, tôi muốn vạch trần tất cả, đây là cảm giác sứ mạng của tôi. Trang hạo nhiên cắn răng trầm mặc mà nhìn cô ta. Chẳng lẽ anh không hiếu kỳ, người mà 10 năm trước chạy thoát là ai sao? tiêu hào oánh hỏi trang hạo nhiên nặng nề thở dài chăm chú nhìn cô ta ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép tiêu hào oánh cũng trầm mặc nhìn hình cắt này nhìn rất lâu rất lâu đột nhiên đôi mắt lộ ra ánh sáng mở miệt giống như tử vong âm u nói người kia tay cầm một cây trúc từ đó đến sau này bất luận ông ta làm hành động gì đều có quan hệ với cậy trúc ánh mắt trang hạo nhiên đảo vòng vốn là suy đoán trong chốc lát mới nhìn tiêu hảo oánh nói cây trúc. Tiêu hảo oánh hơi ngừng mặt, mà nhìn về phía máy bay bên ngoài bầu trời đỏ sậm bên kia cửa sổ, bình tĩnh như lạnh băng nói, ông ta đại biểu cho bí mật đáng sợ nhất của mấy chục năm trước, ông ta là người còn sống sót duy nhất trong bí mật đó. Ông ta là người còn sống duy nhất trong bóng tối, ông ta chịu đủ hắc ám dày vò, vì vậy ông ta đã trở thành một con người hắc ám kia. Buổi tối chỉ cần ông ta đi ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy ông ta ông ta chính là sát thủ tập đoàn tối cao, giả hành nhân. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh, nhanh chóng hỏi tại sao cô biết rõ như vậy. Tiêu Hảo oánh nói, bởi vì dấu chân ông ta giống như trải rộng trên toàn bộ thế giới, nhưng có một người này mầm mọc dễ dài, luôn luôn có thể tìm ra dấu vết. Phóng viên chính là từ trong khe hở tìm những đều chứng cứ. Chính là trong đám người, dựa vào hơi thở người sống, tìm chứng cứ. Tôi đang tìm, ông ta đã tìm, có lẽ ông ta còn biết rõ hơn tôi. Chấm than ngoặc kép. Trang hạo nhiên cầm ảnh chụp, dựa vào khoang máy bên cạnh, đôi mắt đảo vòng, suy nghĩ chuyện này. Đôi mắt tiêu hảo oánh lưu chuyển, lại nhìn trang hạo nhiên, lại nói, hiện tại quan trọng, muốn cứu vất hoàn cầu, chính là bình rượu đỏ kia. Nhất định phải tìm được bình rượu đỏ đó, rồi hủy bình rượu đỏ, hủy đi bí mật bên trong, có lẽ có thể cứu vãn nguy cơ cuối cùng của hoàn cầu. Nếu như không xong, tương lai hoàn cầu không chỉ có đổi chủ, ngay cả tinh thần, cảm xúc của các anh người đời sau phát triển hoàn cầu, toàn bộ tan thành mây khói. Trang Hạo Nhiên nắm ảnh chụp, vội vàng nghĩ, bây giờ bình rượu đỏ kia ở đâu? Tiêu Hạo Nhiên chậm chạp nói, người quản lý quán Ba Lệ Hoa và một người là bộ trưởng Cầm, bọn họ cũng bị cuốn vào bí mật này, anh nhất định phải trước bọn họ một bước, tìm được hai người kia. Có lẽ bọn họ biết rõ tung tích cô bé kia. Trang Hạo Nhiên hơi thở gấp, Hơi thở nặng nề, nghiêm túc gật đầu. Một bàn tay im lặng đưa vào minh mông, Tiêu Hạo Oánh sâu sắc nói, có quan hệ với thân thế của hai đứa nhỏ, cũng giấu ở trong rượu đỏ, tôi nghĩ tổng giám đốc Trang, giờ phút này nói chuyện với tôi, cũng nên biết chân tướng rồi a. À. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên nhìn thẳng đến bên mặt Tiêu Hạo Oánh. Tiêu Hạo Oánh nhàn nhạt tươi cười, sâu kín nói, tổng giám đốc Đốc Trang, anh thật là một người không sợ hãi, rõ ràng đã tránh được mắt của tôi, làm ra chuyện như vậy. Cô đi theo bên cạnh tôi nhiều năm, còn chưa đủ lý giải tôi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô ta, nhàn nhạt nói: Nhân sinh nếu như hiểu rõ tất cả, làm sao hấp dẫn được? Tiêu Hào Oánh chẳng qua là dần dần lộ ra cười khổ. Trang Hạo Nhiên lại cất bước tiến lên, cũng không để ý Tiêu Hào Oánh ngăn cản, liền đi tới trước mặt của cô ta, chậm chạp ngồi xổm người xuống, cánh tay nhẹ đặt ở trước đầu gối, cúi xuống nhìn trầm trầm đoạn váy lụa của cô ta mặt tiêu hào oánh hơi đỏ bừng, hai tay chống lấy ghế dựa, chậm chạp cúi đầu xuống, nhìn về phía người đàn ông này. Trang hạo nhiên đưa mắt nhìn đoạn váy lộ ngắn của cô, chăm chú suy nghĩ thật lâu rất lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cô ta. Tiêu hào oánh hơi nghiêng người, lại để cho vải lụa đen che chắn bên má trái bị thương, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Trang hạo nhiên có chút đau lòng và ái náy, nặng nề thở dài một hơi, chậm chạp vươn tay, véo nhẹ lấy cằm của cô ta, để cho cô quay sang, đối mặt với mình. Tiêu hảo ánh quay sang, đôi mắt chứa cha nước mắt nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên thở dài một hơi, nhìn về phía tiêu hảo ánh, cười nói con người khi còn sống, đều luôn tích cực không ngừng theo đuổi. Nhà tù yêu kia, tôi cũng đi vào, kỳ thật không có xảy ra chuyện gì, bất quá là muốn cho đều thần bí tạo nên truyền thuyết. Cái gọi là vạch trần chân tướng của bí mật, chúng ta sẽ nghĩ đến, cái này chẳng qua chỉ như vậy bởi vì truy cứu một lần nữa tiêu hào oánh cúi đầu nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía cô ta mỉm cười nói chúng ta còn sống có thể không e ngại chân tướng không dễ dàng gì bởi vì thường thường đại biểu cho âm mưu ám sát tổn thương thậm chí còn có phản bội dĩ nhiên trong đó vẫn kể cả linh hồn âm u của bản thân ích kỷ một mặt yếu ớt dễ dàng vạch trần người khác nhưng là muốn vạch trần bản thân thật là khó đối với mảnh đất chúng ta lớn lên mỗi ngày nhất định phải trải qua chính là bóng tối và ban ngày cái này không phải chúng ta có thể trốn tránh làm sao có thể làm được ở trong ánh sáng vô tư vui vẻ trong bóng đêm đấu tranh thở dốc điều này cần nhất định phải có năng lực và hiểu rõ tôi không biết gia tộc của tôi đã từng có bao nhiêu vong hồn bị chết oan nhưng nếu như tôi hưởng thụ được phản xạ ánh mặt trời tất nhiên tôi có nghĩa vụ vạch trần âm mưu trong bóng tối bởi vì có chút chân tướng nó mang theo tín ngưỡng đáng quý của một vài người. Đột nhiên tiêu hảo ánh kích động nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên đau lòng và kiên quyết mà nhìn về phía tiêu hảo ánh, cho cô ta một hứa hẹn nói, chúng ta sinh sống trên thế giới này, không có ai có thể thoát khỏi an bài của số phận. Nếu như tôi thân là tổng giám đốc của Hoàn Cầu, thì sứ mạng này, vạch trần chân tướng này, tìm lại công bằng cho những vong hồn bị oan. Nếu như tôi tra rõ, xác định việc này là thật, tôi sẽ đích thân đứng trước mộ họ, là hành vi phạm tội của quá khứ, để cho tôi, người lãnh đạo hoàn cầu, chịu tất cả các tội nghiệp mà người trước đã gây ra. Tôi không ngại, nhưng là tôi, không muốn mất đi tín ngưỡng thuộc về người quý giá của tôi. Đôi mắt tiêu hảo oánh lóe lên, rơi nước mắt. Trang hạo nhiên chân thành nhìn về phía tiêu hảo oánh, mỉm cười nói có lẽ có chút duyên phận, thật đáng tiếc chỉ gặp thoáng qua. Có thể là cô đã từng vô tư và xinh đẹp xuất hiện ở trong thế giới của tôi, tôi vô cùng vinh hạnh. Cảm ơn cô đã từng yêu tôi. Trong tương lai, cô nhất định phải tìm được một người yêu quý trọng cô, có thể để cô động tâm, không nên cứ ngốc ngốc mà đứng ở một nơi hẻo lánh, nhìn anh. Nếu yêu thì hãy lớn tiếng nói ra. Kỳ thật, mỗi người dù mạnh mẽ như thế nào, trước tình yêu, người đó đều trong sáng thuần khiết nhất. Quý trọng đoạn thời gian yêu nhau này. Tiêu hào ánh nghe lời này, giống như cô gái trẻ, hơi cúi đầu thẹn thùng mà rơi lệ đôi mắt trang hạo nhiên có ý cười nóng bỏng mà nhìn về phía má trái của cô ta sâu kín nói cảm ơn cô phóng viên tiêu cảm ơn sự trả giá của cô sau khi đến mỹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe tương lai tôi sẽ để ý tới hạnh phúc của cô tiêu hào oánh kích động nhìn về phía cô ta trang hạo nhiên không có nói tiếp chẳng qua là chậm chạp khom người tiến lên ôm lấy cô gái bị thương trước mặt nhẹ ôm lấy phần lưng của cô ta chân thành nói cô yên tâm tôi sẽ tra rõ chân tướng, tôi sẽ trả lại công bằng cho cô, cảm ơn tín ngưỡng của, chấm than ngoặc kép, như có gì đó ngăn trong cổ họng tiêu hảo ánh, hiểu rõ chút tình cảm hôm nay cuối cùng sắp sửa tạm biệt, bao nhiêu lời, muốn nói. Nhưng vẫn là trầm mặc rơi lệ mà cười. Sân bay lập tức dạng rỡ tiếng vang vô cùng lớn. Một luồng gió thổi mãnh liệt, mãnh liệt mà đến. Máy bay tư nhân màu trắng kia, ngọn đèn chậm chạp sáng lên trói mắt, dọc theo chiều dài tuyến đường an toàn, chậm rãi chạy nhanh mà đi, cánh bay lên, sẽ phải cất cánh. Trang hạo nhiên hứng lấy luồng gió thổi lớn, cảm kích ngẩng đầu, nhìn về phía khoảng cách tuyến đường an toàn máy bay sẽ chạy đi, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng, vẫn như cũ nắm chặt ảnh chụp, nặng nề thở ra. Lúc này lãnh mặc hàn, đi đến bên cạnh anh, nhìn về phía chiếc máy bay chậm chạp bay lên, nói, suy nghĩ gì vậy? Trang hạo nhiên vẫn im lặng, Ngẩng đầu nhìn về phía máy bay đang bay trên không trung, mới nói, đến cùng có bao nhiêu người hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Nếu ông ta không buông bỏ, có thể để cho sinh mệnh hứng lấy ánh sáng mỹ lệ này. Lãnh Mạc Hàn nghe lời này, đôi mắt lóe lên, cùng anh đứng một chỗ ngẩng đầu, nhìn về phía máy bay tư nhân đã bay xa. Chương 853, chìa khóa vàng. Nhà hát. Chiếc xe Piaggio màu trắng cùng chiếc Ferrari màu đen, một chiếc một sau thắng gấp trước cầu thang. Trang hạo nhiên cấp tốc đi xuống khỏi pipe -X. vì khí trời nóng bức, anh cởi chiếc áo vét màu xanh lam ra ném vào trong xe đua, hơi săn ống tay áo, chậm rãi nói, tiêu hảo ánh nói 10 năm trước, mấy người áo đen là một xóm nhỏ bị tử vong, chỉ có duy nhất một người sống sót. Nếu như hắn vì báo thù mà đến, như vậy tức là hắn nhằm vào tập đoàn hoàn cầu, hiển nhiên cũng có người trong chính phủ. Trong nháy mắt lãnh mặc hàn dừng bước lại, nhìn Trang hạo nhiên nói, ý của cậu là, hai chồng mắt trang hạo nhiên lóe ra điều gì đó liền nói nếu như là như vậy cơ hội hắn hợp tác cùng với tần vĩ nghiệp không lớn ít nhất không có lý do nào để hợp tác lãnh mặc hàn không hiểu sao lại nghĩ tới trẻ con trang hạo nhiên dường như nghĩ tới điều gì lập tức nhìn về phía lãnh mặc hàn nói cậu nhất định phải tăng thêm số người bảo vệ thủ tướng và thị trường bởi vì tôi và cô gái kia đã từng tiếp xúc qua trong bóng tối lúc đó trong miệng cô ấy lẩm bẩm mấy câu tôi còn nhớ rõ một chiếc xe Rolls Royce màu đen dừng lại trước cửa nhà hát. Tưởng Tuyết Nhi cùng đường khả hình vui vẻ nắm tay nhau mỉm cười xuống xe. Lãnh mặc hàn nhíu mày nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói tôi vẫn không nghĩ ra, cậu là một người cẩn thận như vậy, rốt cuộc vì sao năm đó lại đem một chai rượu đỏ quan trọng như vậy, giao cho một cô gái xa lạ. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lưu chuyển mãnh liệt, mới yếu ớt nói cảm giác. Cảm giác, lãnh mặc hàn nhíu mày nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhớ tới trong bóng đêm, trong miệng cô gái kia còn lẩm bẩm đọc xích hà châu, sa ngọc rồng. Cảm giác cô có một tình yêu tha thiết đối với rượu đỏ. Cảm giác mơ hồ cùng với khả Hinh giống nhau như đúc. Đường Khả Hinh vừa muốn cùng Tuyết Nhi đi vào nhà hát, lại dừng bước lại, nhìn thấy lãnh mặc hàn cùng Trang Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm trọng đang thấp giọng thảo luận điều gì đó. Cô hơi nghi ngờ nhíu mày, nhìn về phía anh, dường như vô ý thức muốn biết sốt cuộc anh đang nói chuyện gì. Anh. Tưởng Tuyết Nhi vui vẻ gọi Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đã thảo luận cùng lãnh mặc hàn xanh, nhanh chóng đi vào nhà hát, cũng không liếc mắt nhìn các cô một lần. Hai tròng mắt đường khả hình nóng lên, tức giận nhìn con người này, có thiên kim hàn ra liền không muốn để ý tới ai cả. Tưởng Tuyết Nhi cũng có chút mất mát nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình đứng bên cạnh, khó kiềm chế được tức giận, nghĩ đến thái độ vừa rồi của anh trong nháy mắt lại cắn môi dưới. Chúng ta vào thôi, vừa rồi chắc anh trai lớn không có nghe tôi gọi, tưởng tuyết nhi cười, sau đó liền cùng với đường khả hình cất bước đi lên cầu thang. Bên trong nhà hát, trong nháy mắt vang lên những bản hòa âm. 12 chiếc đàn violin nhanh chóng được kéo lên, khẩn trương mà sôi nổi. Giữa sảnh, lập tức rơi xuống vô số những cánh hoa hồng phấn, giống như một chiếc ô, xoay tròn buông xuống. Những vũ công xinh đẹp, Mặc trên người trang phục bó sát màu hồng phấn, theo những cánh hoa xoay người rơi xuống, dừng lại giữa không trung, liên tục 12 lần, thay đổi những màu sắc trang phục khác nhau cùng với những cánh hoa hồng, giống như những tiên nữ bay lượn nhảy múa trên không trung. Tất cả mọi người ngồi bên dưới đều nhiệt liệt vỗ tay. Thậm chí phu nhân chủ tịch Lưu còn nhìn về phía như mạt mỉm cười và kích động nói: "Tiết mục múa này thật đẹp mắt." đáng tiếc thay vũ công còn chưa phối hợp tốt với hình ảnh xung quanh, nếu làm tốt điều này nhất định còn đẹp hơn nữa. Như mặt nghe xong, mỉm cười gật đầu, đôi mắt mơ mộng dường như đang thưởng thức và vui mừng nhìn những động tác múa này, giống như toàn bộ thế giới hoa hồng, mi mắt cô khẽ chấp, lộ ra sự kinh ngạc khi nhìn thấy những động tác múa dừng lại giữa những cánh hoa hồng, hai tay dưới gầm bàn nắm chặt quai túi sách, lại bộc lộ sự dịu dàng tươi cười. Lúc này, đường khả hình cùng tưởng Tuyết Nhi cũng đi vào nhà hát náo nhiệt, trong nháy mắt cô nhìn thấy như mặt ngồi ở vị trí hàng đầu, ngẩng đầu nhìn tiết mục múa giữa những cánh hoa hồng đang rơi, bộc lộ vẻ ôn nhu tươi cười. Cô lập tức nhớ lại mấy năm về trước, bên trong thùng xe tối om, hai mắt cô ta tàn nhẫn vô tình, đằng đằng sát khí, cô lại cảm thấy đau đầu. Khả Hinh, tưởng tuyết nhi mỉm cười, hồn nhiên nhìn cô. Ách, đường Khả Hinh lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói, không có chuyện gì, chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái. Đi thôi. Tưởng tuyết nhi a à một tiếng, sau đó liền dắt đường khả hinh mỉm cười đi về phía sau sân khấu căn phòng vip phía sau sân khấu ánh đèn đỏ sáng lên anna bê trẻ tổ yến mà phu nhân dặn dò người làm chuẩn bị mỉm cười đặt trên bàn trang điểm trước gương nhìn về phía hy văn tôn kính cười rộ lên nói tiểu thư hôm nay tập luyện có mệt không chuyện này thật sự cũng không còn cách nào bởi vì cô và mấy bạn nhỏ ở viện phúc lợi cùng luyện tập cho nên hôm nay cô vất vả rồi đây là chè tổ yến phu nhân bảo người làm chuẩn bị cho cô, cô có muốn uống luôn không? Thi văn mặc trang phục ba lê màu trắng, tóc búi cao, buộc thêm một giải lụa màu trắng, rất vui vẻ ăn kẹo do trang hạo nhiên chuẩn bị cho mình, nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, một bên nhai sô-cô-la, hài lòng cười nói sô-cô-la này ăn thật ngon. Anna mỉm cười nhìn về phía Hy Văn, nói cô ăn ngon như vậy, có lẽ là do cậu Trang Hạo Nhiên đưa cho. Lão gia và phu nhân đều biết chuyện này, ca ngợi tiểu thư có ánh nhìn tốt những lời này thật sự chỉ là nói đùa tiếng cười của hy văn lại vang lên đường khả hinh cùng tưởng tuyết nhi nhìn mấy bạn nhỏ viện phúc lợi đứng bên ngoài căn phòng vip nghe anna nói lời này cô tức giận nắm chặt tay tưởng tuyết nhi cắn chặt môi dưới nói cô nghe xem cô nghe xem cô ấy đang để ý đến anh trai cô này tưởng tuyết nhi vừa nghe lời này lập tức hơi ngẩng đầu có chút ngây thơ đơn thuần tức giận nói không được anh trai lớn là của Khả Hinh. Đúng, cô nói quá đúng, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh kích động nhìn về phía tưởng Tuyết Nhi, dường như muốn khóc nói. Chúng ta nhất định phải cắt đứt ý nghĩ của cô ấy. Tưởng Tuyết Nhi rất nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, đường Khả Hinh lại nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng IQ của cô ấy là 180 đấy. Thực tế Khả Hinh cũng là 180 mà, tưởng Tuyết Nhi hé miệng cười nói. Thôi không nói về chuyện này nữa, đường khả hinh nói xong lập tức lại khẩn trương nhìn về phía tưởng tuyết nhi nói tôi nhất định phải dạy dỗ cô ấy thật tốt tốt tôi ủng hộ cô tưởng tuyết nhi lập tức nghe lời gật đầu cười nói đường khả hinh nói xong hai mắt liền lộ ra vẻ khó đoán ngẩng mặt cười phòng nghỉ vip khi văn hài lòng nghỉ ngơi trong phòng rồi theo thói quen mà cha tạo cho mở thời báo tiếng anh đọc tin tức trên thế giới anna đứng một bên gần đây tôi nghe nói nước anh có một cô gái nhỏ được ông già noel trượt xuống từ ống khói tặng quà như ước mơ trong chiếc tất đấy là ước mơ tìm kiếm chìa khóa vàng có một nữ diễn viên múa cười đi qua nói chuyện cùng bạn nhảy hai thi văn nghe lời này cười chế nhạo lại dùng ngón tay bật sáng màn hình tiếp tục đọc tin tức nghe nói ông già noel kia nói với cô gái đó tương lai có thể được làm vương phi thi văn nhanh chóng để máy tính lên mặt màn nhất thời tức giận vươn bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ mái tóc, chịu không nổi mới nghiêm túc nói, thật sự chịu đủ rồi. Đã đi tới đây rồi còn phải nghe những lời nói ấu trĩ như thế của các cô nữa. Tôi 2 tuổi đã không còn tin ông già Noel và Vương Phi. Dù cho là Vương Phi Kata, cùng lắm là hơn người bình thường là có nhiều tiền quyền thừa kế mà thôi. Chấm than ngoặc kép, Anna chỉ mỉm cười. Từ khi tôi thấy các chị em bí ngô kia, phong độ của tôi liền đi xuống. Đáng ghét, cô nói xong, thoáng cái tức giận cất máy tính, chuẩn bị đi ra ngoài lại không nghĩ rằng vừa cất bước liền nhìn thấy cạnh cửa lấp lánh một chiếc chìa khóa vàng ánh mắt của cô trường lớn nhất thời nghi ngờ đi qua nhặt chìa khóa vàng kia lên nhớ tới cha đã từng nói trên mặt đất có tiền cũng không được nhặt nếu như không phải tiền bất chính không cẩn thận mà đụng vào có thể ảnh hưởng đến thân phận Chật, hy văn chật một tiếng lập tức đem chìa khóa vàng tiện tay ném đi a à, chấm than ngoặc kép đường khả hình đứng bên cạnh đỉnh đầu tê dần xoay người nhìn về phía hy văn hơi tức giận nói cô cô nhặt chìa khóa lại cho tôi vì sao nhặt được không trả lại cho người đánh mất mà lại ném vào đầu người khác hy văn nhìn thấy đường khả hinh, trong nháy mắt chừng lớn đôi mắt nhìn về phía cô tức giận nói tôi chỉ biết ở cái chỗ này luôn có một số người không tỉnh táo cô đường khả hinh nghe lời này nắm chặt chìa khóa vàng đi hướng hy văn tức giận nói cái gì mà có một số người không tỉnh táo tôi thì làm sao Tôi, tôi, tôi hồi bé chính là đã thấy ông già Noel cầm tất của tôi đấy, có chuyện gì sao? Không được à." Hy Văn híp mắt, không chịu nổi nhìn về phía cô. Anna đứng bên cạnh, biết đây là cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ, khẽ mỉm cười không nói lời nào. "Chìa khóa tôi cầm trên tay chính là tiên nữ đã cho tôi." Đường Khả Hinh giơ chìa khóa trong tay lên, sáng chói trước mặt Hy Văn, cười rộ lên nói, "Cô ấy nói với tôi, chỉ cần tôi có cái chìa khóa này" IQ của tôi có thể được 180. Ha, à, Hi Văn nhất thời chịu không nổi cười rộ lên nói, cô cảm thấy IQ 180 cũng chỉ là để tính toán thôi sao? Tôi không chỉ tính toán, tôi còn có thể đoán trước, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cầm chìa khóa, có chút đắc ý nhìn Hy Văn cười nói. Đoán trước, vẻ mặt Hy Văn ra vẻ coi thường nhìn về phía đường khả hình. Đương nhiên, đường khả hình mỉm cười nhìn về phía Hy Văn, mềm giọng nói cô đến năm 2 tuổi không tin vào cô bé quàng khăn đỏ, đó là người mẹ ngu dốt mới thường xuyên nói với con gái như vậy. Sắc mặt Hy Văn lạnh đi, tuy bình thường mình hay trách cứ mẹ được nhưng người khác thì không được mắng. Hai mắt đường khả hình trừng lớn, nhìn về phía Hy Văn cười rộ lên nói thế nào. Không tin tôi, được, tôi nói cho cô biết, 5 giây sau, cô sẽ nhận được điện thoại từ mẹ. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép. Đôi mắt Hy Văn trừng lớn, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng cười nhìn về phía Hy Văn, giơ chiếc chìa khóa lên, im lặng đếm, 5, 4, 3, 2, 1. Chuông điện thoại di động chợt vang lên. Hy Văn ngẩn ra. Anna cũng hơi giật mình, lập tức quay người đi vào phòng nghỉ VIP, cầm di động lên nhìn, quả nhiên là điện thoại của Hạ Tuyết, cô có chút giật mình cầm di động, đi ra trước phòng nghỉ VIP, nhìn Hy Văn nói: "Tiểu thư, điện thoại của phu nhân Thi Văn cầm di động lên, ấn nghe nói, alo. Chấm hỏi ngoặc kép, tối nay khi nào con trở về, đi ngang qua cửa hàng phía trước tòa nhà chính, mua cho mẹ một ít cá viên, thêm nhiều sốt cà chua nhé. Nhớ bỏ vào túi màu đen, mẹ không muốn để cho em trai con biết. Một giọng nữ truyền đến. Được rồi, Thi Văn tức giận cầm di động. Kêu to lên, cũng chính bởi vì ngày nào mẹ cũng ăn cá viên cho nên em trai mới ngốc như vậy. Mỗi ngày mẹ đều ăn củ cải, tại sao iq của con không thể thấp đi một chút mẹ muốn sinh hai đứa con bình thường không được sao hạ tuyết phịch một tiếng tắt máy hy văn gấp đến độ dậm chân nắm chặt điện thoại tức giận nhìn về phía đường khả hinh đường khả hinh nhìn dáng vẻ này của cô ta bởi vì không có tổng giám đốc ở đây cô liền thở phù một tiếng không khách khí cười rộ lên sau đó mang theo một chút ý giáo dục nói em gái chị nói cho em biết thứ nhất không tin vào câu chuyện cổ tích thật sự là không đáng yêu chút nào thứ hai không tin vào cô bé quàng khăn đỏ, sẽ không gặp được bạch mã hoàng tử của mình. Cho dù em hơn chị bao nhiêu thứ thì thế nào, cho dù IQ 180 thì như thế nào. Người khác không thích em, chính là không thích em. Em không nên trách chị đột nhiên có siêu năng lực, chị nhìn thấy bên cạnh em, căn bản là không có người bạn nào. Bởi vì em luôn coi thường bọn họ. Anna có chút giật mình nhìn về phía đường khả hình. Cô, Thi Văn nhất thời tức giận nhìn về phía đường khả hình, nhịn đã lâu mới nói, cô đừng tưởng rằng nói lời như thế, là có thể lừa gạt tôi. Không tin sao, đường khả hình chừng mắt, giơ chìa khóa trong tay lên, cười nói, nếu như cô không tin, có thể thử một chút. Nếu như tôi nói đúng, cô liền thua. Cả người hy văn nhanh chóng ra vẻ chính mình có IQ 180, đôi mắt mở to nói, được. Nếu như cô thua, cô phải quét nhà cho tôi một tháng. Đường khả hình cười rộ lên, nhìn hy văn nói, cứ như vậy đi. Anna ngẩng đầu, nhìn đường khả hình nói, cô biết hàn ra rộng đến thế nào không? Bình thường chúng tôi phụ trách quét dọn, cần đến 15 người. Không vấn đề gì, vậy nếu như cô thua, đường khả hình nhịn cười nhìn về phía Hy Văn. Tùy cô xử lý, phụ nữ nước Pháp quả nhiên có khí chất, điều kiện của tôi là, cách xa anh đẹp trai ra một chút, đường khả hình cười nói. Hy Văn tặc lưỡi nhìn về phía cô, cười rộ lên nói, được. Chấm than ngoặc kép khụ khụ, đi theo tôi, vẻ mặt đường khả hình khó nhịn được tươi cười. Đi vào trong đó, khi Văn nhìn về phía cô, hỏi. Cho cô mở mang tầm mắt, tôi thật sự có thể đoán trước được. Đường khả hình không nói hai lời, liền đi ra ngoài. Khi Văn nháy mắt một cái, lập tức không cam lòng đi theo. Giữa sân khấu có người đang tập luyện, lại nhìn thấy đường khả hình không hiểu sao đứng lên sân khấu, liền kỳ quái. Tưởng Thiên lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đang ngồi dưới sân khấu, bàn chuyện buổi tiệc từ thiện đêm mai, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đột nhiên xuất hiện ở giữa sân khấu, liền kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Hy Văn mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra sân khấu, đứng bên cạnh Đường Khả Hinh, nghi ngờ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cố ý ra vẻ chứng chạc đàng hoàng, ho khan một tiếng, nhìn về phía Hy Văn nhịn cười nói, "Tốt. Hiện tại bắt đầu, cô muốn biết cái gì, tôi đều nói cho cô biết." trước mặt mọi người, chúng ta ai thua không được chối. Chấm than ngoặc kép, cô xác định, khi văn híp mắt nhìn cô. Đúng, đường khả hình nhịn cười. Khi văn nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn thấy trang hạo nhiên đang ở dưới sân khấu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười nói, cô nói cho tôi biết, ba giây sau, chú đẹp trai sẽ làm gì bên dưới sân khấu. Đường khả hình nhất thời quay đầu, nhìn về phía hy văn, hai mắt mở to nói, cứ như vậy sao? Cứ như vậy chấm than ngoặc kép, khi văn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía đường khả hình. Khuôn mặt đường khả hình bộc lộ sự nghiêm túc, nhìn về phía cô, chậm rãi lùi lại vài bước, dường như vì hy văn mà mặc niệm cúi dầu rồi nhịn cười nói, được. Tôi cho cô biết, ba giây sau, anh ấy sẽ khiếp sợ nhảy lên. Cô vừa nói xong, trong nháy mắt nước được chuẩn bị trên nóc nhà để biểu diễn, rào một tiếng đổ xuống, toàn bộ rơi vào người hy văn. A, à, Hy Văn nhất thời rậm chân, toàn thân bị hắt vào ướt như con vịt chết, mất thể diện lúng túng la to. Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên khiếp sợ nhảy lên, nhìn về phía Hy Văn. Phốc, đường khả hình đứng bên cạnh, nhịn không được cười ha ha. chương 854, buông tay. Hơn 10 chiếc xe màu đen, giống như là đội cảnh sát, dừng ở phía trước dạp chiếu phim, cửa xe đồng thời mở ra, 10 vệ sĩ của chủ tịch Hàn đi xuống, đi lên cầu thang. Lúc cảnh vệ tuần tra xung quanh, dối giết ghé mắt. Dẫn đầu là nữ vệ sĩ và dì Lý ở Hàn Gia, đang mặc sườn xám màu xanh lá cây, hiện ra vài phần tôn quý, vừa vội vàng đi vào bên trong, vừa vô cùng khẩn trương hỏi tại sao tôn tiểu thư nhà chúng tôi lại bị như vậy. Lúc này Anna khẩn trương đi ra, thấy quản gia Lý cũng đã đến, cô lập tức ấy náy thất trách mà cúi đầu xuống, xin lỗi nói, dì Lý, con thật sự xin lỗi, vừa rồi là con chiếu cố không tốt. Mặc kệ hứa mặc và nhâm khinh phong đồng thời mặt lạnh mà đứng ở bên trong phòng viết, vẫn sức chờ phát động, nghiêm mặt mà nhìn về phía trước, nhưng lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Song bào thai tiểu vi và tiểu hà có thân phận vệ sĩ bảo vệ tổng giám đốc, chăm chú mà đứng ở phía sau đường khả hinh, đôi mắt cũng như mèo, cũng để xu thế nhìn về phía trước, xem ai động tới một sợi tóc của cô. Cả người hy văn ướt sũng khoác một cái chăn lông màu xám, tóc cũng bị nước dội đến ướt đẫm dính ở trên trán vừa rồi vớt lên giống như con vịt nước, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ run rẩy mà ngẩng mặt nhìn về phía đường khả hinh, cho tới bây giờ bé chưa từng chịu ủy khuất và mất mặt như vậy, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, chừng nhìn cô, tức giận kêu to chỉ cố ý. Đường khả hinh nhàn nhạt mà đứng ở một bên, vuốt mày nhìn về phía hy văn, chế diễu cười nói cái gì hả? Cố ý, chỉ số thông minh của nhóc là 180, giờ bị ngâm nước rồi hả? Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên khẩn trương mà đứng ở một bên, vô cùng sốt ruột mà nhìn về phía đường Khả Hinh, lo lắng cô sẽ nói tiếp, Khả Hinh. Là sao hả, tôn tiểu thư của chúng tôi xảy ra chuyện gì? Di Lý nhanh chóng dẫn 10 tên vệ sĩ, nghe theo lời dặn của ông chủ bước nhanh đi vào phòng VIP, liếc mắt liền thấy cả người hy văn ướt đẩm mà khoác một cái chăn lông xám, tức giận đến run dậy ủy khuất mà nhìn về người con gái lớn tuổi hơn phía trước mặt kêu lên, chị cố ý dẫn tôi đến cái chỗ kia, rồi sau đó lại để cho nước dội xối xuống người tôi. Thật không ngờ chị hèn hạ như vậy, chị thật to gan. Đường khả hình cười lạnh. Tôn tiểu thư, chấm than ngoặc kép, lúc gì lý tẩu thời điểm tới, khẩn trương đau lòng đi tới, tiểu thư sao lại thành như vậy? Không phải nói là tới đây tập múa sao? Khi văn thấy gì lý tẩu đã đến, lập tức thở hồn hền, ủy khuất đến hai mắt đỏ bừng. Dì Lý thấy bộ dáng của Hy Văn như vậy, lập tức đau lòng mà quay đầu, nghiêm nghị mà trách cứ Anna, tôn tiểu thư tới đây tập múa, đây là nể mặt mũi của tập đoàn Hoàn Cầu và Viện Phúc Lợi. Cô cùng theo tới đây, chẳng những không thể chăm sóc tốt, rõ ràng còn làm cho tiểu thư bị ướt sủng như vậy, nếu như cơ thể có sơ suất gì rồi sao, cô có gánh nổi không hả? Vừa rồi ông chủ và ba người cậu chủ đều khẩn trương mà gọi điện thoại tới đây hỏi. Nếu như cô làm việc như vậy, không bằng sớm rời khỏi vị trí công việc này đi. Hàn gia không cần một thư ký như vậy giọng nói đầy khiển trách, sắc mặt Anna ửng đỏ, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng vô cùng lúng túng đứng ở một bên, muốn mở miệng giải thích. Cô không cần nói nhiều, chấm than ngoặc kép, di lý phẫn nộ mà nhìn về phía Anna, nói tôn tiểu thư bị rột nước, bây giờ cô nên thay đồ cho tiểu thư đi, sau đó nói chuyện gì xảy ra, rồi mới chừng trị người kia sao. Cái này, tôi vừa rồi vốn muốn thay đồ cho hy văn tiểu thư. Anna nói còn chưa xong, cũng đã thấy thân ảnh phía trước lóe lên cô sướng sờ mà nhìn về phía phía trước sau khi nhìn kỹ người bên cạnh thi văn đã vừa vội vàng quấn chăn lông vừa đi nhanh tới trước mặt đường khả hinh, ngẩng đầu tức giận kêu to vì vậy ba của tôi nói là một cô gái tốt thì nên nâng cầm lên không nên chấp nhặt với người bình thường coi như là bây giờ chỉ cao hơn tôi tôi ngẩng đầu nhìn chị đều là cho chị mặt mũi rõ ràng chị lại rột nước tôi như vậy làm hại tôi mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy đường khả hinh nghe xong lời này liền tức giận mà duỗi ra ngón trỏ muốn trọt cái chán bé nhâm khinh phong và hứa mặc giống như là u linh đứng ở phía sau hy văn nắm chặt nắm đấm ngẩng đầu lên nhìn về phía cô xong bào thai cũng trong nháy mắt đứng ở phía sau khả hinh mặt lạnh lại nhìn về phía nhâm khinh phong và hứa mặc chưa từng sợ ai trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi ngẩng mặt lên nhìn tư thế của người bên cạnh thái độ cũng có chút cường ngạnh hẳn lên. Ba nhóc chỉ dậy nhóc nâng cầm lên nhìn người ta, không có dậy nhóc để mắt mọc ở trên chán đi. Đường khả hình thức giận mà nhìn về phía Hy Văn, giờ nắm đấm lên làm bộ muốn đánh bé nói, nếu nhóc là con gái tôi, nhóc vừa ra đời tôi đã bóp chết nhóc rồi. Tuổi còn nhỏ nói chuyện không có lễ phép, nhóc cũng như người ngoài hành tinh, đến chiếm đất người ta ở đó còn la làng. Nhìn đức hạnh này của nhóc đi nhóc đừng tưởng rằng vừa sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng thì giỏi lắm có bản lĩnh nhóc đừng dựa vào nó như vậy dũng cảm mà ném nó đi sau đó sống dựa vào bản lĩnh của mình đi nhìn bộ dáng nhóc đi khác một trời một vực với mấy đứa ở viện phúc lợi không nghe lời không có lễ phép nên phải bị phạt đánh nhóc chị khi văn tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng chị cái gì mà chị đường khả hinh lại tức giận nói một con muỗi bay qua đậu trên người nhóc hút máu của nhóc tôi cũng không tin nó sẽ bị đột biến gen. Cho nên nói, ngày trước sinh, ngày mai nuôi, nếu như cái tính kiêu ngạo như nhóc còn không sửa đổi, chỉ số thông minh 180 cũng không khác con mũi lắm đâu. Không có giáo dục, lửa giận của Hy Văn liền hừng hực bốc cháy lên, mặt đỏ lên, phẫn nộ trừng đường khả hinh, tức giận đến nói không ra lời. Đây là tiểu thư nhà ai sao nói chuyện không thức thời như vậy. Chấm than ngoặc kép, di lý thấy tôn tiểu thư bị ủy khuất, Lập tức tức giận đi tới, phẫn nộ nhìn Đường Khả Hinh, không khách khí hỏi. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức lại muốn tiến lên giải thích. Đường Khả Hinh cũng đã nhanh chóng nhìn về phía Hy Văn, ôm vai cười lạnh nói, tôi nói. Thục nữ bé nhỏ nước Pháp, làm người phải có chơi có chịu. Chấm than, hôm nay chị đây thắng, nhóc cũng không cần lấy thân phận đè người. Hy Văn khí thở gấp mà nhìn về phía Đường Khả Hinh, vội vàng nói. Vừa rồi nước trên sân khấu là chị cố ý sử dụng kế đưa tôi đến chỗ đó để bị rột nước phải không? Tôi thua cái gì mà thua? Hừ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhanh chóng hừ bé, lại tức giận nói tôi không có rảnh như vậy, cũng không có sức lớn như vậy, để cho nguyên bàn nước rột lên người nhóc. Tôi ăn no gững mỡ hả? Giống như nhóc vậy, mỗi ngày chỉ biết xem thường người khác, khất cầm lên, mắt để trên đỉnh đầu, sao có thể thấy phía trên có một bàn nước chứ? Chị! lửa giận của Hy Văn nhất thời bị dập tắt, đôi mắt lập tức run rẩy nổi lên nước mắt. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trên sân khấu sao lại có nước? Di lý tay vịn Hy Văn, đau lòng lại tức giận hỏi. Một vệ sĩ có thân hình cao lớn, túm đạo diễn phó kéo tới. Trên tay đạo diễn phó đang cầm tờ tiết mục diễn, run lẩy bẩy mà đứng ở trong đám người, xoay trái xoay phải mà nhìn những người đằng đằng sát khí xung quanh, dọa đến sắc mặt tái nhợt, hồn phi phách tán mà đứng ở một bên không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía phó đạo diễn, nghiêm túc hỏi, anh là phó đạo diễn chuẩn bị cho buổi tiệc lần này. Vâng, phải, đạo diễn phó run lẩy bẩy mà cúi đầu nói. Tưởng Thiên Lỗi lập tức khẩn trương hỏi, trên sân khấu sao lại có nước đổ xuống đây là chuyện gì? Phó đạo diễn lập tức run lẩy bẩy mà dơ lên bản tiết mục, lại dọa đến sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói cái này. Cái này, đây là hôm nay, hôm nay chuẩn bị, diễn tập đấy, trong tiết mục, tiết mục 30, chúng ta là biểu diễn hồ hoang, vì vậy đã đến giờ rồi, máy tính liền. Sẽ khống chế, nước trên đỉnh đổ xuống, dưới sân khấu trước mặt sẽ có rãnh mương ngang chứa. Chứa nước, chúng ta lúc ấy đang khẩn cấp mà. Diễn tập, thật không ngờ đường, đường tiểu thư và hy văn tiểu thư sẽ. Lúc đứng giữa sân khấu, chúng tôi nhất thời sơ sẩy, không có. Thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Tưởng thiên lỗi nghe xong, có lẽ hiểu rõ, lập tức cầm bảng giờ tiết mục lên xem, đối chiếu với thời gian vừa rồi, quả nhiên là đoạn thời gian đó, anh khẽ giật mình. Đường khả hình nhanh chóng mà đi tới, bá một tiếng giật lấy bảng tiết mục trên tay anh, thoáng cái không nghĩ thời gian trùng như vậy, rũ rũ đi tới trước mặt Hy Văn, hơi cúi xuống híp mắt cười mà nhìn về phía bé, nói, nhìn. Nhìn thấy không, chừng lớn đôi mắt của nhóc lên, nhìn xem, có phải tôi xếp đặt thiết kế hãm hại nhóc không? Hy Văn khẽ giật mình, lập tức tức giận ánh mắt trừng lớn, nhìn bảng tiết mục từ trên xuống dưới oi, rốt cuộc thấy giờ giấc của tiết mục hồ hoang, đúng 8 giờ. Bé lập tức cắn chặt môi dưới, mi mắt nhíu lại. Đường khả hình cũng học bé mi mắt nhíu lại, a à một tiếng cười nói, nhìn thấy không? Chỉ số thông minh 180 nha, sau này không nên ở trước mặt chị đây, nói người ta ngắn này ngắn nọ, khoét vào chỗ đau của người ta. Người ta không phải là không có phát hiện con người nhóc xấu, người ta là không muốn vạch trần nhóc ngắn thôi không nên thấy người khác cưng chiều và yêu thương thì coi như thỏa hiệp và sợ hãi hơn nữa chẳng qua nhóc chỉ là một nhóc con thôi cô nói xong thừa dịp nhâm khinh phong và hứa mặc không chú ý nhanh chóng duỗi ngón tay ra trọt thẳng vào đầu của bé a à, khi văn lấy tay che cái chán tức giận đến kêu to lên biết đau sau này nói chuyện với người khác lễ phép chút chấm than ngoặc kép vẻ mặt của đường khả hình đầy xem thường mà nhìn về phía bé, thật sự xem thường mà lại muốn vươn tay, muốn đánh bé. Hy văn vừa né, có chút sợ hãi cùng tức giận liếc về phía đường khả hình. Đường khả hình nhìn vẻ mặt này của bé, giống như cười mà không cười, nói, nhóc có phục hay không? Vẻ mặt của Hy Văn như một góc phình lên, không chịu nói lời nào. Mày đường khả hình nhíu lại, nửa uy hiếp nửa đe dọa hỏi, nhóc có phục hay không? Nếu như nhóc không phục, tôi lập tức lên mạng nói với tất cả mọi người nói chuyện nhóc đánh bạc không chịu thua, lại để cho tất cả mọi người chê cười nhóc. Khi Văn tức giận đến muốn khóc, hai mắt bước đến đỏ bừng, ủy khuất mà kêu to, phục. Này mới đúng chứ, đường khả hình hơi đứng người lên, mắt lé nhìn bé cười nói, chị đây nói cho nhóc biết đạo lý làm người. Công chúa kỳ thật không có giỏi gì đâu, cô ta cũng không thấy ông già Noel nhét lễ vật trong tất của cô ta, càng không có ước mơ. Trên cái thế giới này, bởi vì cô ta đã có tất cả, vì vậy cũng không có quý trọng cái gì. Muốn dễ chịu thì khom lưng thấp một chút, mấy đứa nhỏ ở bên ngoài viện phúc lợi một người một khối bánh ngọt, nhóc chỉ một người ở chỗ này mà chiếm một cái phòng ở. Nếu quả thật muốn biểu đạt tấm lòng yêu mến, còn không bằng đi ra ngoài, cùng trò chuyện tâm sự với mấy em đó, nói cho mấy bạn nhỏ biết, không có cha mẹ cũng không có không dậy nổi. Bởi vì thế giới này, bất cứ chuyện gì đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Hiểu không? cha mẹ là không thể nào cùng đi cả đời với nhóc đâu. Hy văn nhất thời tức giận cắn răng, rồi đôi mắt nhanh chóng nháy mắt, nhìn về chị gái trước mặt. Đường khả hình cũng nhìn về phía bé, không nhịn được lại vươn tay, xoa bóp mặt của bé nói, vừa rồi nhóc cũng nói, công chúa cũng không có giỏi cái gì đâu, bạch mã hoàng tử càng không có giỏi gì. soái chẳng qua là con ngựa kia, anh ta kỳ thật chính là tên khốn kiếp. Trang hạo nhiên nghe lời này, giống như cười mà không phải cười, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường khả hình thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn mọi người có mặt trong phòng VIP, tất cả đều trơ mắt mà nhìn thấy cô, mặt của cô liền đỏ, vội vàng vội vàng đè nén áp lực mà đi ra ngoài. Trang hạo nhiên nhìn về phía bóng dáng đường khả hình rất nhanh biến mất, anh cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Tưởng thiên lỗi đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai bóng dáng hai người rời đi, đành phải nặng nề thở một cái, mới chịu tiếp tục trấn an hy văn, rồi lại nhìn đến một bóng dáng dịu dàng, ngây thơ lanh lợi mà hiện lên lông mày của anh siết chặt đành phải bất đắc dĩ cười cười bên ngoài dạp chiếu phim đại sảnh đèn đuốc sáng trưng cảnh sát khắp nơi tuần tra xanh trắng đèn đỏ nhanh chóng xoay tròn đường khả hinh nhanh chóng đi xuống cầu thang vẻ mặt ẩn nhẫn nghiêm túc muốn đi đến chỗ ngồi xe đằng kia trang hạo nhiên bước nhanh mà đi ra đại sảnh thở dài nhìn người xung quanh thấy đường khả hinh đã nhanh đi tới chỗ xe đôi mắt anh nóng lên lập tức đi xuống cầu thang, hướng về phương hướng của cô chạy đi, khẩn trương mà kêu, khả hình. Đường khả hình nghe được tiếng kêu này, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, giả bộ như không nghe được, bước nhanh đi lên phía trước. Khả hình, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn đường khả hình sẽ phải ngồi trên xe, lập tức chạy tới cầm chặt cánh tay của cô. Buông tôi ra, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thoáng cái gạt bỏ tay của anh tức giận nói. Khả hình, trang hạo nhiên lại nắm chặt cánh tay của cô mạnh xoay người cô lại đôi mắt nóng rực quan tâm mà nhìn về phía cô nói em sao vậy hả sao lại tức giận dữ vậy trong bóng đêm đường khả hình ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng quần tây màu lam nhạt nhẹ nhàng phong độ như vậy đẹp trai quyến rũ mà đứng tại trước mặt của mình lòng của cô như bị người lấy búa đập mạnh vào rốt cuộc hiểu rõ trang hạo nhiên đã từng vội vàng nói câu kia em không biết anh luôn muốn ôm em ngủ đôi mắt của cô ánh nước rồi lại nghĩ đến anh vừa rồi vội vàng mà đi vào dạp chiếu phim nhìn cũng không nhìn bản thân một cái cô nghẹn ngào nói em không chịu nổi trang hạo nhiên giật mình mà nhìn về phía cô đường khả hình đè nén nước mắt thiệt tình nghẹn ngào nói em không chịu nổi dù tách ra một buổi tối như vậy em đều không chịu nổi em nghĩ đến anh muốn điên rồi đôi mắt trang hạo nhiên lóe lên một chút đau lòng mà nhìn về phía cô giữa chúng ta rõ ràng yêu nhau nhưng giống như cách trăm sông ngàn núi, mặc kệ nhã tuệ nói gì cho em biết, người yêu dù ở đâu đó, có phải trên cái thế giới trời xanh mây thẳm này không, không quan trọng. Thế nhưng là em đã không chịu nổi, nhớ anh muốn điên rồi, nghĩ đến muốn chết rồi. Rõ ràng em lại ăn dấm chua một đứa bé, em thấy anh nắm tay nó, em liền muốn điên rồi. Em thấy anh không để ý tới em, em cũng muốn điên rồi. Một ngày này các loại đau đớn điên cuồng xé rách, chấm than ngay cả muốn anh, đường khả hình đứng ở bên cạnh cửa xe, nước mắt trượt xuống, đau lòng nói. Trang hạo nhiên trầm mặc mà đau lòng mà nhìn về phía cô, mới chậm rãi vươn tay. Anh không nên đụng em, em sợ em sẽ không nhịn được bổ nhào vào trong ngực của anh. Liền không muốn rời xa, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nói xong, nhanh chóng xông vào trong xe, phịch một tiếng đóng cửa xe, nói, lái xe. Tài xế nắm tay lái, có chút không biết làm sao mà nhìn về phía tranh hạo nhiên. Trang hạo nhiên cũng chỉ thâm tình đứng ở ngoài của sổ xe, nhìn về phía đường khả hinh. Lái xe, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh lại ngẩng đầu, khóc kêu to. Tài xế nghe vậy, không có cách nào, đành phải điều khiển tay lái, chạy tới phía trước. Trang hạo nhiên hơi vội vàng mà bước lên trước hai bước, rồi lại nhìn đèn đỏ xe sáng lên, chậm rãi biến mất tại trong bóng đêm, đôi mắt anh có chút đau đớn, buồn bã nói, đồ ngốc, dù là tức giận, hay cãi nhau, không thể ở lâu thêm một lát sao. Để anh có thể nhìn kỹ em thêm một chút. Đường khả hình ngồi ở chỗ ngồi bên trong xe, dường như nghe được tiếng lòng buồn bã của anh, lại rơi nước mắt. chương 855, bồn tắm ái tình. Buổi tối, gió mát như nước, lá sen bay ngọt ngào trong gió. Phòng Tổng thống Bạch Kim, một công trình kiến trúc màu trắng, xây dựng bên cạnh đầm sen, chìm trong bóng đêm, ngẫu nhiên có những đàn cỏ trắng bay qua bay vào trong rừng sâu phòng khách biệt thự ánh đèn sáng trưng ngẫu nhiên có tiếng cười truyền đến phía sau tối om dường như người bên trong đã ngủ thiếp đi đêm nay điệp y chưa trở về cho nên tăng cường bảo vệ tuần tra vào lúc này một thân ảnh màu trắng di chuyển về hướng bong thuyền bên cạnh biệt thự đánh hôn mê hai người rốt cuộc cô mới tiến về căn phòng của mình trên bong thuyền bên trong căn phòng ánh đèn chợt tắt, một mảng tối om, người trên giường đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thân ảnh màu trắng kia, yên lặng đi tới trước cửa sổ sát đất, cẩn thận liếc mắt nhìn vào trong, liền nhẹ nhàng đẩy vào một chỗ trên cửa sổ, vừa vặn có thể lách người vào, lại hơi nghiêng người tiến vào trong. Ai, chấm than ngoặc kép, trong nháy bác dịch ngồi dậy, nửa thân trên để trần, nhanh tay bật đèn bên cạnh giường. Căn phòng lập tức sáng ngời, trang ngải lâm mặc chiếc váy dài màu đen, chiếc thắt lưng bản to màu trắng, mái tóc xoăn xóa tung gợi cảm. Cô nhanh chóng xoay người, nhìn thấy bác dịch, nửa uy hiếp nói, nếu như anh dám lớn tiếng gọi tôi, tôi đánh cho anh đến tổ tiên cũng không nhận ra. Bác dịch cắn chặt răng, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt nóng rực nhìn về phía cô. Trang ngải lâm lại không để ý đến anh, chỉ nhanh chóng xoay người, đi về phía bên trái phòng mình, ấn chiếc nút bên trái tường, nhìn tủ quần áo mở ra, cô mới nhỏ giọng nói, tôi trở về để lấy váy dạ hội cho buổi tiệc tối mai, gần đây không có tâm trạng đi mua quần áo. Trang Ngải Lâm là là người rất coi trọng vẻ bề ngoài, cũng giống như em trai mình, cảm thấy con người có thể không ăn cơm nhưng không thể không đẹp. Bác dịch lặng lẽ nhìn cô đi vào bên trong tủ quần áo xa hoa, ánh sáng đèn thủy tinh bên trong sáng lên, cơ thể uyển chuyển của cô đứng trong một gian quần áo lớn lộng lẫy như vậy, mái tóc xoăn dài xóa ra dài đến bên hông, váy dài buông xuống, hết sức tự nhiên. Trang Ngải Lâm ngẩng đầu, nhìn xung quanh gian tủ quần áo, rốt cuộc chọn một chiếc váy đuôi cá màu bên trên màu xanh, càng xuống dưới lại nhạt dần tới màu trắng, lại xoay người, nhìn vào bên trong tủ thủy tinh, cầm lên một chiếc vòng cổ kim cương trị giá 100 triệu, khuyên tai và vòng đeo tay, mang hết tất cả để vào trong váy rồi cuộn lại, cứ như vậy tự nhiên bước ra ngoài. Bác dịch vẫn lạnh lùng nhìn chằm vào cô. Trang Ngải Lâm cũng không nhìn anh, xoay người đi về hướng cửa sổ sát đất bác dịch rõ ràng nhìn thấy má trái của cô xương đỏ biết điệp y là một cao thủ rất mạnh mẽ xuống tay rất mạnh liền hỏi mặt của cô thế nào rồi ai cần anh lo chấm than ngoặc kép trang ngải lâm không nói hai lời liền giật giật cửa sổ sát đất ai ngờ kéo mãi không ra cô lập tức hoài nghi mẹ cô sai người gắn keo bên ngoài cô lại dồn hết sức kéo ra bác dịch im lặng để chìa khóa cửa sổ sát đất lên đầu tủ nhấc chân lên mặc quần thường màu đen, nửa thân trên vẫn để trần như vậy, lộ ra cơ ngực rắn chắc đi về hướng Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm còn không hiểu phát sinh chuyện gì, vẫn đang loay hoay kéo cửa sổ sát đất ra. Bác dịch nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô, lôi cô đi tới bên giường nói, để tôi xem mặt cô thế nào. Tránh ra, chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm hất tay của anh ra, tức giận nói, anh đừng có giả vờ tốt bụng. Không muốn ngủ trên giường của tôi lại ngủ thoải mái như vậy ngày đó khi vừa rời khỏi phòng tổng thống tôi nên lột ra anh mới phải cô không nói hai lời lại muốn kéo cửa ra mới phát hiện bên giường để một chiếc chìa khóa kim loại cô tức giận chừng lớn đôi mắt liếc anh một cái nhanh chóng đi qua chuẩn bị lấy chiếc chìa khóa vừa lấy vừa nói chờ một chút khi chị đây ra ngoài tôi phải bắt anh nuốt luôn chiếc chìa khóa này bác dịch không để ý lời của cô nhanh chóng bước tới phía sau nắm chặt cổ tay của cô buông tay ra Trang Ngải Lâm lại mạnh mẽ hất tay của anh ra. Trong nháy mắt bác Dịch tăng đem lực đạo nơi cánh tay, nắm chặt cổ tay cô, kéo cô tới bên giường. Anh muốn làm gì? Trang Ngải Lâm ngã trên giường, váy và trang sức cũng rơi tá lả. Cô vừa muốn ngồi dậy, lại bị bác Dịch nắm chặt cổ tay, thân thể mạnh mẽ áp lên trên người cô, hai tròng mắt nóng rực mà tức giận nhìn cô nói, nếu như cô còn phản kháng, tôi liền gọi mẹ cô đến đây đấy. Trang Ngải Lâm nhất thời tức giận nhìn về phía bác Dịch kêu lên, anh thật sự coi bà ấy là mẹ anh sao? Bác Dịch tức giận uy hiếp nhìn cô nói, nếu không, cô cứ thử xem. Anh, chấm ngoặc kép, Trang Ngải Lâm nằm trên giường, tức giận nhìn anh nói, anh hèn hạ vô sỉ đến trình độ này. Sắc mặt bác Dịch hơi thu lại, lặng lẽ nhìn về phía cô nói, tôi chính là người như vậy đấy. Hôm nay cô mới biết sao? Trang Ngải Lâm giận dữ nhìn về phía anh. Bác Dịch nhìn thấy cô không phản kháng nữa, hơi thả lỏng hai tay đè xuống thân thể đau đớn, ngồi xuống bên giường, mới nói, nằm yên đó, nếu như cô không muốn lại bị điệp y cho một cái tát. Trang ngải lâm tức giận quay mặt sang chỗ khác. Bác dịch bật ánh đèn màu da cam trên đầu giường, nhìn một bên mặt xương đỏ của cô, lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, hai tròng mắt anh lóe lên mấy phần tươi cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc mỡ chính mình điều chế, mở ra, một hương thơm bạc hà cùng vị nho tỏa ra. Trang ngải lâm ngửi thấy mùi hương này, chậm chạp quay đầu, nhìn về phía anh. Bác dịch đem nắp lọ để sang một bên, sau đó bóp một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay. Trang ngải lâm lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông này ngồi bên giường, gương mặt nghiêm túc, đôi mắt sáng lấp lánh, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím, tính cách vô cùng cố chấp. Bác dịch nghiêng mặt nhìn cô. Trang ngải lâm liền quay mặt đi, không để ý anh. Hai tròng mắt bác dịch lại hiện lên mấy phần tươi cười, vươn tay trái nhẹ nắm lấy cằm của cô, nghiêng sang bên này đem tay phải có thuốc mỡ vô cùng ôn nhu dịu dàng bôi lên một bên mặt cho cô a à, trang ngải lâm chợt cảm thấy đau đớn tức giận nhìn về phía anh đau không bác dịch tuyệt đối không đồng tình với cô một bên vì cô bôi thuốc mỡ một bên nhàn nhạt, nhạt nói bình thường đem người khác đánh gần chết thế nào lại chưa từng nghĩ người khác cũng thấy đau bỏ đi trang ngải lâm thấy bên má trái đã thoa thuốc xong liền đẩy anh ra lấy chiếc chìa khóa định đứng dậy rơi đi Bác dịch vừa ngừng tay, cảm giác được người phụ nữ này sẽ lập tức nhảy xuống, sắc mặt của anh lạnh lẽo, nắm lấy cánh tay cô, đem cô đẩy ngã trở lại trên giường, mới nói còn chưa thoa xong. Ánh mắt trang ngải lâm nóng rực nằm trên giường, trừng lớn đôi mắt nhìn anh. Bác dịch cầm lọ thuốc, lại bóp một ít ra đầu ngón tay, nắm lấy cầm cô, chuyển qua má phải, nhẹ nhàng từng chút bôi lên. Trang ngải lâm thập phần không muốn nhưng vẫn phải nằm trên giường, tùy ý anh bôi ngón tay bác dịch lướt qua má phải trắng nõn mềm mại của cô vừa nhìn thấy ánh mắt không hề muốn thỏa hiệp của cô động tác nơi đầu ngón tay anh chậm lại tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của cô trang ngải lâm cảm giác được ánh mắt nóng rực của người đàn ông này đang nhìn mình tức giận quay mặt sang nhìn về phía anh không khách khí nói anh đã thoa xong chưa tôi còn có hẹn có hẹn với ai bác dịch nhíu mày nhìn về phía cô hỏi chính là anh chàng đẹp trai người nước ngoài kia ai cần anh lo Chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm nói xong, liền nhanh chóng đứng dậy. Bác dịch trong nháy mắt đem cô đè xuống trên giường, hai tròng mắt nóng rực nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô, không đè nén được tâm tình, liền cúi xuống phủ lên đôi môi gợi cảm ngọt gào của cô. Ưm, ừ, trang ngải lâm thoáng cái ngửa mặt giấy dụa thân thể, muốn tránh thoát khỏi nụ hôn của anh. Bác dịch cảm giác được người phụ nữ này đang liều mạng giấy dụa, thoáng cái nắm chặt hai cổ tay cô, kéo lên trên đầu trước gương tiếp tục hôn lên môi cô, hai cánh môi ngọt ngào, anh nặng nề thở hổn hển, cơ ngực phập phồng, khàn khàn gọi, Ngải Lâm. Ưm, ừ, Trang Ngải Lâm vẫn như cố tức giận muốn tránh thoát nụ hôn của anh, muốn nâng chân đạp anh. Bác dịch lại áp lồng ngực rắm chắc mà nóng rực, đè xuống trên người cô, mút hai cánh môi cô, đầu lưỡi vươn ra muốn cùng cô dây dưa một chỗ. Một tay nắm chặt hai cổ tay cô, tay còn lại rất nhanh và khát vọng kéo thắt lưng màu trắng của cô xuống, lại thấy cô không có mặc áo lót trong nháy mắt bộ ngực gợi cảm hiện ra, co giãn ngạo nghễ đứng thẳng, phát ra thứ ánh sáng màu da mê người. em, người xấu, em tính mặc thành như vậy để hẹn hò với ai? anh nói xong cũng đã cúi đầu ngậm một bên nụ hoa phấn hồng của cô, mút mạnh, một tay nắn bóp bên ngực kia, phía dưới của anh đã bành trướng đầy khát vọng, anh lại ngẩng đầu ngậm lấy nụ hoa bên kia, trong lòng trong nháy mắt cảm thấy kích thích. a, chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm quật cường đè xuống cảm giác kích động vẫn như cố cố nâng người dậy, kêu to anh buông tôi ra. trong nháy mắt bác dịch lại hôn lên môi của cô, bá đạo đưa đầu lưới luồn vào khoang miệng cô, tay lại nhanh chóng cởi chiếc váy dài màu đen của cô ra, chiếc quần lót đen gợi cảm lộ ra. một bên anh kiềm chế hai tay cô, một bên đưa tay cởi chiếc quần lót của cô xuống, ngón tay lập tức chen vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô. a à, chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm kích động la to. bác dịch nặng nề nuốt khan nơi cổ họng cả người nóng hừng hực như sắp bốc cháy, mút mạnh cánh môi cô, muốn chinh phục người phụ nữ ngạo mạn này. Trang ngải lâm lại vẫn như cố tức giận, không nghe theo. Bác dịch đè ép lồng ngực phập phồng, cởi bỏ chiếc quần đang mặc trên người, hai tay vẫn túm chặt cổ tay cô dơ cao khỏi đầu, đẩy hết chăn gối mất trật tự, trong nháy mắt liền nắm chặt hông cô, dùng sức đi vào. A, à, chấm than ngoặc kép, chiếc bụng bằng phẳng của trang ngải lâm co rút mạnh mẽ, cảm giác được cực đại của anh tiến vào trong cơ thể của mình ma sát, khoái cảm nhanh chóng sông lên đến đại não của cô, từng đợt kích thích hợp đến. Cô lại vẫn như cố cắn chặt răng, không muốn ở cùng một chỗ với anh, một bên anh hôn lên đôi môi không tình nguyện của cô, một bên lại tiến vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, hưởng thụ khoái cảm từ mỗi đợt ma sát, mỗi lần cùng cô giao hợp, anh đều cảm thấy như được thưởng thức thứ rượu đỏ ngon nhất trên thế giới này, khiến tâm hồn anh bay bổng. anh lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong người cô một bên gọi, ngải lâm. A, 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 trang ngải lâm một trận kích thích kêu lên, lại vẫn như cũ cắn răng, gương mặt đỏ lên lo to, anh, tên hỗn đản này. Di Lý nghe phu nhân dặn dò, mỉm cười bê trẻ đến trước cửa phòng, tôn kính nói, bác dịch tiên sinh, phu nhân bảo tôi mang trẻ đậu xanh 30 năm đến cho cậu. Vào đi, chấm than ngoặc kép, một giọng nói vừa thô vừa cứng truyền ra. Di Lý nghe xong, liền mỉm cười đẩy cửa phòng ra, sau đó bê trẻ đi tới nhưng trong nháy mắt thấy có người chạy vào nhà vệ sinh bà liền nhanh chóng bê trẻ đưa đến trên ngăn tủ đầu giường lại nhìn thấy quần lót đã bị xé rách dây lưng màu trắng váy dài màu đen còn có một bộ y phục rơi lộn xộn đôi mắt bà khẽ chấp xoay người nhìn thấy bên trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng thở dốc bà vội vã thức thời đi ra ngoài bên trong phòng tắm không khí nóng rực thân thể trang ngải lâm không một mảnh vải ngồi bên trong bồn tắm ngẩng mặt lên nuốt nước bọt một trận thở dốc. Cả người bác dịch cũng chìm đắm trong bồn tắm, tách hai chân của cô ra, cúi đầu giữa hai chân cô, không ngừng cắn mút. Trang ngải Lâm sợ gì lý đang đứng ngoài cửa, ngẩng mặt lên, nuốt khan nơi cổ họng, nặng nề thở hổn hển, tùy ý để dòng nước ấm phun thẳng xuống, lướt qua khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, còn có sự kích tình làm cho điên đảo. Bác dịch mạnh mẽ ngẩng mặt lên, khuôn mặt cùng thân thể nhỏ nước, hai tròng mắt nóng cháy nhìn cô. Trang Ngải Lâm cũng nặng nề thở dốc, vẫn đang trong cảm giác kích tình, hai tròng mắt cũng nóng rực nhìn anh. Bác Dịch nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cô mà càng cảm thấy mê người, vươn tay nâng khuôn mặt cô lên, tách đôi môi cô ra, trong nháy mắt cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, khát vọng mút. Ưm, um, Trang Ngải Lâm ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, kêu một tiếng. Bác Dịch không nói nữa, một bên mút đầu lưỡi của cô, một bên nhanh chóng tách hai chân cô ra bỗng nhiên tiến vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, một bên cúi xuống cắn vào nhũ hoa của cô. a, à, chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm đột nhiên cảm giác dường như tê liệt, như lúc ban đầu khi anh cắn mình, một cỗ kích thích dâng lên, nơi tư mật giữa hai chân cô mang theo một dòng nước sông thẳng vào trong cơ thể, mang đến cho cô sự hưởng thụ. cô không kìm được lòng ngẩng đầu lên, kêu to. biết vì sao anh mang em vào đây không? bác dịch một bên nắm chặt hông của cô, một bên mạnh mẽ ra vào, kích thích hỏi trang ngải lâm cắn răng chịu đựng cơn kích tình thở dốc chính là muốn nghe em gọi chấm than ngoặc kép bác dịch nói xong lại từng đợt cấp tốc tiến vào mang theo những tiếng động trong làn nước vọt vào giữa hai chân cô mở rộng nơi tư mật gợi cảm của cô a a a chấm than ngoặc kép trang ngải lâm quả thực không nhịn được lại ngửa mặt la to anh muốn nghe bác dịch lại từng đợt mãnh liệt đi vào càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh gọi ngải lâm Ngải Lâm, anh muốn nghe, la lên cho anh nghe. A, 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 chấm than ngoặc kép, nơi tư mật của trang Ngải Lâm nhanh chóng được ma sát, cảm giác dường như bay bổng trôi giạt đến thế giới nào, cô thực sự chịu đựng không nổi, lại ngửa đầu thở dốc, kích thích la to, a, a, a 1, Bác dịch nghe tiếng kêu này, lại một trận dũng mãnh tiến vào, hưởng thụ sự chặt chẽ của cô, mang đến cho mình một cảm giác hưng phấn mà kích thích cùng hưởng thụ, cuối cùng không nhịn được cũng ngửa mặt lên, hét to một tiếng nước trong bồn tắm giống như một bể nước đầy ái tình, không ngừng phun ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 856, càng yêu chính mình. Sáng sớm hôm sau, trong phòng ngủ là một mảnh tĩnh lặng, người đàn ông nằm ở trên giường, nửa trên để trần lộ ra da thịt màu đồng cổ, mặt nghiêng dán vào chiếc gối màu trắng, đôi mắt nhắm lại, ngủ thật trầm lặng. Ngoài cửa sổ thổi đến từng cơn gió mát yếu ớt, quấn theo hương thơm thanh khiết của lá sen. Anh vẫn như cũ, mệt mỏi, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng nghi mắt nhắm chặt vẫn luôn có chút rung động, dường như vẫn đang chìm đắm trong mộng đẹp, trạng thái vô cùng tập trung, mang theo vài phần hương vị cá tính đặc trưng. Ba ba mẹ chấm than ngoặc kép, thanh âm của một bé trai truyền đến. Đó là một vườn nho rộng mấy mấy dặm, chính thức bước vào thời gian thu hoạch. Từng mảnh vườn nho xích hà châu màu tím sập, mang theo những giọt nước mưa trong suốt còn động lại từ tối hôm trước, lấp lánh dưới ánh mặt trời có một cậu bé mặc áo sơ mi kẻ ô màu lam, quần đùi màu trắng, trong tay cầm một quả bóng bay thật lớn, cười thật vui vẻ cầm dây chạy về phía trước, trải qua hàng hàng gốc nho, chân bước trên con đường nhỏ tới ruộng bậc thang, ánh tím, sắc trắng, hòa cùng màu vàng hoa dại, lung linh trong gió. Một đôi vợ chồng, đứng trước vườn nho, nhìn về phía đứa trẻ tràn đầy yêu thương mỉm cười. Cậu bé cũng vui vẻ cầm bón bay chạy về phía trước, ai biết đột nhiên chân lại vấp phải một cành cây, cậu bé A lên một tiếng ngã xuống, lập tức phát hiện ra toàn bộ đại não như bị tê liệt, đầu óc là một trận xé rách đau đớn, mặt đầy sự thống khổ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cha mẹ như chúng độc, ngã sắp xuống dưới gốc nho trong vườn, tay nắm chặt chậm rãi bốc cháy lan đến gương mặt, hai chân không ngừng giãy giụa, thật là thống khổ gọi, cuối cùng đánh mất lý trí bàn tay cào xé mặt mình, rứt tóc của mình, cuối cùng là ngửa mặt tuyệt vọng nhìn về phía bầu trời. Cha mẹ, chấm than ngoặc kép, cậu bé nằm bò trên mặt đất, khóc thất thanh nhìn về phía cha mẹ, kêu to cha mẹ, cha mẹ. Bác dịch trong nháy mắt choàng tỉnh dậy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, lại không hiểu sao nhớ lại giấc mộng này, nháy nháy mắt, kỳ quái không hiểu tại sao lại xuất hiện giấc mộng này. Anh nhíu mày nằm ở trên giường, nhớ tới đêm qua cùng trang ngải lâm triền miên, cô nằm nghiêng người như con mèo nhỏ núp ở trong ngực của mình ngủ, lần đầu tiên thấy được tư thái của cô gái nhỏ như vậy, đôi mắt anh vụt sáng, ý cười lan tỏa trên khuôn mặt, trong nháy mắt xoay người, lại nhìn thấy bên gối đã trống không. Bá, bác dịch thoáng cái ngồi dậy, nghi ngờ nhìn về phía xung quanh, một mảnh tĩnh lặng, cũng không thấy bóng dáng trang ngải lâm đâu, anh nhanh chóng nhấc chăn đệm lên, trầm mặt bình tĩnh đi vào phòng tắm, đẩy cửa ra gọi, ngải lâm. Phòng tắm trống trơn, chỉ còn lại hương vị ái muội của trận kích tình đêm qua. Bác dịch nửa trên để chân, chỉ mặc mỗi chiếc quần thường màu đen, đứng ở cạnh cửa, nhíu chặt mi tâm nhìn về phía bên trong liếc mắt một cái, lại xoay người, nhìn thấy trên giường toàn bộ quần áo, trang sức đều không thấy, hai mắt của anh lưu chuyển, lại trầm mặt đi tới trước tủ quần áo, mở ra, nhìn thấy bên trong lại càng trống rỗng, anh thực sự kỳ quái xoay người, nghi ngờ nghĩ cô ấy đi nơi nào chứ. Anh không có suy nghĩ nhiều, lập tức trở lại bên giường, cầm áo ti sất ngắn tay, vừa mặc, vừa nghĩ tới lúc đêm qua hai người cùng lên cao chiều không ngừng, vừa không ngừng luật động vừa hôn môi, phối hợp ăn ý như vậy, không có một người phụ nữ nào như cô, lúc ở cùng anh nhiệt tình như lửa, cả thế giới dường như bị thiêu đốt. Cửa nhanh chóng bị mở ra. Bác dịch chỉnh trang lại quần áo, sau khi tắm qua, nhanh chóng ra khỏi phòng, đi qua hành lang thật dài, trái phải nhìn quanh không gian xa hoa, nhíu mày không biết người phụ nữ này lại đi đâu rồi. Phía trước truyền đến một giọng ca vui sướng hớn hở. Bác dịch nhanh chóng ra khỏi phòng, nhìn thấy ân Nguyệt Dung mặc một chiếc váy dài lụa mỏng màu vàng nhạt, tóc quăn búi lên, dùng một chiếc châm phượng hoàng màu trắng cố định búi tóc, trong tay cầm một đóa hoa màu lam, trên mặt tràn đầy ý cười, tâm tình đang cực tốt đi tới. Anh lập tức có mấy phần xấu hổ, bởi vì tối hôm qua anh ngủ cùng con gái nhà người ta, anh nhẹ ho khan hai tiếng, mới có chút ngượng ngùng cười nói trang phu nhân sớm a. À. Ân Nguyệt dùng tay cầm một cái làn đựng hoa thược dược, nhìn thấy bác dịch, lập tức ánh mắt sáng lên, nụ cười sáng lạn. Nhìn về phía anh vui mừng kêu lên, bác dịch, con tỉnh rồi ta đã bảo dì Lý chuẩn bị đồ cho con thật tốt, nhanh đi ăn đi. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. bác dịch trầm mặc nhìn về phía bộ dáng ân nguyệt dung như vậy, lập tức có chút sướng sở cười nói cảm ơn trang phu nhân. chỉ là người trong nhà đều đi đâu hết rồi. ách à, chủ tịch trang đâu ạ? À? còn có. ân nguyệt dung phảng phất có điểm kỳ quái nhìn về phía bác dịch cười rộ lên nói, cha con đã đến hoàn cầu rồi. hạo nhiên cái thằng xúc sinh kia sẽ không đến sớm đâu. Hôm nay liền còn ta và con hai người dùng bữa thôi. Làm sao vậy? Bác Dịch nhanh chóng chớp mắt, nhớ lại chẳng nhẽ người phụ nữ kia lại bò cửa sổ chạy mất. Ân Nguyệt Dung hít mắt nhìn về phía bác Dịch bộ dáng đang băn khoăn suy nghĩ kia, bà lập tức cầm lãng hoa, đến gần anh hé miệng nhíu mày, nhẹ tức giận nói: "Có phải ngài Lâm, con bé kia tối hôm qua lại chạy vào phòng đánh con. Nhà đầu chết tiệt kia, ta sớm nên dùng keo 502 niêm phong cửa sổ lại mới phải." không có bác dịch nhanh chóng nói không có ân nguyệt dung nghe thấy lời này vẻ mặt yên lặng nhìn về phía bác dịch cười rộ lên nói vậy con mau dùng bữa sớm một chút đi biết con hôm nay còn phải về hoàn cầu lại không được nghỉ thêm lấy một ngày đã bị trà đạp là cái chuyện thương tâm cỡ nào a à? bác dịch chỉ đành khách khí cười nói không có việc gì ách gì con có việc khả năng cần phải đi ra ngoài một chút không cần dùng cơm đâu ạ à? anh nói xong liền nhanh chóng hướng bà gật gật đầu liền đi ra ngoài ân nguyệt dung không thể tin được mở to mắt nhìn về phía bóng lưng bác dịch vẻ mặt kích động di lý từ sớm đã dọn xong cơm nhìn thấy phu nhân như vậy liền tò mò hỏi phu nhân ngài sao vậy di có phát hiện ra bác dịch hôm nay có cái gì đó không đúng không ân nguyệt dung cũng không biết chuyện tối ngày hôm qua nhìn về phía di lý vội vàng nói ách có cái gì không đúng sao di lý kỳ quái hỏi Cậu ấy gọi ta là gì? Cậu ấy không gọi ta là Trang Phu Nhân nữa. Ân Nguyệt Dung nhất thời vẻ mặt kích động nhìn về phía bác dịch đi đến trước vườn hoa kia, cảm khái vạn phần nói ta. Ta, ta có thể sẽ được ôm cháu ngoại A, à? chấm than ngoặc kép. Di Lý lập tức có chút ghét bỏ bất đắc dĩ nhìn về phía phu nhân nhà mình. Ân Nguyệt Dung vẫn như cũ sống trong thế giới của mình, tay nâng làn váy, ở trong phòng khách hớn hở khoái trá xoay tròn, ai biết di chuyển, người không cẩn thận đụng phải tập báo chí trên ghế sofa. Người hầu vừa đi qua, muốn nhặt lên, đặt lại trên sofa. Chờ một chút, chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung đột nhiên biến sắc, xoay người nhìn về phía nội dung trên báo, kích động gọi, đưa tờ báo kia tới đây cho ta. Chấm than ngoặc kép. Cô gái nghe nghe thấy lời này, liền nghi ngờ liếc nhìn tờ báo trong tay, vừa nhìn thấy qua nội dung trên báo, sắc mặt của cô lập tức tái nhợt, sợ đến nói không nên lời. Ân Nguyệt Dung nhanh chóng đi qua, bá một tiếng đoạt lấy tờ báo kia, nhanh chóng xem lướt qua nội dung mặt trên, trong lúc nhất thời, đôi mắt đẹp mộng ảo kia lập tức khổ sở, đau lòng. Trường đua ngựa. Một con tuấn mã màu trắng đang phi nhanh tại trường đua ngựa, người con gái hiên ngang oai hùng, mặc trang phục kỵ sĩ màu trắng, đội chiếc mũ màu đen, tay cầm dây cương, thúc ngựa phi như bay. Một soái ca nước ngoài, cũng mặc trang phục kỵ sĩ màu đen, lại tựa ở bên lan can, tươi cười ngẩng đầu nhìn về phía trang ngải lâm gợi cảm cùng xinh đẹp cưỡi ngựa bất kể như thế nào nhìn vào bóng dáng kia cũng thấy là một mỹ nữ truyền kỳ bác dịch chậm rãi nghi ngờ đi tới trước chuồng ngựa không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía trang ngải lâm lúc cưỡi ngựa tràn ngập sức sống nhớ tới đêm qua hai người ôm nhau lúc tiến vào cô cuối cùng cũng khuất phục nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại mất hồn như vậy anh dắt ngựa dừng lại trước lan can ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía trang ngải lâm xa xa lại nghiêng mặt liếc mắt nhìn soái ca người ngoại quốc này soái ca ngoại quốc kia cũng nghiêng người nhìn về phía anh mắt tràn đầy nghi ngờ trang ngải lâm lúc này tay cầm dây cương cưỡi tuấn mã trải qua lan can giống như nữ vương mặt lạnh cúi đầu nhìn bác dịch bác dịch cũng chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía cô trang ngải lâm lạnh lùng chăm chú nhìn anh thật lâu mới rốt cuộc nhảy xuống tay vỗ lưng ngựa để cho con ngựa đi trước tản bộ mới rốt cuộc cầm mũ kỵ sĩ cởi ra, lộ ra tóc quăn khêu gợi, đón gió phiêu động. Cô liền như vậy xoay người, nhàn nhạt nhìn về phía anh. Bác dịch cũng bình tĩnh nhìn về phía cô. Anh qua đây làm cái gì? Tìm tôi, Trang Ngải Lâm bình tĩnh tay cầm y phục kỵ sĩ, nhàn nhạt hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, bác dịch lại trầm mặc nhìn cô. Tôi đã từng cho anh cơ hội, ở phòng làm việc của anh, Trang Ngải Lâm dường như giải quyết việc chung nhìn anh ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, bác dịch cắn chặt răng nhìn cô. Trang ngải lâm lại vô cùng bình tĩnh nhìn về phía anh, yếu ớt nói, tối hôm qua hai chúng ta chẳng qua là nhu cầu cần thiết. Anh cũng không có thích tôi. Bác dịch hít mắt nhìn cô. Trang ngải lâm thập phần thanh tỉnh nhìn về phía anh, nói, lý do anh không thể yêu tôi, là quá nhiều người yêu tôi. Bác dịch hơi giật mình nhìn về phía cô. Trang ngải lâm hơi ngửa mặt, tay cầm mũ kỵ sĩ, lại bình tĩnh mà cứng rắn nhìn về phía anh nói tôi nói rồi tôi không thích người đàn ông từ chối tôi chứng minh một điều rằng anh ta không tôn trọng tình cảm của tôi cùng quá nhu nhược cho nên hai chúng ta cũng sẽ không bởi vì một buổi tối ngủ chung mà có cái gì thay đổi anh không nên suy nghĩ nhiều tôi là loại người lý trí quan trọng hơn tình yêu so với yêu anh tôi càng yêu chính bản thân tôi hơn bác dịch thở dốc ngẩng đầu lên đôi mắt lóe sáng nhìn về phía cô Trang Ngải Lâm cũng thật sâu nhìn vào mắt anh, lập tức xoay người, cất bước muốn đi về phía con ngựa của mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, bác Dịch hai tròng mắt phụt sáng, muốn gọi cô. Trang Ngải Lâm sắc mặt lạnh lùng cất bước đi về phía trước, không thèm để ý tới anh. Bác Dịch tức khắc quay mặt sang, nhìn về núi rừng phía xa, phảng phất nhìn thấy chính mình trong vườn nho năm ấy, nặng nề thở dốc. Trang Ngải Lâm dừng lại một chút, hơi nghiêng mặt dường như nhìn thấy nửa bên mặt cứng rắn của người đàn ông kia, cô cười lạnh một cái, tay tiêu sái nhẹ vuốt sợi tóc trên trán, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Chương 857, Nhớ Nhung. Tòa nhà Hoàn Á. Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục màu trắng, bên trong là sơ mi màu xanh nhạt, một phong thái hiên ngang, nghiêm nghị đi ra thang máy, nhanh chóng muốn gọi Tiêu Đồng, giao phó cho cô ấy bữa tiệc tối nay phải giám sát thật chặt chẽ, lại nhìn thấy toàn bộ người trong văn phòng có vẻ mặt kỳ quái, anh nghi ngờ, liền nhìn về phía tiêu đồng, tiêu đồng cũng có vẻ khó xử, sốt ruột đứng ở trước cửa phòng làm việc, bất đắc dĩ nhìn về phía trang hạo nhiên mỉm cười. có chuyện gì vậy? trang hạo nhiên đi đến gần, tò mò hỏi. phu nhân đã tới. tiêu đồng nói. mẹ tôi. trang hạo nhiên nghi ngờ hỏi. vâng. tiêu đồng vội vã gật đầu. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. hai tròng mắt trang hạo nhiên chớp chớp nhanh chóng nhớ lại trong khoảng thời gian vừa qua mình có làm chuyện gì để bà không vừa lòng đâu, lại nghĩ hay là xì căng đan của chị và người đàn ông kia ở khách sạn. Anh nên đi vào trước đi, đừng suy nghĩ, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng không dám nói lý do kia, lúng túng nói. Trang hạo nhiên liền đành phải tự mình mở cửa phòng làm việc, nghi ngờ bước vào. Ô ô ô ô ô, một trận khóc thảm thiết truyền đến. Anh bối rối nhìn về phía có tiếng khóc phát ra. Ô, ô ô ô ô ô ân nguyệt dung đang ngồi ở trên ghế làm việc của con trai dùng khăn tay lau nước mắt vẫn là tiếng khóc ô ô ô thảm thiết dường như nếu bị kích động thêm nữa có lẽ bà sẽ tìm đến cái chết mẹ có chuyện gì vậy trang hạo nhiên thấy mẹ như vậy lập tức đóng cửa phòng lại sau đó nhanh chóng xoay người lo lắng nhìn về phía bà nghiêm túc hỏi có phải mẹ lại xem phim hàn quốc ân nguyệt dung nhất thời kích động nước mắt vẫn rơi ngẩng đầu chừng mắt nhìn con trai Trang Hạo Nhiên liền thu lại sắc mặt, đi tới trước mặt mẹ, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt đầy nước mắt của bà, vịn tay lên ghế tổng tài, quan tâm hỏi, có chuyện gì? Ta muốn ly hôn với ba ngươi." Chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung nói với con trai. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, khuôn mặt Trang Hạo Nhiên biểu lộ vẻ quái dị, sau đó bất đắc dĩ cười, nói, "Mẹ, đừng đùa nữa. Đến tuổi này rồi, còn đòi ly hôn cái gì a?" À? Con nói nếu như mẹ và cha con ly hôn, con muốn theo cha hay là theo mẹ?" chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung lại khóc lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm. chấm 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 ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cười đau khổ, ngẩng đầu, nói với bà, "Mẹ, con chừng này tuổi rồi, không cần lựa chọn. Thế nhưng có chuyện gì xảy ra? Con hãy xem đi." chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung với tay chỉ vào tờ báo trên bàn làm việc, lại khóc lớn nói, "Đêm qua chỉ vì trông chừng hai chị em con, một không muốn cưới vợ, một không ai thèm lấy. Ai ngờ trông chừng con lại không đề phòng cha. Trang hạo nhiên nghe lời này, thấy lạ đứng lên, cầm tờ báo lên xem, nhìn thấy một trang báo khổ A4, trong đó có ảnh cha anh trên người mặc âu phục màu đen tay đỡ một phụ nữ rất thanh lịch đi ra từ sảnh khách sạn, người phụ nữ kia còn dựa vào vai cha. Anh ngơ ngác, cúi đầu kinh ngạc nhìn kỹ tấm ảnh ở trên báo đó chính là một người quen gì Diệp, tức là mẹ của tưởng thiên lỗi. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên cũng có chút giật mình, hỏi. Ô, ô ô ô ô ô ô ân Nguyệt Dung lại lấy khăn tay, vừa lau nước mắt vừa nước nở nói, mẹ biết mà, ba con luôn luôn nhớ, không bao giờ quên được gì Diệp. Năm ấy chúng ta kết hôn, mẹ nhìn thấy bóng lưng ông ấy, đối mặt với ánh trăng thở dài. Đến nay mẹ nhớ tới đến chuyện cũ, thật sự rất sợ hãi. Mẹ dốc hết sức để yêu người đầu châu này, mẹ dễ dàng quá sao? Toàn bộ kim cương nhà ta chuyển tới cho ông ấy. Thế nhưng, thế nhưng ông ấy không quên được gì Diệp con. Ô, ô ô ô ô ô, ta biết ngay mà, ông ấy luôn ghét bỏ ta vì ta quá trẻ. Mẹ, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vừa định giải thích. Con không cần giải thích, chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung thoáng ngẩng đầu lên, lấy nước mắt bịt miệng anh, tức giận nói, con đừng nói, đây là chuyện hiểu lầm. Qua nhiều năm như vậy, mẹ vẫn nghi ngờ Ngải Lâm là do mạn nghi sinh ra trái tim chị con còn cứng hơn đá. Một người như thế, nếu như không phải do khó quên được tình cũ, sẽ không ở trước mặt cha con uống say như vậy, sau đó còn tựa vào vai ông ấy. Ô ô ô ô ta! Trang hạo nhiên lại một trận cười đau khổ, nhìn mẹ, rồi nói, mẹ! Phải tin vào bản thân mình chứ, chị là do mẹ mang thai 10 tháng, vẫn còn nghi ngờ là sao? Mẹ mặc kệ, lần này nhất định mẹ phải ly hôn, ông ấy làm cho mẹ quá đau lòng, vừa về nước đã như vậy rồi. Lớn tuổi như vậy vẫn như cũng không tôn trọng, hiện tại con trai đến vợ còn chưa lấy được, thế mà ông ấy lại đi tìm tình yêu thứ hai. Ô ô ô ô, ô Ân Nguyệt rung dấu mặt vào khăn tay khổ sở kêu lên. "Mẹ." Trang Hạo Nhiên lại vội vã ngồi xuống, cầm khăn tay lau nước mắt cho bà, nói, "Mẹ đừng nghĩ quá nhiều. Qua nhiều năm như vậy, bà yêu mẹ như vậy, mẹ không biết sao? Đừng vì chuyện nhỏ này làm sứt mẹ tình cảm vợ chồng." Đây nhất định là hiểu lầm, báo chí chỉ giỏi đưa tin vớ vẩn, mẹ xem con và chị khi ở Anh Quốc không phải thường bị hãm hại đó sao. Mắt người mù A hát, ân nguyệt sung giật lấy tờ báo, vừa khóc vừa dơ lên, hướng về phía con trai kêu to, ba người đỡ hông bà ấy A. À. Tay còn chạm vào mặt bà ấy, nuôi người, người lớn như vậy, coi như là một người đàn ông bình thường, người nói cho ta biết, như vậy tính cái gì. Nếu như khả Hinh bị người đàn ông khác đỡ như vậy, người thấy có được không? chuyện đó chắc không được trang hạo nhiên đành phải bán đứng cha mình ta muốn ly hôn ta muốn ly hôn ta nhất định phải ly hôn ta không bao giờ muốn gặp lão già đó nữa ân nguyệt dung lại đau khổ cầm khăn tay lên che mặt khóc giống mẹ mẹ trang hạo nhiên nghĩ định khuyên ầm um, chấm than ngoặc kép cửa mở ra trang ngải lâm mặc một chiếc váy dài màu trắng rất gợi cảm tóc xoăn vẻ mặt nôn nóng đi tới bất đắc sĩ nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại muốn ly hôn, muốn ly hôn hãy ly hôn sớm đi một chút, em cùng ba, chị cùng mẹ. Chị, chấm than ngoặc kép, sắc mặt Trang hạo nhiên nghiêm túc nhìn về phía chị. Trang ngải lâm nhíu mày đi tới trước bàn làm việc, ôm vai, cảm thấy có mấy phần buồn chán nhìn về phía mẹ tay cầm khăn lụa, tiếp tục khóc rất đáng thương, thở hổn hển, nhìn đến tờ báo, vừa nhìn vừa nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chấm 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 ngoặc kép. Cô ngẩn ra, cúi đầu nhìn thấy cha đang đỡ dì dị Diệp, động tác kia rất mập mờ, cô nhịn không được, qua wow. Chơi lớn như vậy sao? Ta biết ngay mà, chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung lập tức lại bị kích động đứng lên, tay cầm khăn lụa khóc nói, ta sinh đứa nhỏ, coi như bảo bối, giống thiên lỗi cùng tuyết nhi đáng yêu nhà mạn nghi. Ta muốn đem hai người nuôi dưỡng như thế, vậy mà ba người ghét bỏ ta, ba người vẫn cảm thấy thiên lỗi hiếu thuận, điềm đạm, bình tĩnh, cảm thấy tuyết nhi hồn nhiên, thật hồn nhiên. Nhìn đến hai người các ngươi, không có chút nào vừa mắt chấm than ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép trang hạo nhiên cùng trang ngải lâm không dám lên tiếng biết mẹ đang rất giận ta không quan tâm ta cũng không muốn quản cái nhà này nữa cũng không thể quản nổi dù sao các ngươi đã trưởng thành ta có thể mặc kệ ta sẽ về nhà ông bà ngoại sau này ta tự sinh tự diệt các ngươi không cần lo cho ta ân nguyệt dung ngồi xuống ghế ra khóc rất đau khổ ô mẹ chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên vội vã lại quỳ xuống ôm lấy bà sốt ruột an ủi nói mẹ 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 không nên tức giận đừng buồn lần này là ba sai rồi sai cái gì mà sai trang ngải lâm thấy không đúng trước giờ luôn luôn đứng về phía cha nói thẳng dì diệp là mối tình đầu của ba thỉnh thoảng gặp nhau không biết vì chuyện đau lòng gì mà uống say như vậy thấy say thì đỡ ra ngoài việc này trong phim thần tượng của hàn quốc thường có mẹ cũng biết truyền thông luôn đưa tin nhảm nhí ba thương mẹ như vậy mẹ còn nghi ngờ ba mẹ muốn tìm con khỉ để lấy a à? ngươi ân nguyệt dung ngẩng đầu nhìn về phía con gái kích động khóc lên ngươi có phải là do ta sinh ra hay không nhất định nhầm lẫn rồi chấm than ngoặc kép con cũng muốn nghĩ thế a à? trang ngải lâm cười nói chị chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên thoáng liếc mắt nhìn chị có một chút trách móc lại vội vàng an ủi mẹ được rồi được rồi mẹ không nên tức giận con sẽ mời ba qua đây không muốn tìm ông ấy tìm được ông ấy ta cũng không muốn gặp chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung lại một lần nữa bị kích động rơi lệ trang hạo nhiên nhanh chóng xoay người cầm di động lên bấm số di động của cha phòng làm việc của chủ tịch hoàn cầu chuyện gì đã xảy ra tưởng vĩ quốc đem tờ báo nện xuống trước mặt trang tính vũ tức giận hỏi trang tính vũ lại nhìn thấy điện thoại của con trai nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì vừa mới muốn đứng dậy liền thấy gương mặt của tưởng vĩ quốc lạnh lùng đi tới nhìn mình chằm chằm ông miễn cưỡng đứng lên khẩn trương nói ông không nên hiểu lầm ngày hôm qua tôi có dự một bữa tiệc vô tình đến sảnh khách sạn thì gặp mạn nghi liền tâm sự khi nhắc tới một số chuyện buồn bà ấy uống hơn hai chén tôi đây chỉ là đỡ bà ấy thôi tưởng vĩ quốc nghe xong nóng mắt tức giận trừng mắt nhìn trang tính vũ nói ông cũng đã lớn tuổi lại còn chơi kiểu tiểu tư sản nhỏ mọn. Bà ấy có chuyện gì mà buồn, ông nói cho tôi biết. Không phải cùng bà ấy uống rượu với nhau chứ. Ông đừng tưởng rằng nhiều năm như vậy, tôi không biết tâm tư của ông, ông thích bà ấy, đến bây giờ vẫn thích. Chấm than ngoặc kép. Trang tính vỗ nghe được lời này, cho dù rất bình tĩnh nhưng vẫn cự lại, nói ông đừng làm ẩm ý nữa. Ta và Mạn Nghi không có gì. Năm ấy chúng ta kết hôn, chưa được ba ngày, các ngươi liền kết hôn biết Nguyệt Dung không quá ba ngày. Ông nói ông yêu bà ấy, ta không tin. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía trang tính vô tức tối nói, huống chi, Nguyệt Dung trông rất ngớ ngẩn, là người bình thường đều sẽ không thích bà ấy. Ông như vậy, sao có thể sẽ thích bà ấy? Không nên nói Nguyệt Dung như vậy. Trang tính vỗ nhất thời tức giận nhìn về phía tưởng Vĩ Quốc. Vậy ông giải thích cho tôi. Ông có vợ, ông ôm vợ tôi để làm cái gì? Tưởng Vĩ Quốc lại tức giận nói, rốt cuộc có việc gì mà buồn giàu, mà phải trò chuyện để an ủi. Làm sao trò chuyện không thể giúp bà ấy bình tĩnh mà lại muốn uống rượu. Ông cũng xem lại bản thân mình một chút, chủ tịch hoàn cầu lại đi ôm vợ của người khác, hơn nữa bị người ta chụp được ảnh, ông phải nể mặt tôi chứ, để mấy đứa nhỏ nhìn mặt nữa chứ. Ông chưa từng nghĩ qua sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. chấm 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 ngoặc kép. Trang tính Vũ nhất thời không lên tiếng. Nói đi, chấm than ngoặc kép, Tưởng Vĩ Quốc lại tức giận. Trang Tính Vũ nghe lời này, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc yếu ớt nói, bà ấy đang suy nghĩ cái kia. Cái chết của đứa nhỏ nhiều năm trước. Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này, hai chồng mắt lóe lên, im lặng không lên tiếng. Trang Tính Vũ cũng nặng nề, thở dài một cái, ủ rũ đứng bên cạnh. Chương 858, sống là người của anh, chết là quỷ của anh. Nhà họ Tưởng. Tưởng Thiên lỗi đêm qua xem tài liệu đến khuya, sáng dậy muộn hơn thường lệ. Lúc này, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng Âu phục màu đen, mệt mỏi đứng ở trước Hương, đang nắn nắn cổ tay bên trái, nhẹ nhàng đóng cúc. Thiếu gia, người giúp việc đứng ở cạnh cửa, gọi. "Ơ, ờ, Tưởng Thiên lỗi xoay người, trầm mặc nhìn về phía nữ giúp việc, hỏi có chuyện gì?" Nữ giúp việc có một chút lúng túng, nhưng đành phải nói, "Cậu xuống gặp phu nhân một chút đi, tâm tình bà ấy không tốt." Ngoặc kép chấm chấm chấm. chấm 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 ngoặc kép Tưởng thiên lỗi hơi nghi ngờ nhìn nhìn, không rõ có chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu nói tôi biết rồi. Tại vườn hoa, Diệp Mạn Nhi mặc áo gen màu trắng, chân váy dài màu đen, tóc búi cao, đang ngồi tựa vào ghế, tay trống lên chán, nhìn về phía trước ao hoa sen có một đám chuồn chuồn đang bay, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Một loạt tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Tưởng thiên lỗi tay cầm tờ báo, bước lên bãi cỏ xanh, đi tới trước mặt mẹ, đem tờ báo kia để xuống, đột nhiên cười trừ, bất đắc dĩ gọi, mẹ. Đã xảy ra chuyện gì, mẹ và chú Trang? Diệp Mạn Nghi im lặng không lên tiếng, tiếp tục nhìn về phía mấy con chuồn chuồn. Mẹ, tưởng thiên lỗi chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Diệp Mạn Nghi, có phần hơi lo lắng nhìn mẹ, nhẹ nhàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Diệp Mạn Nghi vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước ao hoa sen, một lúc lâu, mới nói, không có gì, chuyện hôm qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tưởng thiên lỗi im lặng nhìn về mẹ. Diệp mạn nghi hơi quay mặt sang, cũng im lặng ngắm con trai, vẫn đẹp trai, phong độ, nghiêm nghị, vì tập đoàn mà phải trả giá rất nhiều thứ, bà nhàn nhạt cười, nói, kỳ thực sau này. Mẹ rất thích khả hinh. Tưởng thiên lỗi nghe thấy mẹ chuyển đề tài, có phần miễn cưỡng cười, nói, sao tự nhiên lại nhắc tới cô ấy. Diệp mạn nghi thở dài một cái, mới thong thả nói, lúc trước mẹ muốn con chọn tử hiền, cũng là bởi vì con bé đó có tính cách giống mẹ, mẹ rất thích. Thế nhưng, đột nhiên có một ngày, nhìn con cùng Khả Hinh ở một chỗ, thấy con vui vẻ như vậy, mẹ mới nhớ lại. Nhiều năm qua, chú Trang và dì Ân ở cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, hai đứa nhỏ hoạt bát, tốt bụng, trái lại nhà của chúng ta nặng nề, im ắng. Nếu như con và Khả Hinh cùng một chỗ, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút, ít nhất không cảm thấy một ngạt. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn về phía trước bàn gỗ lim sau đó nhẹ nhàng nói, mọi chuyện đều đã qua. Diệp Mạn Nghi quay đầu, nhìn thấy sự thất vọng xuất hiện trên gương mặt con trai, xin lỗi nói, xin lỗi, nhiều năm như vậy, làm cho con mệt mỏi. Tưởng thiên lỗi quay mặt lại, cười nói, sao mẹ lại nói vậy? Diệp Mạn Nghi chậm chạp nắm tay con trai và để yên ở trong lòng bàn tay mình, mới nặng nề, đau lòng nói, sau khi sinh con, thêm một đứa nhỏ, cuối cùng sinh em gái con. Mà em gái con lại như vậy, không giống ngải lâm mạnh mẽ, kiên cường, vì muốn bù đắp cho ba mẹ đỡ đau lòng, con luôn luôn nỗ lực. Mẹ rất xin lỗi. Mẹ, tưởng thiên lỗi mỉm cười nói, không nên nói tuyết nhi như vậy. Ở trong lòng con, là em gái tuyệt vời nhất trên thế giới này. Tính con giống ba sống hơi khép kín, nên muốn có nhiều em gái bên cạnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép. Diệp Mạn Nghi nghe thấy con trai nói vậy lại càng đau lòng. Thực sự, tưởng thiên lỗi an ủi mẹ mỉm cười nói: "Nếu như còn có thêm một em trai hoặc em gái nữa thì càng tốt." Diệp Mạn Nghi trầm mặc ngồi tại chỗ, nặng nề thở dốc, không nói gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm. chấm 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 ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn mẹ, biết bà lại đang nhớ đứa nhỏ đã qua đời kia, liền nghiêng người, ôm mẹ vào trong lòng, nhẹ nắm bả vai của bà, thì thầm nói: "Mẹ, con sẽ hạnh phúc. Tương lai sẽ hạnh phúc hơn, cũng sẽ để cho mẹ và ba yên tâm an hưởng tuổi già, con yêu hai người." Diệp Mạn Nhi nghe Nhi Tử nói như vậy, mỉm cười, hai tròng mắt sưng rưng, lại thở dài một cái. Một chiếc xe Rolls Royce màu trắng thắng gấp ở trước cửa biệt thự tổng thống. Trang Tính vỗ nhanh chóng xuống xe, vừa đi vừa gài cúc áo, sốt ruột đi vào biệt thự, kêu to Nguyệt Dung. Bên trong phòng ngủ chính, mẹ, mẹ đừng như vậy, đùa thật a. À. Trang Ngải Lâm đứng ở một bên, nhìn về mẹ đang quỳ gối trước tủ quần áo, đem một đống y phục nhét vào vali màu hồng cô thực sự bất lực kêu lên. Mẹ, bình tĩnh một chút đi, Trang Hạo Nhiên cũng liền ngồi xổm xuống, sốt ruột nắm lấy hai tay của bà, khẩn trương kêu. Ân Nguyệt Dung không để ý, chỉ là tức giận gỡ tay con ra, tiếp tục ôm lấy một đống quần áo, nhét toàn bộ vào vali. Nguyệt Dung, chấm than ngoặc kép, Trang Tính Vũ lo lắng đi vào phòng, nhìn thấy bà xã đang quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa tức giận thu dọn quần áo, ông lập tức chạy lại gọi, bà xã. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cùng Trang Ngải Lâm đồng thời xoay người nhìn cha, vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ khẩn trương. Ân Nguyệt Dung tức giận ngẩng đầu nhìn chồng, nước mắt lại rơi, kích động kêu to, ông không biết xấu hổ mà còn quay trở về. Tôi không muốn nhìn thấy ông, tôi sẽ về nhà. Chấm than ngoặc kép. Bà xã, đừng như vậy. Nghe tôi giải thích, sự tình không phải như thế. Trang tính vũ vội vã phất tay, ý bảo hai con đi ra ngoài. Trang ngải lâm cùng Trang hạo nhiên thấy thế, liền im lặng xoay người đi ra bác dịch lúc này vừa mới đi vào thấy cảnh này nghi ngờ nhìn hai chị em trang ngải lâm liếc anh một cái liền nhanh chóng bỏ đi trang hạo nhiên ngẩng đầu nhìn anh nặng nề thở dài đã xảy ra chuyện gì bác dịch nhỏ giọng hỏi trang hạo nhiên không lên tiếng im lặng đóng cửa bà xã đừng như vậy đây thật sự là hiểu lầm trang tính vỗ nắm chặt hai vai ân nguyệt dung vội vàng muốn đỡ bà dậy, tiếp tục giải thích bà không nên hiểu lầm. Ân Nguyệt Dung giấy ruộ, thoát khỏi hai tay của chồng, đứng lên nói tôi không có hiểu lầm. Ông vẫn thích mạn nghi, không phải sao, tôi và bà ấy cùng các ông ra ngoài, ánh mắt của ông chưa bao giờ ngừng nhìn bà ấy. Bà xã, chuyện đã qua nhiều năm rồi, Trang Tính Vũ nói, ông cơ bản không quan tâm đến tôi. Ân Nguyệt Dung khổ sở nói, nếu như ông quan tâm đến tôi, nên hiểu rõ, đêm hôm đó tôi cùng ông uống say, mới xảy ra chuyện như vậy, ông hồ đồ đồng ý lấy tôi, tôi liền tin tưởng ông. Mà thật ra tôi không có tin ông, nhưng vì tôi muốn lấy ông. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trang tính vỗ đau lòng nhìn vợ. Ân Nguyệt Dung buồn bã đứng ở một bên, trong tay còn đang nắm một dây chuyền kim cương, hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật của mình, nghẹn ngào nói qua nhiều năm như vậy, tôi luôn sống ở trong giấc mơ, có đôi khi tôi nghĩ ông yêu tôi, có đôi khi lại không tin. Bởi vì ông đối với ai cũng tốt như vậy. Trang tính vũ bất lực nói, mấy chục năm là vợ chồng. Bà còn hoài nghi gì nữa? Biết bà luôn không có cảm giác an toàn, nhiều năm như vậy, tôi có bao giờ ra ngoài làm việc, để bà ở một mình đâu. Tôi vẫn luôn thành thực đối diện với bà. Ân Nguyệt Dung nghe được lời này, nhịn không được hai mắt tràn đầy nước mắt, nhanh chóng hỏi, được. Ông nói luôn thành thực với tôi, vậy ông nói cho tôi biết, hôm qua ông và Mạn Nghi ở cùng với nhau, nhìn bà ấy uống rượu đau khổ, thương tâm như vậy, ông có đau lòng không? Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, Trang Tĩnh Vũ lo lắng nói, bà không nên nhắc đến vấn đề này nữa, hãy luôn luôn vui vẻ là được. Đó là bởi vì ông không nhìn thấy nỗi đau của tôi. Nhiều năm gả cho ông như vậy, cố gắng không đề cập tới quá khứ, ông nghĩ rằng trái tim tôi không đau sao. Ân Nguyệt Dung khổ sở, lại hỏi, nói cho tôi biết ông có đau lòng khi thấy bà ấy như vậy không? Trang tính vũ do dự một hồi. Trang Hạo nhiên cùng Trang ngải lâm đứng ở ngoài cửa, lo lắng cho cha, ngàn vạn lần đừng nhận, ngàn vạn ngàn vạn lần đừng nhận a. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang tính vũ khó xử đứng ở một bên, thở dài không lên tiếng. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Ân Nguyệt sung im lặng nhìn chồng, nước mắt rơi xuống, giận dữ cúi người xuống, đóng vali lại nói tôi thực sự gả cho một con trâu. Chấm than ngoặc kép, bà không nói hai lời, lập tức kéo vali nhanh chóng đi ra ngoài. Bà xã, đừng như vậy, trang tính vũ vội vàng nắm chặt tay vợ, coi như là trong lòng tôi có đau, cũng không thể hiện điều gì. Tôi cố gắng cả đời không đề cập tới bà ấy, chính là vì không muốn làm cho ông đau lòng. Ân Nguyệt Dung xoay người, tức giận, khóc nói, tôi muốn bảo vệ tốt tình cảm của ông, nhưng ông đặt tôi ở chỗ nào ông cơ bản không quan tâm đến cảm xúc của tôi tôi thật sự quá thất vọng về ông tôi muốn ly hôn chấm than ngoặc kép sau đó nhanh chóng kéo vali ra ngoài nguyệt dung trang tính vũ khẩn trương vội vàng kéo tay vợ lại buông tay ân nguyệt dung vừa nói xong liền đẩy ông ra mở cửa kêu to điệp y điệp y lạnh lùng xuất hiện trang hạo nhiên cùng trang ngải lâm căng thẳng nhìn gương mặt đầy nước mắt và đau khổ của mẹ liền thuyết phục mẹ đừng đi Trừng này tuổi rồi, còn tính toán làm gì? Nếu như dì Diệp và mẹ rơi xuống nước, ba nhất định sẽ cứu mẹ. Ông ấy đương nhiên sẽ cứu mẹ, bởi vì Mạn Nghi biết bơi. Năm ấy ông ấy đã bị hấp dẫn bởi dáng rất đẹp của Mạn Nghi ở trong nước. Thế nhưng mẹ vẫn không có cách nào học để biết bơi. Ân Nguyệt Dung nói xong, vừa khóc vừa kéo vali bỏ đi. Bà xã, Trang Tính Vũ muốn tiến đến, kéo lại. Buông tay, Ân Nguyệt Dung vượt qua tay của chồng lại tránh khỏi hai đứa con theo điệp y mở đường nhanh chóng đi ra ngoài nguyệt dung chấm than ngoặc kép trang tính vũ không có cách nào đứng ở tại chỗ nhìn theo bóng lưng vợ khổ sở gọi mấy chục năm làm vợ chồng đừng dở tính trẻ con ra nữa mấy chục năm vợ chồng cũng không sánh một giọt nước mắt của bà ấy ân nguyệt dung vừa đi vừa nói mẹ chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên cùng trang ngải lâm khổ sở kêu lên ân nguyệt dung nhanh chóng ngồi vào ron roi bảo tài xe lái đi. Xe con nhanh chóng chạy ra khỏi vườn hoa, hướng đại lộ đồng du đi tới. Bên trong phòng còn ba người, vắng vẻ, im lặng không lên tiếng. Mười giờ đúng. Sảnh khách sạn Á Châu. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm chạp dừng ở trước sảnh khách sạn. Trang hạo nhiên khó chịu, mệt mỏi đi ra từ ghế sau xe, vừa đi vừa đóng cúc áo, bất lực nói thật muốn tìm người xứng đáng gả đi thôi. Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen cũng chậm chạp dừng ở trước sảnh khách sạn, nhân viên tiếp tân liền bước tới mở cửa xe. Tưởng Thiên Lỗi cũng lộ vẻ mệt mỏi bước xuống xe, cũng vừa đi vừa đóng cúc áo, nhìn xung quanh nhân viên, nghĩ tới tờ báo hôm nay, rốt cuộc làm kinh sợ bao nhiêu người, gây ra bao nhiêu rắc rối. Anh nặng nề thở dài, định đi về phía trước, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đi ở trước mặt, anh hơi giật mình. Trang Hạo Nhiên xoay người, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, sắc mặt có phần khó chịu tưởng thiên lối bước đi qua lạnh lùng nói ba cậu đã làm chuyện gì thế hả tôi còn muốn hỏi rốt cuộc mẹ anh xảy ra chuyện gì trang hạo nhiên nhìn về phía anh bật cười nói không có việc gì làm sao lại đến khách sạn uống rượu tưởng thiên lỗi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên nghiêm túc nói mẹ tôi uống rượu liên quan gì đến ba cậu ba tôi rất đàn ông nên thấy chuyện như vậy nhất định sẽ quan tâm a à. trang hạo nhiên một tay đút túi quần cười rộ lên nói tưởng thiên lỗi cũng mỉm cười nhìn nói ba cậu nếu như nghĩ sâu hơn một chút nên thông báo cho ba tôi biết chứ không phải ở lại với mẹ tôi nếu như bọn họ trẻ lại mấy chục tuổi mọi người thường nói đó là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cậu và ba cậu đều có thói quen này tức giận đến thế này rồi cơ a hát trang hạo nhiên nhíu mày nhìn tưởng thiên lỗi bật cười nói lời anh nói có ý gì tôi dậu đổ bìm leo thời gian ở anh quốc Vợ chưa cưới cũ của anh mỗi ngày đều ôm rượu đỏ đến đập cửa nhà tôi, nhưng tôi chưa từng chạm qua cô ấy a. À. Tưởng Thiên lỗi hé mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, im lặng một lúc, đột nhiên bật cười nói, tôi rốt cuộc cũng đã biết tại sao có thời điểm tôi thua cậu. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh, cậu không phải do ba mẹ cậu sinh ra, họ cậu là vô lại. Chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi lạnh lùng nói, cậu cướp khả hình ở trong tay tôi, chuyện này dường như trên phim cũng không có lại nói đến chuyện vợ chưa cưới cũ của tôi. Sao cậu không đề cập tới mấy chị ở nhà trẻ? Tại sao tôi phải nói về khả hình? Trang hạo nhiên cảm thấy người này thật kỳ quái, cười rộ lên nói cô ấy luôn là của tôi. Từ trước đến nay đều là người của tôi. Anh và cô ấy quan hệ tốt sao? Thế nào mà tôi không nhớ rõ? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi tức giận nói, sớm biết như vậy. Buổi tối kia, thừa dịp cậu uống say tôi cho cậu một dao chết luôn. Trang Hạo Nhiên phì cười, anh đừng như vậy, tôi sinh ra là người của anh, chết là quỷ của anh. Tưởng Thiên lỗi nghe xong lời này, chịu không nổi, muốn đánh tên này. Tổng giám đốc, Tiêu Đồng cùng Đông Anh lúc này nhanh chóng xuất hiện, sốt ruột nhìn về phía bọn họ. Chương 859, thay đổi. Nhà hát. Hai chiếc xe dừng gấp ở trước cầu thang, Đông Anh và Tiêu Đồng nhanh chóng từ một chiếc xe khác đi xuống, nhanh chóng đi đến trước cửa xe, giúp mở cửa xe. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên vội đi xuống, vừa cài cúc áo âu phục, vừa vội vàng hỏi, khi nào thì xảy ra chuyện vậy? Nửa tiếng trước, Đông Anh vừa khẩn trương đi cùng Tưởng Thiên Lỗi đi đến cầu thang, vừa sốt ruột nói, nhân viên trong dạp chiếu của chúng ta không hiểu sao bị té xỉu, thậm chí có dấu hiệu trúng độc, cảnh sát chú ý tới chuyện này đang điều tra. Hai người im lặng, nhanh chóng đi vào bên trong. Lúc này một mảnh tối tăm, chỉ thấy ở giữa sáng lên giống như ánh sáng lên thiên đường tất cả nhân viên công tác còn có một số nhân viên công tác đang đứng cùng một chỗ nhìn về bên trong, nói nhỏ bàn tán xôn xao. Hơn 10 người cảnh sát và chó nghiệp vụ đang ở sau vũ đài tuần tra. Hai vị tổng giám đốc đến rồi, có người thở nhẹ, mọi người có chút kinh ngạc mà quay đầu. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên nhanh chóng đi vào bên trong, đi xuyên qua đám người, sắc mặt ngưng trọng nhìn nơi trống trãi trong phòng thay đồ, có ba nhân viên công tác đang nằm ở đó, vẻ mặt họ run rẩy, trắng bệch, tay mạnh mẽ nắm chặt quần áo trên người, bộ dáng thống khổ không chịu nổi. Bác sĩ trong khách sạn đang mặc áo màu trắng, sắc mặt nghiêm trọng ngồi xuống kiểm tra cho bọn họ. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên lập tức quan tâm và khẩn trương mà đi lên trước, nhìn về phía ba nhân viên kia, kỳ quái hỏi. Phó cục trưởng xoay người, nhìn về phía hai người tổng giám đốc, khẩn trương nói, chúng tôi nghe được tin rồi đến đây, đã thấy bọn họ té xỉu trên đất, sau khi cứu tỉnh, vẫn bộ dáng này. Ba người đồng thời như vậy, không giống như bản thân có bệnh. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên vẫn ngưng trọng như trước, nhìn kỹ ba nhân viên, một người trong đó sắc mặt càng có vẻ trắng bệch, hé miệng, lúc muốn nói chuyện, đều có chút đau đớn, gân xanh trên tay nổi lên, run lẩy bẩy mà níu lấy cổ áo của mình, giống như bên trong đang có cái gì đó bị xé rách và thiêu đốt. Sắc mặt hai người lo lắng và nặng nề, không khỏi đều cảm thấy khẩn trương, bởi vì một ngày trước khi điều nhân viên đến nơi khách sạn đãi tiệc, đều có kiểm tra cơ thể, thậm chí có các trình tự kiểm tra máu. Chính là vì phòng ngừa tình huống xấu xảy ra, khiến cho khủng hoảng, vì vậy nhân viên có mặt, mỗi người đều có cơ thể khỏe mạnh, nếu như bỏ qua chuyện bản thân không thoải mái, như vậy vô cùng có khả năng là bị người có ý xấu hãm hại có lẽ là hạ độc. Phó cục trưởng có chút lo lắng nói, còn có 10 tiếng nữa thủ tướng sẽ đến, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, phải làm sao đây? tránh ra một chút tránh ra một chút bác sĩ và y tá ở bệnh viện nhanh chóng chạy tới bọn họ sơ cứu đơn giản xong lập tức đặt lên cáng cứu thương khẩn trương và sốt ruột mà đi ra ngoài tưởng thiên lỗi đứng ở một bên hơi suy nghĩ sắc mặt nặng nề nói truyền tin văn phòng của thủ tướng nói hết chi tiết tình huống ở đây cho ông biết nhờ ông ấy giải quyết trang hạo nhiên nhìn về phía anh ta cái này phó cục trưởng từ trước đến nay có quan hệ thân thiết với tưởng thiên lỗi tự nhiên biết rõ chuyện này có lẽ che lấp, không thể truyền ra ngoài, nếu không ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự khách sạn, liền có chút lo lắng mà nhìn về phía anh. Cứ làm như vậy đi, tưởng thiên lỗi quyết định. Được, phó cục trưởng cảnh sát đành phải trầm mặc xoay người, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại văn phòng thủ tướng. Tưởng thiên lỗi có dự cảm không tốt mà nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, đôi mắt mãnh liệt đảo vòng, suy nghĩ, rốt cuộc là ai, dám phá buổi tiệc ở Hoàn Cầu. Trang Hạo Nhiên lại trầm mặc mà nghĩ đến chuyện khác, thấp giọng nói, nếu thật sự là có ai muốn phá hỏng buổi tiệc từ thiện tối nay của chúng ta, sẽ không ngay lúc này, lại để nhân viên chúng ta bị độc. Tưởng Thiên Lỗi xoay người, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên trầm mặc giống như khẳng định chuyện này. Vậy vì nguyên nhân gì? Tưởng Thiên Lỗi hạ giọng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nặng nề hỏi. Anh ta giống như đang nhắc nhở chúng ta. Trang Hạo Nhiên cho rằng như vậy nhắc nhở, tưởng thiên lỗi cảm thấy không thể tin nổi mà cười lạnh nói, lại để cho ba nhân viên chúng độc đau đớn, là muốn nhắc nhở. Trang hạo nhiên bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi cũng khẽ nhíu mày, mỉm cười nói, biết rõ bọn họ chúng độc gì, chẳng phải sẽ biết đây rốt cuộc là chuyện gì hay sao. Bệnh viện Hai chiếc xe chạy đầu những chiếc xe nổi tiếng màu đen, dừng ở trước cửa bệnh viện. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời xuống xe, nhanh chóng đi vào bên trong, Tiêu Đồng và Đông Anh, các cô vội vàng khẩn trương đuổi theo. Tô Thụy và Phó Viện trưởng đang mặc áo bác sĩ màu trắng, cười cười nói nói đi tới đại sảnh bệnh viên, đang nói tới chút đồ ăn rau trộn không tệ, rồi đồng thời ngẩng đầu, thấy một đám người khẩn trương tiến đến, hơi giật mình. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng bước lại, thấy Tô Thụy, liền cũng tôn kính gật đầu. Hôm nay có chuyện gì mà lại để cho hai vị tổng giám đốc đại giá quang lâm thế? Tô Thủy có chút khó hiểu, mỉm cười hỏi. Tô Thiếu Gia, tưởng thiên lỗi mỉm cười nói, đêm nay khách sạn Á Châu của chúng ta muốn cử hành tiệc tối từ thiện, nhưng sáng nay có ba nhân viên không biết sao lại té xỉu, chúng tôi tranh thủ thời gian sang đây nhìn. Đôi mắt Tô Thụy lóe lên, nhìn sắc mặt ngưng trọng của bọn họ, liền cũng có chút lo lắng, ân cần hỏi thăm, lúc nào thì đưa ba nhân viên đó được đưa đến đây. 15 phút trước, Trang Hạo Nhiên vội vàng nói. Vậy đi thôi, Tô Thụy hơi nới lỏng ống nghe bệnh trên cổ, đi với họ về phía phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu đèn đỏ sáng hơn 10 phút, lúc gần 40, bỗng nhiên được tắt. Cửa phòng trong nháy mắt nhanh chóng mở ra. Ba bác sĩ đồng thời đi ra khỏi phòng cấp cứu, cởi khẩu trang, nghiêm túc nhìn về phía hai người tổng giám đốc, nhẹ nhàng thở ra nói, hai vị tổng giám đốc, ba nhân viên đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, vừa rồi ở bên trong nhận được kết quả kiểm tra, xác định bọn họ là chúng độc trì. Ngoặc kép, cơ thể của trang hạo nhiên chấn động nhìn về phía bác sĩ chúng độc trì tưởng thiên lỗi khó hiểu và kinh ngạc nói chúng độc trì là sao là thông qua phương pháp gì mới có thể có công hiệu bác sĩ nhàn nhạt giải thích phương pháp kia có thật nhiều có thể trực tiếp tiêm vào cũng có thông qua phương thức dùng để uống nhẹ chẳng qua là nôn mửa và đáng trí nặng sẽ trực tiếp chết tưởng thiên lỗi khiếp sợ nhìn về phía bác sĩ trực tiếp chết Lúc này lãnh mặc hàn cũng nhanh chóng đi đến trước phòng cấp cứu, nghe được câu này, cũng có chút kinh ngạc. Tô Thụy đứng ở một bên, bình tĩnh mà giải thích với mọi người, bởi vì chỉ có thể phân giải làm oxy hóa trì, có thể trộn lẫn vào chất lỏng, để chế thành các loại thuốc phiện, nhưng nếu phân lượng rất nhỏ mà nói, chúng độc sẽ không nhanh như thế. Đúng vậy, bác sĩ cũng gật đầu, sau đó mới nặng nề ngừng đầu, nhìn về phía hai người tổng giám đốc nói, tình huống cụ thể của bọn họ còn phải đợi sau khi bệnh viện và pháp y hỗ trợ kiểm nghiệm mới có thể báo cho mọi người biết. Tưởng thiên lỗi nặng nề gật đầu. Trang hạo nhiên trong nháy mắt nhớ tới lời của tiêu hảo oánh nói, hơi nắm chặt quả đấm. Lãnh mạc hàn cũng đứng ở một bên, đôi mắt lóe lên, cảm thấy có điều đó không có khả năng lại vừa xảy ra, bởi vì tất cả nơi hẻo lánh ở dạp chiếu, chính anh luôn giám sát và điều khiển bên trong, sao vậy có thể gặp chuyện không may này. Một trận bước chân vội vàng truyền đến. Tiêu Đồng và Đông Anh còn có Tịnh Kỳ trong phủ thủ tướng đi về phía bên này. Tô Thụy xoay người, thấy Tịnh Kỳ, vẫn trầm mặc không nói lời nào. Tịnh Kỳ có chút tôn kính mỉm cười gật đầu với Tô Thụy, sau đó mới đứng ở trước mặt hai vị tổng giám đốc, dịu dàng nói, hai vị tổng giám đốc khỏe. Tôi là Tịnh Kỳ trong phủ thủ tướng, vừa nghe nói khách sạn Á Châu có ba nhân viên bị độc, thủ tướng phái tôi tới đây, hỏi thăm tình trạng cơ thể của ba nhân viên, chuyển đạt sự quan tâm của ông ấy, vì sự nghiệp từ thiện tất cả mọi người khổ cực rồi. Làm người đứng đầu của một nước, ngày đêm lo lắng, buồn giàu, không thể vì chút sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn này, liền đình chỉ biểu diễn từ thiện để lấy tiền cứu tế, một hoạt động có ý nghĩa như vậy. Cho nên, Thủ tướng quyết định, đúng hẹn sẽ tham gia buổi tiệc tối từ thiện. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên có chút kích động nhìn về phía Tịnh Kỳ. Tô Thụy nghe lời này, cũng khẽ cười. Tịnh Kỳ tiếp tục mỉm cười nói, có điều, Thủ tướng còn nói, lần tham gia buổi biểu diễn từ thiện này để lấy tiền cứu thế giới còn có đa số những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị hy vọng hai vị tổng giám đốc có thể đồng tâm hiệp lực có thể đảm bảo hoàn thành tốt buổi tiệc trong mọi tình huống càng phải cẩn thận chú ý an toàn của một người tưởng thiên lỗi lập tức cười nói xin thủ tướng yên tâm chúng tôi nhất định sẽ chú ý cẩn thận tiến hành buổi tiệc từ thiện tối này bảo đảm an toàn của mọi người tịnh kỳ nghe xong liền hài lòng mỉm cười nhìn về phía tô thủy tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên hơi gật đầu, liền xoay người rời đi. Trang hạo nhiên nặng nề thở một hơi, tự nhiên hiểu rõ lần này thủ tướng đối với buổi tiệc từ thiện tối nay, còn có đối với hoàn cầu rất ủng hộ, anh lập tức xoay người, nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, nếu như buổi biểu diễn cho tiệc tối nay để lấy tiền cứu tế đúng giờ tiến hành, để tránh có người âm thầm phá hủy kế hoạch, như vậy thì an bài tiệc tối trong khách sạn của chúng ta, sẽ phải thay đổi tất cả. Chấm than ngoặc kép, đôi mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, hơi gật đầu, lập tức phân phó Đông Anh, truyền lời tới tất cả ngành. Yến hội tối nay đúng giờ tiến hành, mặc kệ là an toàn, hay là chuẩn bị cho buổi tiệc, thức ăn, tất cả trong hai tiếng, phải đưa tôi một bản kế hoạch mới. Chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, Đông Anh lên tiếng, lập tức cầm lấy điện thoại nhanh chóng xoay người, bí mật truyền tin. Bộ phận chuẩn bị yến hội trong khách sạn. Nhã tuệ và phó quản lý khẩn trương chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc tối nay, Đột nhiên nghe được điện thoại vang, cô tiện tay cầm lên, lên tiếng khách sạn Á Châu xin nghe ạ. Chấm than ngoặc kép, cô im lặng nghe mọi tình huống trong điện thoại, trong nháy mắt kinh hãi nói cái gì hả? Thay đổi tất cả, chấm hỏi ngoặc kép, chương 860, Bách Hoa. Một chiếc xe con màu đen, dừng gấp ở trước cửa đại sảnh khách sạn. Đường khả Hinh mặc một chiếc váy dài màu xanh thấm, tay áo màu trắng dài vừa phải, tóc đuôi ngựa buộc cao tay cầm túi sách công văn màu đỏ hồng nhanh chóng đi xuống xe, hướng đại sảnh khách sạn đi tới. Tiểu Thanh dẫn hai vị trợ lý đi nhanh dẫn đường phía trước, thật không thể tin nổi nói, sao có thể vào lúc này, nói thay đổi yến hội là thay đổi được chứ, thật không muốn người ta sống mà. Chấm than ngoặc kép, đôi mắt đường khả hình vụt qua những tia sáng, im lặng không lên tiếng liếc mắt nhìn về phía trước sân khấu quản lý từ trạch minh cùng bộ phận quan hệ xã hội đang đứng phía trước đài, khẩn trương nói điều gì đó, cô thở hắt một cái, nhanh chóng cầm túi sách lên lầu, nhìn thấy cửa lớn yến hội vẫn đóng chặt như cũ, cô mặc dù biết bên trong là một hồi tinh phong huyết vũ, nhưng vẫn phải kiên trì tiến lên. Tiểu Thanh cùng hai vị trợ lý nhanh chóng vì cô mở cửa lớn. Đường khả hình sắc mặt trầm trọng đi vào, lập tức nhìn thấy phòng khách yến hội bình thường, một chiếc bàn dài hội nghị được đặt ở giữa, khăn trải bàn màu trắng, mặt trên đặt đầy thức ăn cho buổi từ thiện tối nay do người quản lý sắp xếp bao gồm quản lý yến hội, phòng hành chính, phòng bếp, Tổng giám đốc khách sạn, bộ phận mua sắm, cùng hợp tác có Trần Mạn Hồng, Kỳ Gia Minh, quản lý câu lạc bộ, Lưu Phỉ Hồng cùng một đám quản lý khác. Quản lý phòng ăn đầu tiên là ở chỗ này kích động chụp bàn kêu to, một, hai toàn những người đầu óc có vấn đề. Khác nghề như cách núi, mặt trên nguyên thủ không biết là muốn chuẩn bị một bữa tiệc tối, sẽ cần biết bao nguyên liệu nấu ăn cùng suy nghĩ làm sao để chọn được món ăn thích hợp sao. Thực đơn thì chính là một dãy các món ăn chúng ta sẽ phải nghĩ bao lâu chứ? Thời gian thì chỉ có nửa giờ, chúng ta làm thế nào để chuẩn bị? Phía dưới lão đầu bếp cũng đã lên tiếng oán than dậy trời. Chấm than, dao phay dao con vung đầy đất, hết mắng chửi người thì cũng chỉ còn mắng chửi người. Còn phải vì yến hội mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng hải sản, bao gồm cả tổ yến nữa, thì nên làm cái gì bây giờ? Trần Mạn Hồng ngồi ở một bên, cũng im lặng không lên tiếng, bởi vì thay đổi chủ đề món ăn, đồng nghĩa với việc một lần nữa sẽ phải an bài nhân viên chuẩn bị nguyên liệu hoàn toàn mới. Này là cả một vấn đề, nhưng bởi vì ngại mặt mũi nhã tuệ, nên đành phải ẩn nhẫn. Đường Khả Hinh vừa nghe những lời này, vừa trầm mặc ngồi ở vị trí phía dưới quản lý phòng bếp, liếc nhìn về phía nhã tuệ bên cạnh. Nhã tuệ hai mắt đã rưng rưng, ngồi ở vị trí phía dưới tổng giám đốc, chuyện này thì người thương tổn cùng khẩn trương nhất chính là chị ấy, vì tiệc từ thiện tối nay, rốt cuộc chị ấy đã có bao nhiêu đêm không ngủ. Thế giới hẳn là sẽ đại loạn mất, cô nặng nề thở một hơi. Quản lý phòng bếp trực tiếp hướng mũi nhọn về phía Nhã Tuệ, tức giận nói, tôi nói này, có vài người mới nhậm chức. Nói không được là không được, suy nghĩ một chút Tào Ngọc Tình lúc còn ở đây, nghe thấy loại yêu cầu vô lý này, lập tức sẽ phải bắn ngược trở lại. Ném điện thoại cũng đã có, cô lúc đó vì sao nghe thấy chuyện này? lại không lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Lão tử đã vì tiệc từ thiện tối nay làm lụng vất vả bao lâu, cô không biết sao? Chúng ta mỗi người bận tâm bao lâu, cô thực sự không biết sao? Nhã Tệ nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía ông ta. Trần Mạn Hồng lại chợt một tiếng cười rộ lên, nhìn về phía quản lý phòng bếp nói, "Ngài già rồi cũng đừng nóng giận như vậy. Giống như kiểu ngài làm chủ ở đây vậy, bình thường ngài cùng hai vị tổng giám đốc đứng chung một chỗ." bộ dáng một mực cung kính như vậy thế nào hôm nay lại có khí thế lớn như vậy làm sao ông biết được lúc đó cô ấy không lên tiếng phản đối làm sao ông biết được cô ấy trò chuyện cùng với bộ phận hành chính như thế nào cô ấy mới nhậm chức thì như thế nào tào ngọc tình thật sự tốt vậy sao bình thường đều kiêu ngạo như vậy bao nhiêu quản lý có bất mãn với cô ta không muốn hợp tác với cô ta chấm than ông cũng thật hài lòng đi được rồi chấm than ngoặc kép Hoác Minh ngồi ở một bên, vỗ bàn tức giận kêu lên, bây giờ là lúc để cãi nhau sao? Bây giờ là thời gian làm việc, lưu quản lý cũng là không có cách nào, tôi cũng không có cách nào, tôi cùng cô ấy đến phòng hành chính nói chuyện, nhưng bọn họ liền đem cửa chính phịch một tiếng đóng lại. Chính là không muốn cùng chúng ta thương lượng, chấm than, nhưng đây lại là chuyện lớn liên quan đến đại sự của khách sạn Á Châu chúng ta. Thế nhưng tất cả giờ vẫn còn đang dậm chân tại chỗ. Chấm hỏi ngoặc kép, Quản lý phòng bếp tức giận kêu lên, cái gì mà dậm chân tại chỗ, chúng ta có thể nhảy được hay sao? Bây giờ chỉ còn có nửa giờ nữa, bây giờ ai còn muốn chuyển chủ đề mới, tôi dập đầu trước cậu ta, tiền thưởng cuối năm 50 vạn của lão tử cho cậu ta. Chấm than ngoặc kép. Trần Mạn Hồng nhịn không được lại cười nhạo ông ta nói, tôi nói này quản lý phòng bếp, ngài già rồi hay là thôi đi, tiền thưởng cuối năm của ngài là 50 vạn, vậy tiền thưởng cuối năm của tôi liền 45 vạn. Không phải sẽ phải đuổi ngài đi sao? Mạn Hồng, chấm than ngoặc kép, hoặc Minh nhịn không được gọi cô, "Lúc này, cô có thể yên tĩnh một chút được không?" "Cô thì có gì quan trọng?" chấm hỏi ngoặc kép, quản lý phòng bếp lập tức mở miệng, tức giận nói, "Cô ta chính là quản một phòng ăn nho nhỏ, lần này giúp cũng bất quá là làm theo phép thường, có chuyện gì lại không cần phải chịu trách nhiệm?" "Ông," Trần Mạn Hồng trong lúc nhất thời khó nhịn muốn đứng dậy mắng ông ta. "Ôi trời!" chấm than ngoặc kép, kỳ gia minh ở trong bóng tối kéo cô, nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện gì, nhã tuệ lại không còn mặt mũi gặp người. Trần Mạn Hồng không lên tiếng trả lời, liền quay đầu, nhìn về phía nhã tuệ. Đường Khả hình cũng ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía nhã tuệ. Nhã tuệ vừa nghe mọi người cãi nhau, cô vẫn trầm mặc, tức giận đến thở không ra hơi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lưu quản lý, cô nói gì đi chứ, Quản lý bộ phận mua sắm ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía Nhã Tuệ bất đắc dĩ nói, phát sinh một việc lớn như vậy, cô một tiếng cũng không nói. Bây giờ muốn chuẩn bị nguyên liệu chế biến món ăn cho buổi tối, cần thật nhiều đồ ăn ở trong nhà kho cùng trong hầm lạnh. Hiện tại nếu như một lần nữa thay đổi món ăn, người của chúng ta lại phải mua bao nhiêu nguyên liệu nữa, điều này cần rất nhiều thời gian. Chấm than, cô cô gọn chung lại cũng đã thấy nhiều, đừng cho là chúng ta không nể mặt mũi. Hoắc Minh cũng nhìn về phía Nhã Tuệ, khẩn trương nói: Nhã Tuệ, cô là quản lý yến hội, tôi biết chuyện này ủy khuất cho cô, thế nhưng không còn biện pháp nào khác a. À. Tôi đã tận lực, nhưng hiện tại thịt đã nằm trên thất rồi. Cô còn ý kiến gì muốn nói với mọi người không? Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô. Nhã Tuệ vẫn như cũng ngồi bình thường, im lặng không lên tiếng, trong đầu chậm rãi phân tích, dường như nhớ ra cái gì đó, nhưng vẫn có chút khó xử cúi đầu chập chấm than ngoặc kép quản lý phòng bếp lại nhịn không được tức giận làm tổn thương cô nói nghĩ cũng không được chuyện gì hiện tại mỗi người đều gấp đến độ dậm chân liền ngay cả quản lý đường của hoàn cầu chúng ta cũng dậm chân đi nhiều chuyện như vậy khó nhất chính là tôi và cô lần trước cũng vì chuyện như vậy mà đã phải phái biết bao nhiêu người đến bộ phận hành chính để đàm phán chuyện rượu vụ rồi bây giờ lại thay đổi chủ đề món ăn những thứ ấy đã nhập vào kho rượu còn có đã chuyển rượu vào hầm chứa không đổi trở lại được, thì bây giờ phải làm sao đây? Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, ánh mắt đảo qua quản lý phòng bếp mỉm cười nói, Trần Quản lý, ngài nói lời này là sai rồi, bình thường đều là có danh sách trước, người của chúng ta mới có thể đi ra ngoài làm việc, bây giờ tờ danh sách của ngài cũng không có, quấn quyết ta làm cái gì a? À? Mặc dù nói nhã tuệ là quản lý yến hội, phụ trách cả yến hội, thế nhưng mệnh lệnh vừa đưa ra, mọi người đều có trách nhiệm. Ngài nói như vậy giống như ngài không có trách nhiệm trong chuyện này. Nếu quả thật là như vậy thì tất cả chúng ta hôm nay ngồi đây làm cái gì? Có chuyện gì thì từ từ thương lượng, vỗ bàn ngoại trừ đau tay ra thì một điểm tác dụng cũng không có. Còn nếu không muốn chịu trách nhiệm thì xin mời bước ra khỏi cửa này." Cô, quản lý Trần nhất thời tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh bày ra sắc mặt lãnh đạm, nhìn ngón tay thon dài của mình, không thèm để ý tới ông ta. Nhã Tuệ ngồi ở một bên, ánh mắt lưu chuyển, không hiểu sao nhớ lại nhiều năm trước, chính mình về quê, lúc đó ở trong rừng trúc làn khói xanh lượn lờ, cha mặc trang phục đầu bếp, đang đứng ở trước lò bếp lửa, không ngừng nhét gậy trúc vào trong bếp, sau đó một bên nhanh chóng nấu ăn, làm chủ bếp cho tiểu tử nào đó trong thôn kết hôn, lúc đó chính mình còn đến bên cạnh cha, mỉm cười hỏi cha, người nấu gì vậy? Mùa xuân tới, chúng ta đến Bách Hoa Yến đi, để những đứa trẻ trong thôn tới hái các loại hoa, ta làm cho mọi người mấy món. Đây chính là cha con lúc đó cùng chú đường của con cùng nhau nghĩ ra được, nhưng lúc đó chưa kịp làm, lần này một thân nhẹ nhàng, thừa dịp lúc này làm luôn. Chấm than ngoặc kép, Lưu Trí Đức lúc đó tươi cười nói. Một cỗ nhiệt huyết dâng trào. Nhã tệ nhất thời kích động ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người nói, chủ đề món ăn có rồi. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Chủ đề món ăn cũng không phải là do cô nghĩ, quản lý phòng bếp ngẩng đầu, chế nhạo nhìn về phía nhã tuệ. Đường khả hình nhìn về phía nhã tuệ như có dự liệu trước, ánh mắt tràn đầy lòng tin, liền mỉm cười quay đầu, nhìn về phía trần quản lý yếu ớt nói, ngài không phải mới vừa nói không nghĩ ra được hay sao? Không nghĩ ra được, lại còn không cho người khác nói. Coi như là lưu quản lý nói ra, công lao cũng là của ngài. Quản lý phòng bếp nghe thấy lời này, đành phải im lặng không lên tiếng, lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía nhã tuệ. Nhã Tuệ hơi đè xuống kích động trong lòng, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, "Kỳ thực, chuyện này phát sinh, tôi lúc đó vừa nghe đến cũng đã phản đối, giống như quản lý Trần đã nói, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng tôi nghĩ, phòng hành chính bọn họ không có khả năng nghĩ đến việc này, hẳn là còn có sự tình gì đó ở đây, mới cần gạch bỏ toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Nếu bên trên đã quyết định, chúng ta trừ tiếp thu nó thì không còn cách nào khác. Chính là vất vả cho mọi người." chúng ta giờ đã là người trên cùng một thuyền, cần phải giúp đỡ nhau, không chừng ngày đó, các vị cũng sẽ cần đến lưu nhã tuệ tôi đây. Mọi người im lặng không lên tiếng. Đường khả hình mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía nhã tuệ. Cô nghĩ ra chủ đề gì cho món ăn mới? Hoác Minh khẩn trương ngẩng đầu, nhìn nhã tuệ nói, hiện tại tất cả đầu bếp cùng các đầu bếp trưởng đều rất sốt ruột, nhưng bây giờ không có cách nào nghĩ ra chủ đề mới cho món ăn, để phối hợp với tiệc từ thiện tối nay. Quản lý phòng bếp cũng khẩn trương nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ mỉm cười nhìn mọi người nói, mùa xuân tới, trăm hoa đua nở, nó rạt rào sức sống, vẫn luôn là cái mà chúng ta theo đuổi, nó thể hiện sự nhiệt tình cùng hy vọng của chúng ta. Mặc dù hiện tại mùa hè đã tới, nhưng với lần từ thiện này, mọi người quyên góp cũng đều tràn đầy vui sướng cùng cảm động, gửi gắm vào những hy vọng không xa. Cho nên chúng ta lần này, vì để cho họ đi vào những hồi ức tươi đẹp kia, chúng ta sẽ để cho thực khách đắm chìm trong biển hoa mỹ lệ kia, cảm động cùng vui sướng sẽ theo đó mà nảy sinh. Vì điểm cảm động ấy, chúng ta làm một buổi bách hoa yến đi, chấm than ngoặc kép, bách hoa yến, chấm than ngoặc kép, quản lý phòng bếp lập tức đọc lên ba chữ này. Audio điện tử võ tấn bền chương 861, không nhìn Những món ăn này rất hợp chủ đề, rất tốt, Hoác Minh lập tức hài lòng cười, rồi lại đưa ra vấn đề nói, nhưng bây giờ là mùa hè, ở đâu có nhiều hoa như vậy. Hơn nữa còn chọn lựa hoa, phải cao quý, yêu nhã, giống như hoa bách hợp, hoa hồng, trước dược, thậm chí mẫu đơn. Trần Mạn Hồng lập tức đứng dậy, cười nói, sao lại không có. Từ trước đến nay khách sạn chúng tôi có chút quan hệ với sở nghiên cứu thực vật, gần đây nhất có nghiên cứu ra một phòng ấm, muốn trồng các loại hoa trái mùa. Hơn nữa tất cả số lượng hoa được trồng trong nhà ấm cũng không ít, thu thập, kỳ thật cũng dễ dàng, chẳng qua là cần có thời gian. Ánh mắt sắc bén của cô liền liếc về phía quản lý mua hàng. Ngay lập tức vẻ mặt quản lý lúng túng nói, bỏ qua cho tôi đi. Người trong ngành chúng tôi, chỉ phụ trách mua sắm, hái hoa chúng tôi không hiểu đâu. Mọi người cùng nhau nở nụ cười. Nhã tuệ lập tức vui vẻ nói, cũng không nhất định mỗi món ăn, đều cần có nhiều đóa hoa, nếu như là yến hội 300 người, một bàn 10 người, vậy là 80 bàn, lấy một đóa hoa với tư cách một món ăn, cũng không quá 30 đóa mà thôi. Sau đó mới lấy hoa bách hợp, hoa hồng, còn có các loại hoa khác chủ yếu là để trang trí thôi. Bây giờ chúng ta cần nhất làm nhất, chính là tìm ra 10 đóa tượng trưng cho mỗi chủ đề. Trần Mạn Hồng cười nói, trong lúc này khẳng định phải có mẫu đơn, trước dược, hoa quất, hoa bách hợp, hoa hồng, hoa lan, hoa sen, cây hoa hồng, hoa sơn trà, hoa quế. Chấm than ngoặc kép. Đường khả hình cũng lập tức lên tiếng, mỉm cười nói, nếu như là tất cả hoa chuẩn bị cho rượu, kỳ thật chuẩn bị rất tốt, bởi vì tôi nghĩ đến, sau khi yến hội, chính là xem diễn, nếu như rượu đỏ có độ cồn cao, sau khi khách uống hết trong tiệc tối, kỳ thật sẽ ảnh hưởng tâm tình vui vẻ của bọn họ, lần này liền lấy rượu băng làm chủ đề, vì gia tăng mùi vị các loại hoa quả khi ngâm rượu. Kỳ Gia Minh ngồi ở một bên, cũng tiếp tục cười nói, đúng lúc, đầu bếp của chúng ta gần đây có nghiên cứu ra một món ăn mới, gọi là hoa hồng băng. Dùng thịt cá trộn lẫn với tương hoa hồng, đặt trên bàn băng, cuốn thành một đoàn, bên ngoài để một chút cơm cuộn rong biển, ngày đó tôi đã ăn xong, liền lập tức cảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc. Hương vị quá ngon luôn rồi, cho tới nay tôi cũng chưa được ăn món cá ngon như vậy. Chấm than ngoặc kép, mọi người lại nở nụ cười. Tốt, chấm than ngoặc kép, hoặc mình nghe nói như thế, lập tức thở ra một hơi, cảm thấy chuyện này rốt cuộc có hơi có chút manh mối, Lập tức lau đi mồ hôi trên mặt, Khẩn Trương nói: "Bây giờ mọi người lập tức bắt tay vào chuẩn bị đi." Đầu bếp Trần ông lập tức liên lạc với tất cả bộ phận đầu bếp còn có tinh anh đầu bếp, trong 2 giờ phải nghiên cứu ra một món ăn mới, rồi mới giao cho mua hàng, điều động các nhân viên mua hàng đi chuẩn bị nguyên liệu mới để nấu ăn, món ăn có thể có liên quan đến những nguyên liệu trước đó. "Tôi có lòng tin với mọi người." Đầu bếp chính nghe vậy, liền gật đầu. Hoắc Minh lại phân phó thư ký nói, truyền tin tới bộ quản lý lục hóa, phải nói họ xem có liên lạc được với bọn họ không, xem những loại hoa đó có thể mua về 10 loại hoa chúng ta cần hay không, nếu như không có, chúng ta phải đặt ra nhiều chủ đề cho món ăn. Vâng, thư ký lập tức lên tiếng. Quản lý đường, Hoắc Minh lập tức kêu Đường Khả Hinh. Vâng, Đường Khả Hinh mỉm cười. Vất vả cho bộ phận rượu của cô rồi, lần này tôi muốn mọi người toàn hỗ trợ rượu cho phòng bếp nếu có cần đến nhà chuyên gia về rượu của khách sạn chúng ta, cô cứ việc nói. Chấm than ngoặc kép, Hoác Minh lập tức lại phân phó. Vâng, đường khả hình gật đầu. Quản lý Trần, cô nhanh chóng đi thống kê các nhân việc công tác, để cho bọn họ lập tức tập hợp. Chúng ta không có thời gian rồi. Nhã tuệ đi tới trước sân khấu ngoài trời một lần nữa bố trí che phủ lại. Tôi sẽ nói với mọi người, tất cả ngành toàn lực phối hợp với cô. Chấm than ngoặc kép, Hoác Minh lại khẩn trương nói, từ giờ trở đi, đầu óc của cô phải nhanh. Đến cùng phải bố trí thế nào, sắp xếp ra sao, toàn bộ đều phải nghĩ thông suốt. Được rồi, anh cứ yên tâm, tôi đã có ý tưởng sơ lược rồi. Nhã tuệ lập tức gật đầu. Tốt, riêng phần của mình mau lên. Nhanh, tôi phải đi chuẩn bị gửi công văn, lại để cho tổng giám đốc cho chúng ta ký tên. Chấm than ngoặc kép, hoặc mình lập tức đứng lên, nhìn về phía đầu bếp chính, vẻ mặt nặng nề khó xử, liền đành phải cảm thán thở dài, nhẹ tay vỗ bờ vai của ông, bất đắc dĩ nói, đầu bếp Trần, đây cũng là chuyện không có cách nào. biết rõ các đầu bếp đều rất nóng tính, cố gắng sắp xếp một chút. đầu bếp chính đành phải thở dài. phòng đầu bếp chính, đường Khả Hinh, Trần Mạn Hồng và mấy người kỳ Gia Minh đang ngồi ngoài phòng làm việc, im lặng không lên tiếng. đầu bếp có thâm niên trong khách sạn, tiếp tục ngồi ở chỗ kia vỗ bàn mà gào thét kêu to, điều này thật sự là quá mức không ai dám đối xử với thức ăn như vậy nghĩ tới lần này tới đây dùng cơm còn có thủ tướng chỉ hơn một tiếng kêu chúng tôi phải làm sao bình thường chúng tôi muốn làm món ăn gì đều phải mấy tháng càng không ngừng nghiệm chứng mới có thể mang thức ăn lên bàn lúc này mấy người muốn chúng tôi phải làm sao hả có phải nghĩ rằng tập thể chúng ta sẽ không làm hay không chấm than ngoặc kép một đầu bếp khác trong khách sạn cũng vỗ bàn gào thét một đám đầu bếp tinh anh trẻ tuổi cũng không dám nói lời nói lão tử rời khỏi muốn chém giết muốn dốc thịt vì các ngươi tôi thật sự không muốn hủy cả đời sáng suốt trên tay những người này chấm than ngoặc kép có một đầu bếp quốc tế nổi danh món ăn Trung Quốc ném cái mũ đầu bếp xuống muốn từ chức bên ngoài phòng làm việc Trần Mạn Hồng nghe thanh âm này cô vừa ôm vai ngón tay vuốt móng tay vừa lắc đầu cười nói cũng khó trách đầu bếp Trần của chúng ta nóng tính như vậy cô nghe đi, nghe đi, người ở bên trong đều rất dễ trêu hay sao? Mỗi người đều có tính nóng như lôi công vậy á. Đường khả Hinh ngồi ở một bên, chuyên tâm chờ đợi lấy đồ ăn ra, liền phân phối rượu. Kỳ gia minh thật sự bất đắc dĩ đứng lên, nhìn về phía các quản lý đang ở chỗ này chờ đợi, nói có muốn uống ly cà phê hay không. Ai cũng uống không trôi, ai cũng không lên tiếng. Trong văn phòng, một lão đầu bếp có địa vị cao vừa nghe những đầu bếp đang gầm thét, vừa im lặng mà cầm lấy bút máy xoạt soạt trên trang giấy màu trắng, lúc vẽ hoa bách hợp nở rộ, ở giữa sẽ đặt kim thiện, dài thiện, mảnh thiện, các loại thịt thiện, sau đó mới lấy máy xoay sinh tố xoay các loại hoa ra, chế thành những loại nước sốt, đổ lên trên món ăn. Ông vừa phân tích quá trình, vừa chậm gì gì nói, muốn cãi nhau không làm, liền đi đi. Nếu như muốn làm tiếp, liền có chừng có mực, mỗi ngày đều muốn náo một trận mới có thể làm việc, lỗ tai đều điếc mọi người nhất thời sợ run mà nhìn về phía ông lão đầu bếp vẫn ngồi đó vẽ lại bộ dáng món ăn nhìn sao cũng không dễ coi lại bứt giấy lên ném qua một bên lại vẽ việc này có thể định rồi lập tức chọn ra thực đơn mới nhìn xem trước có lấy hoa làm đồ ăn không cũng có thể lấy tới tham khảo và nghiên cứu thảo luận chấm than ngoặc kép nói xong quản lý phòng bếp lập tức cầm tài liệu lên đứng dậy rời đi mọi người cũng chỉ có thể cùng đi theo ra ngoài cửa phòng mở ra. Mấy người đường khả hình trong nháy mắt khẩn trương mà đứng lên, thấy vẻ mặt thối thối của lão đầu bếp lại như cũ vẫn khẩn trương và nghiêm túc đi ra ngoài, cũng không có dám lên tiếng, bởi vì biết rõ muốn đi nấu thử đồ ăn. Trong phòng bếp, tất cả đầu bếp chính khẩn trương mà triển khai sự khéo léo cậu bản thân, khẩn trương mà nghĩ ra kiểu món ăn mới, có một trợ lý đầu bếp bởi vì quá khẩn trương, lúc bưng cua đến, không cẩn thận rơi trên mặt đất, lão đầu bếp lập tức tức giận mà vươn tay, nặng nề gõ đầu của anh ta, tức giận kêu lên có phải cảm thấy bây giờ lão tử quá rảnh rỗi rồi hay không hả? Đến lúc này, mà tay chân còn vụng về để tôi thấy. Chấm than, một lát nữa tôi băm cậu luôn ra bây giờ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trợ lý lập tức khẩn trương mà cúi xuống, đi bắt cua. Bên này một đầu bếp đã phân phó trợ lý, vội vàng nói, lập tức lấy củ cải trắng khác 12 con cá. Chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép trợ lý không nói hai lời, liền xoay người đem chuẩn bị lấy các củ cải trắng thật tốt, lấy dao ra, lưu loát mà rửa sạch, lau khô nước, gọt vỏ, chia làm mấy đoạn, đặt trong một cái đĩa trắng, lưu loát cắt củ cải trắng chưa thành hình bầu dục, ở phía trước cắt vài cái như vậy, liền giống như hình cá, bên ngoài đã có không ít nhân viên công tác, dơ lên mấy cái giỏ lớn đựng hoa sen tiến đến. Các người đổi việc, chấm than ngoặc kép, có một đầu bếp chế diễu nói xong, lập tức cầm lấy cá, bắt đầu lóc bỏ xương, sau đó mới thái thành những miếng mỏng nhào nặn bột mì lại phân phó nói lấy ba con gà con bỏ đầu đuôi lột ra bỏ vào hai cân rượu trắng bật lửa nóng lên hầm trong hai tiếng chấm than ngoặc kép vâng hai người trợ lý ngay lập tức đi lấy rượu trắng bên này hai trợ lý đầu bếp đã theo như lão đầu bếp phân phó đang xoay tròn đạo cụ lên đặt trong một cái đĩa lớn màu trắng đầu bếp khác nhanh chóng sử dụng hai ngón tay xé hoa bách hợp ra lột thành thành từng mảnh Nấu nước trụng qua một lát, thấy đủ rồi vớt lên, sau đó mới dựa theo hoa bách hợp mà tạo hình, đặt một đóa hoa nhỏ, vừa bầy vừa xoay tròn cái đĩa màu trắng. Lão đầu bếp lập tức cầm lên một miếng cá kim thiệt, phanh 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 vài nhát, bỏ đầu, con dao chặt xuống thân cá, nhanh chóng loại bỏ những vải cá, sau đó mới thái bộ phận thịt cá, cắt thành sợi, dán thành vàng ống, bên này trợ lý đầu bếp đã bắt đầu giúp ông điều chế sốt, lấy ca muối loại tốt nhất ép nước, rồi bỏ một chút vú trâu, nước tương, gừng hành tây, tỏi các loại. Phanh, phanh 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 phanh, chấm than ngoặc kép, đầu bếp nhà hành Hải Dương lão cố cầm lấy cái chày đá trên mặt bàn, dùng nó nặng gõ vài cái, sau khi xác định thanh âm, lấy những cánh hoa hồng lớn, một lá một lá một lá mà đặt ở bên trong, lại thêm một ít đường cắt trắng, tiếp theo lại trải cánh hoa hồng lên, dưới chày đá một búa một búa mà đạp tan nát, trợ lý lấy ra quả vải ngọt ngào, để ở trên cùng, đậy nấp rồi đợi. Phòng bếp bận rộn. Trần Mạn Hồng và mấy người kỳ gia minh ở đây lo lắng và chờ đợi, ở phía trước dạp chiếu phim cách 5 phút nhã tuệ luôn gọi tới đây, hỏi thăm tình huống. Hai tiếng rồi, cô giúp tôi hối thúc họ một chút, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ cầm di động, nhanh chóng đi ra dạp chiếu phim, đi vào phía trước trên bãi cỏ, nhìn các nhân viên vội càng sắp xếp đặt bàn ăn, cô vừa hỗ trợ vừa nói, mọi người vất vả rồi. Lúc này lâm sơ nhai từ phía trước đi tới, thấy nhã tuệ, vừa rồi muốn kêu cô, Nhã tuệ lại đi lướt qua anh, hoàn toàn nhìn không thấy mà đi về phía bên kia, bắt đầu bận rộn làm việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, lâm sở nhai khiếp sợ nhìn bóng lưng của cô, trong lòng có chút đau, rồi tức giận kêu quản lý lưu nhã tuệ. Nhã tuệ đã đi xa. Phòng bếp, Trần Mạn Hồng mắt thấy đã qua 3 giờ, từ trước đến nay cô luôn xử sự nhanh nhẹn, bắt đầu có chút khẩn trương và giật mình, nghĩ đến các đầu bếp đến cùng muốn làm sao đây cửa lớn mở ra hai bên. 12 người trợ lý chuyên gia ưu tú nhất của quầy rượu đã đến đây, cất bước mà đến, đứng ở trước mặt đường khả hình, khẽ gật đầu kêu, đường tiểu thư. Chấm than ngoặc kép, trong nháy mắt đường khả hình đứng lên, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía các cô nói, các cô đều là trợ lý ưu tú nhất của các chuyên gia về rượu của khách sạn chúng ta. Lần này tôi nhờ các cô rồi, nhất định phải sử dụng hết toàn bộ năng lực và trình độ. Mặc kể là rượu đỏ, rượu đế, rượu sâm banh, rượu nước mơ, sau khi đồ ăn được mang lên, nhất định phải nếm thử thật kỹ. Chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, 12 người đồng thời lên tiếng. Lúc này, Vitus và Lauren cũng đồng thời xuất hiện, chuẩn bị quan sát hoạt động trước mặt. Cửa lớn phòng bếp, rốt cuộc như đánh một trận lớn. Trợ lý đầu bếp vội bưng món ăn lên, quyến luyến hoa sen tình xuất hiện ở trên mặt bàn. Thời điểm này Tổng Giám Đốc, cũng dẫn một đám người cấp cao, đồng thời nhìn về phía cái đĩa đựng cá màu trắng này, đầu đĩa cắm một đóa hoa sen thuần khiết phấn hồng bồng bình, cuối đĩa đặt một củ cải trắng khắc thành cá, chỗ giữa rượu trắng sao đế nấu thành canh gà, cồn trong rượu toàn bộ đã bốc hơi, còn lại nước luộc thịt trong suốt, miếng cá củ cải trắng bên trong bồng bình, miếng cá lốm đốm, dính phấn, trôi nổi phía trên tô súp có chút non mềm thơm ngon. Tổng giám đốc và đám người nếm thử, Đường Khả Hinh, 12 trợ lý chuyên gia lập tức cầm lấy chiếc đũa bạc, giờ đĩa xanh lên, cùng nếm thử đồ ăn. Lão đầu bếp khẩn trương mà đứng ở ngoài cửa, tay cầm chặt khăn lau mặt, chăm chú nhìn xem. chương 862, bọt rượu y. Mấy người đều trầm mặc dùng đũa, nhẹ gắp một chút thịt cá, cho vào miệng nếm thử. Trần Mạn Hồng cùng Kỳ Gia Minh đứng ở một bên, vô cùng khẩn trương nhìn bọn họ. Lão đầu bếp lại càng gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng. Hoác Minh nhẹ nhai chút thịt cá ấy, còn có uống thử một ngụm canh suông thực sự có chút cảm động cười nói đầu bếp của khách sạn á châu chúng ta quả thật là thiên hạ vô địch a câu này nghe có chút đùa cợt đường khả hình thật cẩn thận đem đúa vừa dùng đặt xuống dùng thân phận tổng giám đốc bộ phận rượu vụ của mình cảm thán cười nói tôi đã thật lâu không có thưởng thức qua món cá nào mới mẻ như vậy bỏ vào trong miệng lập tức hòa tan hương thơm của cá hòa quyện tạo ra một loại mỹ vị dùng rượu trắng tạo thành canh suông trong nháy mắt chinh phục tâm linh người thưởng thức ăn xong còn có cảm giác được một chút thư sướng, ăn ngon thật. Người thử thức ăn cũng chậm rãi đặt đũa vào đĩa củ cải trắng được cắt gọt thành con cá nhỏ, bỏ vào trong miệng, lập tức thở vào nhẹ nhõm, cảm giác được vị ngọt của củ cái như điểm thêm cho hương vị của cá hòa cùng canh suông mang đến một cỗ hương vị vô cùng đặc biệt, làm người ta ăn vào, thân thể lập tức cảm giác được sự nhẹ nhàng khoan khoái, bọn họ đồng thời mỉm cười gật đầu. Được, món ăn này qua cửa, chấm than ngoặc kép, hoác minh mỉm cười gật đầu lão đầu bếp nhã các ở phòng ăn lập tức thở phào nhẹ nhõm mấy đầu bếp trẻ tuổi phụ trách món ăn này cũng lập tức mềm nhũn ngồi trên nền nhà tháo xuống chiếc mũ đầu bếp lau đi mồ hôi nóng hổi đang từng giọt lăn trên trán món ăn thứ hai lập tức được mang ra trợ lý đầu bếp cẩn thận từng ly từng tí nâng món bách hợp tình của phòng ăn ngựa tôn ra bày xếp trên bàn một cách thật tinh vi một đĩa lớn hình tròn màu trắng ở giữa dùng những bông hoa bách hợp nhỏ để xếp thành một đóa bách hợp lớn tầng tầng lớp lớp tỏa ra xung quanh, ở giữa đĩa đặt một con cá chỉnh ướp muối vàng óng, được cắt lát, còn lát bên trên một ít mù tạc cùng màu xanh của hoa nhài, hương sắc thập phần mê hoặc lòng người. Lão đầu bếp đứng ở cạnh cửa, theo thói quen ngưng mặt không lên tiếng. Người thử thức ăn, hoặc mình cùng mọi người cùng nhau tiến về phía trước, lại cầm đôi đũa, cẩn thận từng ly từng tí gắp một miếng bách hợp nho nhỏ bên trong là thịt cá cùng nước sốt cho vào miệng, chợt cảm thấy thịt cá thật tươi mới, non mềm, Mùi vị của cá muối hòa quyện cùng nước sốt và hương hoa bách hợp lan tỏa trong miệng, bọn họ lập tức cười rộ lên, nếu như nói món ăn vừa rồi là hoa sen, làm người ta cảm thấy thanh đạm cùng chờ mong, thì bây giờ món ăn này thực sự làm thỏa mãn sự chờ đợi của người ăn. Thậm chí mùi vị còn ngon hơn một phần. Tất cả đều cùng nhau mỉm cười gật đầu. Đường Khả hình cảm thấy thật vui mừng thậm chí gắp một phần bách hợp cuộn thịt cá đến trước mặt sư phụ, tay nâng đến nói: "Sư phụ, người ăn thử đi. Ăn thật ngon a." À? con lần sau sẽ học làm để người ăn thử, chấm than ngoặc kép. Vitus nhíu mày nhìn về phía học trò. Người mau ăn a, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại khẩn trương thúc giục. Lauren đứng ở một bên, nhàn nhạt cười. Vitus không có cách nào, chỉ phải cúi đầu ăn món cá mà học trò đưa tới, lập tức cảm giác được hương vị thật đặc biệt, cho tới bây giờ cũng chưa từng thưởng thức qua. Ăn ngon đi, đường khả hình thở dài một hơi, nhịn không được kích động cười rộ lên, đầu bếp ưu tú trên thế giới này thật là một nghệ thuật gia khiến người ta phải xúc động. Món ăn này cũng qua, chấm than ngoặc kép, hoác minh cùng người thử món ăn cùng nhau mỉm cười gật đầu. Trần Mạn Hồng thở phào nhẹ nhóm, lão đầu bếp cũng đứng ở bên trong, cũng thở phào nhẹ nhóm, cởi mũ đầu bếp đem lau mồ hôi. Khẩn trương một hồi, đủ loại kiểu dáng món ngon bắt đầu lục tục đặt trên mặt bàn, mọi người giống nhau đều cầm đũa lên thử đồ ăn, sau đó đều hài lòng gật đầu mỉm cười bên trong phòng bếp cũng đều xuất hiện một loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm đầu bếp chính cũng nhanh chóng đưa đơn phân phó người bên nhà kho lập tức thu thập danh sách những nguyên liệu cần thiết từ các đầu bếp để đi mua đường khả hình cũng nhanh chóng cùng người phục vụ rượu còn có sư phụ cùng nhau đi xuống hầm chứa rượu của khách sạn á châu phân tích từng món ăn để lấy ra các loại rượu phù hợp sau đó đường khả hình đem danh sách những loại rượu đã loại ra hôm qua không thể sử dụng được phân phối đến các nhà hàng, hạ mệnh lệnh hôm nay nhất định phải bán toàn bộ những loại rượu này. Trong lúc mọi người đang vô cùng bận rộn, Nhã Tuệ lại đang có mặt tại bãi cỏ nhà hát, cầm bộ đàm quan sát nhân viên đem bàn tròn đặt ở trung tâm bãi cỏ, sau đó nhanh chóng trải khăn trải bàn tơ lụa với hoa văn phức tạp lên trên, bên này bàn dài 10 thước cũng đã bày xong rồi, một nhân viên tạp vụ cầm khăn dài 13 thước, đứng ở đầu này, nhìn về phía bàn dài 10 thước trước mặt, thoáng cái làm bộ muốn đẩy về phía trước. Bên kia nhân viên tạp vụ nhanh chóng nhận lấy khăn trải bàn phẳng phiêu chỉnh tề, 12 nhân viên tạp vụ lập tức bày xếp những lọ thủy tinh, bên trong là dung dịch màu xanh yêu mị hoa bách hợp, hoa hồng thượng đẳng được bó lại từng bó thật xinh đẹp. Trần Mạn Hồng dẫn 30 công nhân chuyển đồ ăn, tay cầm bộ đàm, vừa đi vừa nói, lần này chúng ta sẽ đi ra theo hình chữ S. Trước tiên là dọc theo bàn tròn, sau đó đi theo hướng 8 giờ, sau đó cùng lúc đồng thời bày món ăn. Hiểu chưa? Rõ ạ. À mọi người cùng nhau gật đầu. Nhã tuệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đứng ở trong đám người, nhìn bãi cỏ rộng lớn, còn có những tán lá cây yêu nhã, tất cả mọi thứ trên bàn ăn. Nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên dưới những tán cây, dùng những đóa hoa quyết dệt thành vòng hoa, xinh xắn treo ở trên cây, sau đó mới nghe điện thoại, được thông báo món ăn cơ bản đã được hoàn thành. Cô tức khắc gật đầu, cầm bộ đàm, nói thử đèn laser, còn có suối phun nước. Bởi vì lại yến tiệc ngoài trời, nên tôi sợ tia sáng không đủ. Chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, kỹ sư ở đầu bên kia lên tiếng trả lời, tức khắc cầm lên bộ đàm, phân phó nhân viên nói trước thử ánh đèn chỗ suối phun. Sau đó kết nối máy tính để gửi hình ảnh cho quản lý lưu. Vâng, nhân viên theo dõi ở bên trong, lập tức đè nút, chờ đợi 12 Venus ở phía trước suối phun nhà hát. Nhã tuệ khẩn trương đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn thấy 12 vị thần được điêu khắc ở trước đài lập tức được thắp sáng, suối phun nước một tầng so với một tầng lại càng cao, cuối cùng cao tới 8 thước, thì một phần ánh sáng màu vàng xuyên qua mặt nước chiết xạ xuống dưới, rơi vào trên sân cỏ rộng lớn, cô lập tức cầm lên di động, xem hình ảnh mà kỹ sư truyền đến cho mình, phát hiện ra hiệu quả của tia sáng chưa đủ, liền lại nói, thử ánh đèn xem. Chấm than ngoặc kép. Thử ánh đèn, kỹ sư cầm lên bộ đàm, cao giọng hô tại lúc ánh đèn được thắp sáng, toàn bộ những bức tượng điêu khắc xanh vàng rực rỡ ở trung tâm nhà hát lớn được ánh sáng tia laser chiếu vào, ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước chiết xạ hát ngược trở lại trên trời tạo thành một mảng trời đầy mộng ảo, đây là công nghệ đèn điện hiện đại nhất thế giới. Nhã tuệ nhìn thấy di động truyền tới hình ảnh hơn 300 người trên yến hội, hình thành những ánh đèn mê hoặc lấp ánh trên bầu trời, cô bóng cười, khách sạn Á Châu. Chỉ mong mày sẽ vĩnh viễn lưu trên thế giới này. Bởi vì có biết bao nhiêu người đã chứng kiến hình ảnh đặc sắc này của mày. Lần này, Trần Mạn Hồng một bên cầm bộ đàm, phân phó người chuyển đồ ăn, vừa đi tới trước mặt Nhã Tuệ, có chút nghi ngờ cười hỏi, "Lần này khách sạn chúng ta gặp sự cố lớn như vậy, tiền này là ai bỏ ra a? À? Không có khả năng toàn bộ là chúng ta bỏ ra đi. Như vậy quá lỗ vốn rồi." Nhã Tuệ mỉm cười nhìn Trần Mạn Hồng nói, "Mỗi bàn ăn gần 100 vạn, do khách mời trả, khách sạn chúng ta một bàn trả 10 vạn." Bởi vì tiệc từ thiện tối, cho nên tổng giám đốc có nói, không cần trả quá cao, tất cả còn lại quyên tặng cho từ thiện. 100 vạn, Trần Mạn Hồng nghe xong lời này, bỗng nhiên cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, những thức ăn này thật không ngon a. À? Ai nói, Nhã tuệ nhìn về phía cô, cười rộ lên nói, cô không biết ngon như thế nào đâu. Trần Mạn Hồng lập tức cho rằng cô đang đùa, cười nói, cô suy nghĩ một chút a, à, một bàn 100 vạn, 300 bàn, bao nhiêu tiền a? À? 300 bàn đấy, tiệc từ thiện này cơ bản phải cần bao nhiêu tiền a? À? Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ thôi, tôi cuối cùng chỉ còn lại một chỗ ngồi của khách mời. Mặt nhã tuệ có chút đỏ hồng cười nói. Cô, Trần Mạn Hồng kinh ngạc nhìn về phía cô ấy, cười rộ lên nói cô. Cô ngồi bàn cùng ai? Nhã tuệ cũng có chút ngượng ngùng cười nói, tổng giám đốc tưởng bảo tôi và mấy vị phó tổng, còn có tổng giám đốc ngồi một bàn. a, à, được đấy, Trần Mạn Hồng cười rộ lên nói cô định chọn cành cao bay lên à, thân ái. Thôi đi, cô cũng không biết đã tham dự bao nhiêu lần yến hội như vậy rồi. Nhã tuệ mới được tưởng thiên lỗi khen ngợi, mà nay đã trễ nhiệm vụ, cô không khỏi nặng nề thở một cái. Được rồi, mau đi, cố lên nhé, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng mỉm cười nhìn cô nói, đến lúc đó cô tham dự yến hội, tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn, nhã tuệ nói xong, lập tức cầm máy bộ đàm, nhanh chóng hỏi bộ phận rượu vụ đã đưa rượu tới chưa phòng tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi lúc này cô lại nghĩ tới cái gì xoay người lại nói với trần mạn hồng mạn hồng ưng ừ, trần mạn hồng xoay người nhìn về phía nhã tuệ hỏi làm sao vậy tôi vừa quên chưa nói với cô rượu hôm nay phải trực tiếp mang đi không được đi nhầm a chấm than ngoặc kép nhã tuệ lập tức nhìn về phía cô khẩn trương phân phó biết rồi Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lập tức lên tiếng trả lời, lại nhanh chóng xoay người, phân phó công nhân tiếp tục học cách ra sân. Hầm chứa rượu Đường Khả Hinh đứng ở bên trong hầm chứa rượu, nhanh chóng phân phó công nhân nhóm đầu tiên trước mang ra rượu băng hồ điệp của bác dịch, nghe thấy nhã tuệ gọi, cô lập tức cầm máy bộ đàm, nhanh chóng nói, nhóm đầu tiên đã đi ra rồi, đang mang đến phòng tiệc rượu đó. Chấm than, bàn tiệc đứng đã cử 12 người pha chế rượu đến, các loại cốc tai cũng đã chuẩn bị xong, sẽ mang ra ngay. Tủ lạnh cỡ nhỏ, tôi cũng đã mượn từ câu lạc bộ giúp chị, thích hợp bày đặt ở bàn ăn phía dưới. Như vậy có thể đỡ tốn công sức. Nhã tuệ thở vào nhẹ nhóm, cầm bộ đàm thật tình cười nói, khả hình. Cảm ơn cô. Đường khả hình cầm bộ đàm, nghe thấy bạn tốt nói chuyện như vậy, chậm rãi cười, thật tình nói, cô có cần toàn bộ nhân viên công tác của khách sạn Á Châu, biểu đạt tình yêu đối với tôi không? Các bộ phận quản lý cùng nhân viên phục vụ nghe thấy đường khả hình cùng nhã tuệ nói chuyện, cũng không nhịn được mà bật cười. Nhã tuệ nghe thấy những lời này, hai mắt đỏ bừng, thật tình cầm bộ đàm, nghẹn ngào cười, nói tôi, nhã tuệ ở đây xin cảm ơn các vị đồng nghiệp, mọi người đã cực khổ rồi. Toàn bộ mọi người đều không nói gì, trước sân khấu bộ phận quan hệ xã hội, phòng thu mua cùng mọi người vẫn còn đang các nơi, trong trong ngoài ngoài bận rộn, tổng giám đốc Hoác Minh còn đến cửa hàng hoa, cùng bộ phận quản lý, nâng một cái sọt hoa hồng thật lớn, không cẩn thận còn bị gai đâm, mọi người đều bởi vì quá bận, nên không ai có thời gian đồng tình với anh, anh cũng chỉ hơi nhíu mày cầm máu, nói, hoa hồng này gai cũng nhọn đến như vậy. Chấm than ngoặc kép, như mặt lúc này, đang cùng các vị phu nhân chủ tịch đi tới từ sau vườn hoa khách sạn, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại nhìn thấy hoác minh ngón tay bị đâm chảy máu, ánh mắt cô ta nhàn nhạt, nhạt, cười nhìn về phía anh, kêu nhỏ tổng giám đốc hoác, Hoác Minh một bên hơi buông lỏng ngón tay một chút, một bên tươi cười nhìn về phía như mặt, tôn kính đi tới, gật đầu thăm hỏi nói, như mặt tiểu thư, ngài tới rồi. Vừa mới đến thôi, mói dùng xong bữa trưa không lâu. Cô ta có chút quan tâm nhìn về anh nói, tay ngài bị thương sao? Không có gì đáng ngại, chỉ là bị hoa hồng đâm thôi. Hoác Minh cười nói, cẩn thận một chút, hoa hồng đâm người, sẽ rất đau. Như mặt nói xong, mở túi sách màu lam của mình, từ bên trong lấy ra một cái khăn tay, nói với anh, băng lại đi. Không cần đâu, cảm ơn, Hoác Minh tức khắc cự tuyệt. Cầm đi, như mạt ôn nhu đem khăn tay đặt ở trong lòng bàn tay của anh lại chậm rãi xoay người, vẻ mặt lãnh đạm rời đi. Hoác Minh cầm chiếc khăn tay lộ ra mùi hoa hồng thoang thoảng, có chút cảm động nhìn về phía thân ảnh ôn nhu của như mạt, nghĩ cô ấy thật là một cô gái ôn nhu thánh thiện. O, oh, không, như mạt mỉm cười đi về phía trước, thần sắc lãnh đạm tự nhiên lại mỹ lệ, phiêu diêu từ tại dường như không nhiễm khói lửa trần gian, chỉ là mùi hương hoa hồng kia mang theo chút quỷ dị lướt qua, đôi mắt cô ta lóe ra mấy phần gian xảo, trong đầu vang lên lời Tần Vĩ Nghiệp nói, bọn họ thật sẽ không ngờ, vạn lần không nghĩ đến, tôi sẽ động thủ trong rượu, đến lúc đó con gái Hàn Văn Hạo, kể cả chủ tịch Hàn Chí Trung cùng nhau tham dự yến hội, chỉ cần chúng ta đem bọt rượu, giao cho nhân viên tạp vụ kia, không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần nó nổ tung, phá hủy dung nhan của con gái Hàn Văn Hạo, ông ta nhất định sẽ truy cứu tới trách nhiệm của Hoàn Cầu. Cũng nhất định sẽ truy cứu tới trách nhiệm của đường Khả Hinh. Tôi muốn đêm nay, danh dự của bọn họ sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Như mặt nghĩ tới chuyện này, lại yếu ớt cười, nhớ tới tối hôm qua tần vĩ nghiệp cởi hết y phục của cô, dùng ngón tay không ngừng tiến vào trong thân thể cô ta, khiến cho cô ta động tình, thế nhưng anh ta đã không còn là người đàn ông nhiệt tình như trước nữa. Thiên lỗi, anh yên tâm, em nhất định sẽ làm cho hoàn cầu phá sản, đến lúc đó anh không còn gì cả, em sẽ là người ở bên cạnh anh, khi ấy anh sẽ hiểu ra, trên cái thế giới này, người yêu thương anh nhất, không ai khác ngoài em. chương 863, Đèn Đỏ Bộ phận Yến Tiệc 12 chuyên gia hầu rượu bao gồm cả những nhân viên tinh anh nhất của bộ rượu, đứng tại những phần đồ ăn tinh tế trước mặt, cầm lấy đúa, gắp nhẹ một chút món ăn, đưa vào miệng nếm thử, trầm mặc mà bình tĩnh phân tích hương vị bên trong những món này, Bên cạnh còn được bố trí gần 70 loại hàng mẫu của rượu trắng và rượu băng, còn có vài loại rượu quả đào, mỗi thứ ly thủy tinh đều tao nhã được đặt trên bàn ăn. Có một chuyên gia hầu rượu nữ đem một chai rượu băng quốc nội nổi tiếng, từ trong thùng rút ra, bình tĩnh đặt trên bàn ăn, dùng dụng cụ mở chai, chọc thẳng vào giữa chai rượu, thần tốc xoay tròn, khi xoay tròn lại suy nghĩ về cách phối hợp với món ăn. Mỗi một người thành công đều phải hiểu được giá trị của thời gian, mặc kệ là vui vẻ hay đau khổ đều phải quý trọng loại cảm giác này. Sau khi chuyên gia hầu rượu nữ thuận lợi giải rượu được 10 giây, để tránh mùi hương bị mất đi, thần tốc đổ rượu vào trong ly, ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào đế ly, lắc nhẹ, mới hơi dơ lên, cúi đầu ngửi ngửi, một trận hương vị mát lạnh của chuối tiêu, táo, mật ong từ từ lan tỏa ra, trong nháy mắt liền chinh phục tâm hồn người khác, mang đến sự vui vẻ trong tâm tư và sự hạnh phúc của việc thấu hiểu cuộc sống, cô mỉm cười, mới dơ nó lên, đưa đến bên miệng nhẹ uống thử một ngụm. Sau khi ngửi được mùi hương và thưởng thức loại rượu này có thể cảm nhận được hoàn toàn hương vị khác biệt của nó. Từng đợt hương hoa bách hợp và hoa hồng, còn có vị ngọt của mật ong như một loại kẹo ngọt kết hợp với một chút chua chua toát ra, nhắc nhở con người lập tức trở về chốn xưa, rượu ngon thực sự, luôn luôn như vậy, nó đều có một loại linh hồn, mang đến cảm giác ngọt ngào thuyết phục nhất cho ta, cũng không chút che giấu sự thật của nó, làm cho người ta quá chú tâm mà thả lòng nó sẽ cực kỳ hoàn mỹ săn sóc ta. Giả như ta, tin tưởng nó, nó sẽ lại mang ta hướng đến một cảnh giới khác. Rượu ngon, chuyên gia hầu rượu mỉm cười, liền đem loại rượu này cùng với thịt hào chiên vàng thượng đẳng có thêm hoa lan trắng, kết hợp với nhau, quả nhiên mang đến cảm giác hưởng thụ không giống nhau, khiến cho người ta lưu luyến quên đường về. 12 chuyên gia hầu rượu cùng bưng ly rượu băng lên, nhẹ nếm thử một ngụm, đồng thời gật đầu. Vitas cùng Lauren đứng ở phía trước, nhận lấy loại rượu thứ ba mà trợ lý đưa đến, suy nghĩ một chút, liền mới gật đầu cho phép rượu băng tiến vào. Trợ lý tức khắc cầm lấy di động thông báo cho nhân viên làm việc trong hầm rượu. Nhân viên làm việc lập tức đứng dậy, dẫn theo nhân viên kho, phó trưởng phòng bộ phận mua sắm, nhân viên kiểm kê, còn có hai nhân viên an ninh cùng về phía bên kia của hầm rượu, mở ra một cánh cửa gỗ trong đó, rồi lại mở ra cánh cửa sắt đen nhất thời nhìn thấy tầng tầng lớp lớp trong kho, được đặt loại rượu băng vừa mới nhập kho, toàn bộ đều chứa trong hộp gỗ, người phụ trách chính của hầm rượu dân nhân viên làm việc, đi tới trước loại rượu mà chuyên gia hầu rượu đã lựa chọn, nhìn bên ngoài loại rượu băng quốc nội này. Thiết kế hết sức tao nhã động lòng người, còn có thêm ký hiệu riêng biệt độc đáo của trang trại rượu, đây là một loại dịch rượu thần kỳ xuất xứ ở Liêu Ninh tỉnh Tuyết Sơn, bọn họ lập tức nói, đẩy xe rượu đến. Chuyển rượu. Nhân viên lập tức đeo găng tay trắng bắt đầu đem từng chai rượu băng, gồm cả hộp rượu, cùng bỏ vào bên trong thùng rượu được bịt kín. Quản lý kho đang nhanh chóng ghi chép lại, nhân viên an ninh mặc đồng phục, cũng thật cẩn thận quan sát. Vòng thứ nhất 100 chai, toàn bộ đều rõ ràng xong xuôi. Sau khi mọi người cùng ký tên, nhanh chóng giúp đẩy xe rượu, đi ra ngoài. Phòng rượu nhà hát, đường khả hình đang đem từng loại rượu mà chuyên gia hầu rượu lấy đến, kiểm kê thật cẩn thận từng chai một, rồi mới nghe nói rượu băng đang được đưa vào, cô lập tức kêu lên, bây giờ cách buổi tiệc còn khoảng 5 giờ, sau 3 tiếng nữa, đem 100 chai chuẩn bị bắt đầu ướp lạnh. Vâng, nhân viên lên tiếng, đường khả hình lưu chuyển ánh mắt, lại đi đến tầng tầng lớp lớp những dịch rượu sẽ xuất ra tối nay, lại nhìn thấy trên giá rượu sâm panh vốn dĩ phải được đặt loại sâm panh có bọt lại đang trống không, cô khó hiểu hỏi, sâm panh có bọt đâu? Sao còn chưa có? Phải biết rằng tô tiểu thư cháu gái thủ tướng, vô cùng yêu thích loại sâm panh vép, loại rượu này, không phải sáng sớm tôi đã lấy ra rồi sao? Còn có rượu cúc mà chủ tịch Hàn yêu thích, cũng chưa đưa lên, đây là chuyện gì vậy? Người phụ trách chính phòng rượu cũng bộc lộ vẻ khó xử nói, chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết phòng rượu của khách sạn Á Châu, còn chưa điều chuyển được bọt rượu này, hỏi qua nguyên nhân, thì đang chuyển về hội sở. Bởi vì lượng dự trữ ở bộ phận rượu đã không còn. Không còn sao, Đường Khả Hinh nhíu mày lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tiểu Thanh, hỏi, loại rượu có bọt ở bộ phận rượu của chúng ta toàn bộ đều không còn sao? Tiểu Thanh vội vàng giải thích, không phải không còn, mà là mấy vị chuyên gia hầu rượu kia cần rất nhiều, bộ phận rượu chúng ta không có đủ, vừa lúc bên hội sở có, muốn sắp xếp chuyển qua đây, cũng mất chút thời gian. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng thở ra, liền tức khắc cầm di động, tựa vào trên giá rượu, thần tốc nói, vậy cô phải chú ý quan sát một chút. Vâng, Tiểu Thanh tức khắc đáp lại. Hầm rượu tại hội sở. Gần 10 người nhân viên công tác, an ninh, tại nơi đó giám sát chặt chẽ những nhân viên có liên quan đến bộ phận rượu, đang đem từng chia rượu bọt, thật cẩn thận bỏ vào trong hộp rượu, nhân viên bộ phận mua sắm đi theo cũng chăm chú nhìn. Dương rượu thứ nhất, 100 chia đã cho vào hộp đựng thành công. Sau khi nhân viên bộ phận mua sắm cùng nhân viên hội sở ký tên xác nhận số lượng, liền nhìn hai nhân viên an ninh cùng đi với nhân viên bộ rượu, giúp đẩy xe rượu đi ra ngoài. Một chiếc xe kho màu xanh đậm, đậu chỗ râm mát phía sau hội sở. Sau khi hai nhân viên làm việc đẩy xe rượu tới, thần tốc kéo cửa sau xe ra, cũng không nhìn vào bên trong, liền đem thùng rượu chuyển lên, ấn nhiệt kế được thiết kế trong xe xuống, rồi mới đóng cửa xe lại, căn dặn lái xe, đi thôi. Chấm than ngoặc kép, hai nhân viên an ninh và nhân viên làm việc theo xe, chạy về phía trước. Phòng rượu nhà hát, Đường Khả Hinh đang đứng bên ngoài phòng rượu gần trăm mét vuông, không ngừng cầm văn kiện, lục tục kiểm kê từng loại rượu, rồi mới lấy bộ đàm, bắt đầu thảo luận với chuyên gia hầu rượu phía trước sau khi xong bữa tiệc này, rốt cuộc dùng cơm sau khi dùng rượu trái cây, hay là như bình thường dùng rượu rồi mới dùng cơm, cô tập trung nghĩ nghĩ, tức khắc trả lời, rượu trái cây gần 60 độ, khách có thể uống được không nhiều lắm, nên chọn 30 chai thôi, có thể thỏa mãn sở thích của các vị khách mời. Được. Chuyên gia hầu rượu lên tiếng, liền để nhân viên làm việc đưa đơn rượu xuống. Vitus cùng Lauren cùng xem đơn rượu, cuối cùng bọn họ nhẹ gật đầu, chọn hai loại rượu ngon trăm năm, chuẩn bị đích thân hầu rượu. Đường Khả Hinh đứng trong phòng rượu, cầm di động nghe nói thầy muốn đích thân hầu rượu, cô lộ vẻ ngạc nhiên vui vẻ tươi cười, thật vậy sao? Tốt quá, tôi cuối cùng cùng tận mắt thấy thầy mình đích thân hầu rượu, chuyện này thật sự quá tốt rồi. Một đám nhân viên làm việc thật cẩn thận đem rượu bọt khí từ hội sở về, bước qua bên cạnh đường Khả Hinh, rồi mới đẩy mạnh cửa phòng rượu. Đường Khả Hinh cầm di động, xoay người nhìn thoáng qua, mới tiếp tục cầm di động, mỉm cười cùng thầy nói chuyện. Nhân viên làm việc thật cẩn thận dưới sự giám sát của An Ninh, đem từng chai từng chai rượu sâm panh đặt lên trên giá rượu, vừa đặt, vừa kiểm kê số liệu. Rượu bọt khí mà chúng tôi cần đều đủ hết rồi sao? Lúc này Đường Khả Hinh sau khi tán gẫu xong mỉm cười đi tới nhìn về phía hai nam nhân viên hỏi đủ cả rồi vẫn đang dần được đưa đến nhân viên làm việc động tác có chút chậm lại đem từng loại rượu đặt trên giá đường khả hinh mỉm cười đưa tay mở ra một thùng lấy ra một chai rượu xoay tròn dia trong lòng bàn tay nhìn về phía ký hiệu bươm bướm màu xanh trên mặt chai chính là rượu băng của bác dịch vẫn là loại rượu mà mình yêu thích nhất còn có rượu băng kim cương trong nước cô thật cẩn thận đem rượu đặt lên giá rượu mới mỉm cười cùng bọn họ, vất vả rồi. Không vất vả, nhân viên làm việc liền cười đưa tay, bí mật cầm lấy một chai rượu giống hệt chai rượu bọt khí kia, đặt xuống ngay khi đường khả hình xoay người, nhìn khắp ngõ ngách không thấy, bỗng ống nghe điện thoại truyền đến chỉ thị, đem chai rượu kia đặt ở một góc tối phía bên trái. Tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Vâng, không một chút tiếng động, vào lúc an ninh xoay người lập tức đáp lại. Căn phòng trên một tầng nào đó. Mỹ Linh nhai kẹo cao su, hai tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím, rồi mới nhíu mày ấn ống nghe điện thoại nói, lần này bên trong có người sử dụng kênh ngoại tuyến. Chúng ta tiếp nghe được. Uyển Thanh tức khắc xoay người, hai tay chống trên mặt bàn máy tính, khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía hàng loạt những điểm đánh dấu, đã bắt đầu mãnh liệt biến hóa, cô thầm kêu không ổn, dặn dò, lập tức cử người qua đó xem. Tìm hiểu xem người nào đang dùng kênh cỡ nhỏ, bởi vì những kênh của khách sạn và cảnh sát sử dụng, đều dưới sự theo dõi chặt chẽ và nghiêm ngặt của chúng ta. Chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, Thanh Bình tức khắc gọi điện thoại, dặn cấp dưới trà trộn vào hội trường kiểm tra xem xét một phen. Hiện trường bận rộn của buổi tiệc, có người nam nhân viên, thân mặc đồng phục nhân viên phục vụ màu đen, đang đặt khay thép và ly rượu trên bàn của buổi tiệc đứng, nghe được chỉ thị, lập tức di chuyển ngón tay, đặt nhẹ xuống dưới máy thăm dò cỡ nhỏ, vô cùng thành thạo bưng mâm, đứng một bên, Nhìn rất nhiều những nhân viên truyền món ăn lúc đi qua mình, máy thăm dò đều sáng lên đèn xanh, hai mắt anh ta thần tốc lưu chuyển, cố tình giả vờ như có việc, cầm mâm bước nhanh về phía trước. Uyển Thanh khẩn trương trống trên mặt bàn, nhìn nhân viên của mình mang theo máy thăm dò đi khắp nới. Một nữ nhân viên phục vụ khác, lúc bưng thùng nước đá đi tới, lưu chuyển hai mắt nghe Mỹ Linh giao phó, liền tức khắc bí mật máy quét hình ảnh, bên đường hướng về phía sau phòng rượu, lúc cách xa 10 thước phát hiện máy thăm dò bắt đầu rung lên, đèn báo động chập chờn ánh sáng yếu ớt, hai mắt cô chớp lóe, lập tức bước nhanh về phía phòng rượu. Hai nhân viên làm việc trong phòng rượu đang mỉm cười đem một lượng lớn những chai rượu bọt khí đặt vào bên trong giá. Nữ phục vụ đáp lại đột nhiên đi như bay, tốc độ bước về phía trước, máy thăm dò trong tay bắt đầu sáng mạnh hơn, hai mắt cô hiện ra ánh nhìn sát khí, lại muốn bước nhanh về phía trước. A, à, có đứa bé trai ngã lăn trên thảm cỏ màu sắc đèn của máy thăm dò càng lúc càng sáng hơn, dao động mạnh hơn. Nữ phục vụ lập tức nhìn chằm chằm chiếc trực thăng cỡ nhỏ trên tay cậu bé, bộc lộ ánh nhìn nghi hoặc, những vẫn cất bước đi qua bãi cỏ mềm mại, càng đến gần, dao động càng mạnh hơn, cô mới thong thả yên lòng. Dưới góc tối, có đôi mắt âm u lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nữ phục vụ kia, nhàn nhạt nở nụ cười châm biếm. Cậu bé kia được nữ phục vụ đỡ đứng dậy, liền cầm lấy máy bay cỡ nhỏ của cậu bé đi về phía trước, phía dưới thân máy bay, có gắn một ống nghe cỡ nhỏ, đang lóe lên ánh sáng. chương 864, oxy hóa trì. Cửa phịch một tiếng bị đẩy ra, lãnh mặc hàn bước nhanh tới, nhanh chóng nhìn về phía Uyển Thanh nói, chúng ta vừa nhận được tín hiệu lạ của một nguồn sóng nhỏ đúng không? Uyển Thanh mỉm cười đứng lên, nhìn về phía lãnh mặc hàn thở phào nhẹ nhóm, mới gật đầu nói, đúng. Lãnh mặc hàn khẽ nheo mắt, nhìn về phía cô, Uyển Thanh đáy mắt cũng lóe lên mang chút thâm ý, mỉm cười nhìn về phía anh. Mỹ Linh miệng nhai kẹo cao su vẻ mặt nhẹ nhóm, nhìn vào kênh trung tần trên màn hình bắt đầu khôi phục lại bình thường, mới cười nói bọn họ cho rằng chúng ta là kẻ ngốc chắc. Một oát còn dám ăn cắp dữ liệu, chắc vừa mới tiếp cận vào phòng rượu. Thế nhưng cậu ta tiếp cận phòng rượu để làm gì chứ? Lãnh mặc hàn hai tay trống ở trên mặt bàn, nhìn về phía các ô trung tỏa trên màn hình máy vi tính, nhảy lên, Hai đáy mắt mãnh liệt lóe ra hỏi, liệu rằng có khả năng rượu bị hạ độc hay không? Uyển Thanh hơi quay đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, giật mình nói, không thể nào. Những rượu này không phải là đều được kiểm tra nghiêm ngặt sau đó mới được vận chuyển đến hầm rượu hay sao? Còn có bảo vệ canh giữ nữa, hơn nữa người phục vụ rượu còn phải dùng thử trước khi mang ra cho khách dùng mà. Lãnh Mặc Hàn im lặng không lên tiếng, nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính hình ảnh của cả hội trường diễn ra tiệc rượu đều hiện ra trước mắt hai đáy mắt mạnh mẽ lóe lên đang suy nghĩ về vụ việc thì di động đột nhiên rung lên anh nhanh chóng lấy điện thoại ra đáp xin chào chấm than ngoặc kép tô thủy kỳ cầm di động đi ra khỏi khoa xét nghiệm tay cầm hồ sơ vừa đi về phía trước vừa nói tôi đã bảo bệnh viện đẩy nhanh tiến độ kiểm tra độc tố của ba người đàn ông anh vừa đưa đến và bây giờ mới có kết quả đầu tiên lãnh mặc hàn trong nháy mắt khẩn trương ngẩng đầu lên hỏi là cái gì thực ra so với dự đoán của tôi lúc nãy không có khác biệt lắm ba người công nhân này bị nhiễm chất lỏng oxy hóa chỉ độc tô thủy kỳ vừa đi về phía trước vừa nói chất lỏng oxy hóa trì lãnh mặc hàn hai đáy mắt nhanh chóng lóe lên các anh chỉ cần điều tra rõ ngày hôm qua và hôm nay ba người đàn ông này đã dùng chất lỏng gì thì có thể tìm ra nguồn gốc của loại độc này tô thủy kỳ nói hết lời thì đã đi đến phòng làm việc mình lấy mắt kính xuống ngồi ở trước bàn làm việc của mình lại mở báo cáo ra trước mặt xem lại một lần nữa mới nhàn nhạt nói người này dùng liều lượng đủ không gây tử vong cho ba người công nhân này chắc là để nhắc nhở các anh nhắc nhở chúng tôi lãnh mặc hàn đứng ở một bên trang hạo nhiên cũng suy đoán như vậy anh do dự vài giây mới nghi ngờ nói người đó tại sao muốn nhắc nhở chúng tôi tô thủy kỳ nhàn nhạt cười nói có thể là muốn uy hiếp có thể là nhắc nhở rất có nhiều khả năng lãnh mặc hàn cầm di động, xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, chúng tôi ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Lần này rượu có cả hoa quả và điểm tâm, tất cả đều được kiểm tra kỹ lưỡng qua nhiều giai đoạn mới được đưa vào trong tiệc rượu, dù là bên trong hay bên ngoài nơi diễn ra tiệc rượu đều có đặc công, xả thủ, vệ sĩ còn có cả người của tôi canh giữ. Bọn họ lẻn vào làm sao được. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, chỉ là thản nhiên ngồi ở ghế. Bóng cây đào lắc lư ngoài cửa sổ, lá đào bay đưa hương thơm đi xa, trong truyền thuyết lá đào có thể xua đuổi ma quỷ, nhưng mà không ai phát hiện ra, ở đằng xa có một bóng người màu đen đang đứng trên tầng thượng của bệnh viện. Tô Thủy Kỳ nghĩ về vấn đề này, hơi đứng ra ngoài cửa, cầm di động nói, "Phó tổng lãnh, tôi có chút lo lắng cho Khả Hinh trong tiệc rượu tối nay, mong anh nhất định phải bảo vệ tốt cho cô ấy." Còn 3 giờ nữa là tôi tan làm, tôi muốn nhìn thấy cô ấy thì tôi mới yên tâm được lãnh mặc hàn nghe lời này yên lặng gật đầu nói anh yên tâm tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy tô thủy kỳ mỉm cười gật đầu một đầu ngắm súng nhằm vào lưng màu trắng của tô thủy kỳ ngắm bắn từ lưng chậm chạp dịch lên trên đầu gió trên bầu trời thổi vù vù gây ra cảm giác u ám quỷ dị một người áo đen cầm một khẩu súng trường màu đen trong tay nghiêng đầu vào ống ngắm mặt dữ tợn đằng đằng sát khí khe ngắm nhắm ngay vào lưng của tô thủy kỳ tay thong thả giữ cò súng, mục tiêu nhắm ngay vào đầu của anh ấy, hai đáy mắt lạnh lùng vô tình, âm hiểm cười, yếu ớt nói, tô thiếu ra. Con trai độc tôn của nhà họ Lý, đi chết đi, chấm than ngoặc kép, anh ta nói xong liền kéo cò. Tô Thủy Kỳ cầm bản báo cáo tiếp tục phân tích cùng lãnh mặc hàn. Phanh, một tiếng vang lên. Tô Thủy Kỳ sửng sốt quay đầu lại, nhìn thấy có đứa bé đang cầm quả bóng đập vào cửa sổ của mình. Anh bỗng nhiên cười, xoay người tiếp tục nhìn bản báo cáo, chờ đợi bản báo cáo phân tích thứ hai thì có thể biết chính xác nguyên nhân trúng độc của ba người công nhân kia. Gió trên bầu trời thổi vù vù lạnh lùng. Bóng dáng âm lãnh kia, ngẩng đầu lên đánh vào súng trường, lạnh lùng nhìn về cửa sổ đối diện, cầm di động lên bấm số điện thoại, nghe giọng trầm lạnh của đối phương, anh ta mới yếu ớt nói, tôi đã tìm đúng phương hướng, tối nay chỉ cần chai sâm panh được mở ra, làm hàn đại tiểu thư chảy máu, thừa dịp lúc mọi người hỗn loạn, tôi sẽ nhân cơ hội giết chết tô thiếu gia báo thù cho chủ nhân. Đối phương cúp điện thoại. Tô Thủy Kỳ nhìn nội dung của bản báo cáo, thở hồn hển nặng nề một hơi, nhìn thời gian đã đến giờ làm việc, liền cầm ống nghe bệnh lên, chuẩn bị đi giám sát các phòng bệnh đợt thứ hai. Bác dịch nhàn nhạt ngồi ở trước bàn trang điểm trong phòng tổng thống, hai đáy mắt lóe sáng, nhìn chính mình trong gương âm trầm quỷ dị, giấc mộng sáng nay như khơi gợi lên một sự thật đáng sợ. Trong sổ có ghi chuyện của 10 năm trước đây có vô số người chết, Dường như linh hồn của họ vẫn còn vẩn vương quanh đây, nhớ tới lời nói sáng nay của Trang Ngải Lâm, lý do mà anh không thể yêu tôi đó chính là anh quá yêu bản thân mình. Hai đáy mắt anh mãnh liệt sáng lên đáng sợ, hơi thở nặng nề, cúi đầu nhìn phía dưới, mặt biểu cảm một cách quái dị, bình tĩnh mở ngăn kéo u ám ra, bên trong có rất nhiều thư và có một cái notebook cũ. Anh thong thả nhẹ nhàng nhấc cái notebook cũ ra, có một cái bình thủy tinh nho nhỏ được giấu ở một góc, bên trong bình đó có thêm một bình nhỏ nữa. Tay thô cứng của anh cầm nhẹ bình lên xoay xoay thì đột nhiên thấy chữ viết ở trên mặt trái ghi rõ là oxy hóa trì. Anh im lặng không lên tiếng, hai đáy mắt mờ mịt mang chút phẫn nộ, nhìn chăm chú vào ba chữ oxy hóa trì bên trong. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Vào đi, bác dịch nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo vào, lấy một văn kiện thong thả mở ra. Lý quản gia mỉm cười đi tới, nhìn nói với bác dịch: bác dịch tiên sinh, thiếu gia vừa gọi điện thoại qua đây, nói ngài không tiếp liền gọi điện thoại về đến nhà lý nói hy vọng ngài có thể tham dự tiệc từ thiện đêm nay còn bảo chúng tôi chuẩn bị cho ngài bộ lễ phục không biết ngài rảnh lúc nào để mặc thử ạ à? tùy tiện đi chọn một bộ màu đen là được rồi bác dịch nói xong lại nhẹ nhàng lật một tờ văn kiện lại phân phó tôi có chút việc bận bà ra ngoài trước đi khi nào đến giờ đi bà nói trước cho tôi là được vâng lý quản gia đành phải đóng cửa chuẩn bị ra ngoài đúng rồi bác dịch nghiêng mặt hỏi, trang phu nhân đâu? À, phu nhân của chúng tôi vẫn chưa về, có thể là đến nhà thiếu gia bởi vì hộ chiếu của phu nhân không biết là vứt đâu mất rồi. Lý quản gia có chút lúng túng nói. Bác dịch có chút vui vẻ, cầm bút máy lên nói, tôi biết rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, lý quản gia trầm mặc đóng cửa lại. Bác dịch mặt hơi thu, hai con người chuyển động lạnh lùng, biểu cảm ngưng động nhìn về một điểm phía trước đột nhiên nhớ tới một buổi tối đáng sợ, tất cả người dân trong làng đều chết hết, anh thì khóc sống lên, tôi muốn giết các người. Tôi muốn giết các người, tôi muốn giết sạch các người. Ba ba, mẹ, mau tỉnh lại, ba ba, mẹ, di động lại vang lên lần nữa. Bác dịch chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn về phía màn hình di động, là điện thoại của đường khả hình, anh thở nặng hồn hền một hơi, khép văn kiện lại, cầm lên di động lên ấn nút trả lời, ứng, ừ, tôi nghe. Đường khả hình thực sự mệt mỏi nắm di động, đứng ở giá xếp xâm panh, tay cầm bình rượu lam hồ điệp của bác dịch, mỉm cười nói, hôm nay tôi cử người đến lấy rượu ở trang trại của anh thì lấy được 100 bình nhưng tôi thấy thế vẫn chưa đủ. Rượu lần này uống vào làm người ta cảm thấy ngây ngất, lâng lâng, rượu quả thật quá ngon. Cô muốn nói cái gì? Bác dịch nghe ra ý của cô, hơi ngửa mặt lên lạnh nhạt hỏi. Đường khả hình tươi cười ngọt ngào lấy lòng, bước lên trước, ngón tay lướt qua các chai sâm panh, cuối cùng dừng ở bình trên cùng, mới yếu ớt nói, rượu anh cung cấp, gần đây rượu này được chúng tôi tiêu thụ rất tốt, hôm nay tôi cử người đi lấy rượu thì phát hiện chỉ có 100 chai. Tôi biết ở những nơi khác không có loại rượu tốt như thế này, những bình rượu này được anh chăm sóc rất tỉ mỉ chu đáo từ công đoạn ủ rượu cho đến đóng chai. Nữ quản lý rượu của chúng tôi cũng vừa gọi điện thoại qua đây nói là muốn gặp anh nhân tiện thử mùi vị của rượu hồ điệp. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép. Bác dịch im lặng không lên tiếng, nhàn nhạt ngồi yên. Bác dịch tiên sinh, Đường Khả Hinh lấy lòng cười gọi. Không cần đi tìm các nguồn cung rượu khác, ở trong nhà Hạo Nhiên còn có 50 bình, cậu ta để dưới hầm ý. Cô cử người đi lấy đi. Bác dịch suy nghĩ một lúc, hai đáy mắt lóe sáng, lạnh như băng nói. Thật vậy ư? Đường Khả Hinh nhất thời vui mừng cười kêu lên, nghĩ nghĩ, lại có chút tức giận nói Trang Hạo Nhiên đáng chết. Rượu cao cấp lại mang giấu đi ghét, tôi lập tức cử người đến lấy, không để lại cho anh ấy uống. Chấm than ngoặc kép, bình oxy hóa trì, chậm chạp rơi trên mặt đất. Bác dịch nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía cái bình kia, đưa mắt nhìn thật lâu lâu, mới nói, ừm. Cô cử người đến lấy đi, cẩn thận không được đánh vỡ, đây là 50 bình cuối cùng đấy. Yên tâm, thực sự rất cảm ơn anh, bác dịch tiên sinh. Đường khả hình lập tức cúp điện thoại, sau đó đi ra ngoài, nhưng đột nhiên dừng bước lại, Nhìn về phía giá cuối cùng có một bình rượu sủi bọt khí cô có chút nghi ngờ để điện thoại vào túi nghĩ muốn kiểm tra cái bình rượu kia một chút. Đường tiểu thư, Tiểu Thanh thở dốc mệt mỏi đi tới, nhìn Đường Khả Hinh nói, chúng ta có một công nhân, bởi vì vận chuyển rượu, bị cảm nắng té xỉu rồi. "Hả?" Đường Khả Hinh nghe xong, lập tức rút ngón tay lại, xoay người đi theo Tiểu Thanh ra ngoài, chương 865, đọc sách. Xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh vội vàng đi ra phòng rượu thấy đa số công nhân vây quanh một cô gái trên bãi cỏ, nữa nằm mềm mại nằm trên cỏ xanh, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, sắc mặt tái nhợt, đôi môi đều khô khốc, cô ai ra một tiếng, nhanh chóng ngồi xổm trước mặt công nhân này, hai tay đỡ cánh tay cô ta, mới giật mình quan tâm hỏi, chuyện gì thế? Tiểu Thanh cũng đau lòng nói, hôm nay thời tiết quá nóng, có rất nhiều công nhân cảm thấy đầu có chút choáng váng, khó chịu. Đường Khả Hinh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn kỹ sắc mặt cô gái này tái nhợt, cô lập tức hỏi có đi lêu bác sĩ chưa? Đã gọi rồi, bác sĩ và y tá sẽ lập tức tới ngay. Tiểu Thanh vừa nói xong, thấy bác sĩ và y tá lấy cáng cứu thương đã tới, cô lập tức tránh ra một bên, sau đó kêu hai vệ sĩ kế bên, nâng người công nhân đó lên cáng cứu thương. Tiểu Thanh, cô đi chung đi, đường khả hình lo lắng cho tình trạng người công nhân này, kêu Tiểu Thanh đi cùng tới phòng y tế. Được, Tiểu Thanh gật đầu, sau đó mới đi theo công nhân nằm trên cáng tới phòng y tế. Có một người đang hít mắt, bí mật quan sát tình huống này. Trong căn phòng bí mật, hơn 10 người có khuôn mặt lạnh lùng, ngồi ở trước máy vi tính, vừa nhanh chóng hoạt động 10 ngón tay, vừa nhìn màn hình nói trợ lý kia đã đi rồi. Cô ấy là trợ lý đắc lực nhất của đường khả hình, chỉ cần cô ấy rời khỏi, hàng loạt số liệu rượu sẽ bị hiệu hóa, trong phần đo lường có an bài người của chúng ta, khi gần mở ra xâm panh, bước đầu tiên của chúng ta sẽ thành công. Thân ảnh trong bóng tối kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm đường khả hình trong màn hình, vừa bận rộn, vừa dặn dò đồng nghiệp đưa đồ ăn nước uống tới đây, khóe miệng anh ta nở nụ cười. Trong một căn phòng khác, Mỹ Linh ngồi trước máy tính, nhìn màn hình màu đỏ thẩm trên máy, khóe môi cô chợt nhếch lên, mới hoạt động 10 ngón tay, nói tôi cho mấy người sống thật tốt ở chỗ này, hãy hưởng thụ buổi yến tiệc thị giác cho đã đi qua đây một lát, chị đây sẽ túm tóc mấy em, cho mấy cái tát vào mặt cho biết. Tài huyển thanh ở trên mặt bàn, nhìn trong bụi hoa phía sau lóe ra ánh sáng màu đỏ, nghiêm mặt nói, đối phương giám sát và điều khiển số liệu khởi động bao lâu rồi. Mỹ Linh nhanh chóng hoạt động ngón tay, bắt đầu tra xét, vừa tra xét vừa vội vàng nói, 15 phút. Vừa vặn là người trong nhóm nhân viên mới, số liệu đối phương khởi động không lâu lắm. Lập tức tìm ra nơi của bọn họ, chấm than ngoặc kép, Uyển Thanh khẩn trương nói. Thanh Bình ngồi ở một bên, cắn kẹo que, nhanh chóng hoạt động ngón tay nói, đã tra ra rồi. Chờ một lát, Uyển Thanh lập tức quay người, khẩn trương mà nhìn máy vi tính, nhanh chóng phân giải phần mềm của mình, giống như rút mạng lưới, bao trùm tất cả số liệu phía trên, chỗ giữa có một điểm sáng đỏ thấm lên, như là tinh linh, bắt đầu nhanh chóng tìm tòi. Trước từ dạp chiếu phim lại đến khách sạn Á Châu, rốt khách sạn trong tòa cao ốc thành phố, đèn đỏ sáng lên. Uyển Thanh lập tức cầm lấy bộ đàm, nhanh chóng nói ra địa điểm, lập tức đến khách sạn tòa cao ốc thành phố. Chỗ đó phát hiện tình huống, nhất định phải bắt được người đến cho tôi. Chấm than ngoặc kép, trong bóng tối hơn 10 người tiếp nhận mệnh lệnh. Ba chiếc xe khách màu thâm đen, nhanh chóng từ thành phố này chạy đến chỗ phát ánh sáng, dọc theo khách sạn thành phố. Lãnh Mạc Hàn và Lâm Sơ Nhai đứng ở dạp chiếu phim, tuần tra lần cuối cùng, nhìn rất nhiều diễn viên chính khẩn trương mà tập luyện, những bé ở viện phục lợi cũng đang vui vẻ mà chạy tới chạy lui lúc này điện thoại vang lên anh nhanh chóng nghe alo chấm than ngoặc kép đối phương nói chuyện một lát đôi mắt anh lóe lên ánh sáng lập tức nắm chặt điện thoại giống như một con giã thú ẩn nhẫn đang chờ đợi thời cơ xuất phát nhìn như không động tác cũng đã chạy chậm chậm như gió lạnh lẽo mà đi ra ngoài dạp chiếu phim sắc bén đi về phía quảng trường bên kia mở cửa xe đi đến chỗ ngồi lái khởi động xe khiến nó như bình thường mà chạy phía trước, đi ra ngoài, trực tiếp chạy nhanh ra dạp chiếu phim, trong nháy mắt anh đạp chân ga phóng vọt đi. Ba chiếc xe thắng gấp trước khách sạn náo nhiệt, trong nháy mắt giống như quỷ mị bước ra, nhanh chóng xông vào khách sạn. a à, xin hỏi mọi người, một cô gái khoảng 20 tuổi, đang mặc đồng phục màu trắng, trừng mắt sợ tới mức đổ mồ hôi, động cũng không dám động. Một người áo đen cầm cây súng ngắn trong tay, ngón tay bỏ vào tấm cơ bên trong, họng súng chỉa vào chán cô gái, lộ ra dáng tươi cười, hơi nghiêng mặt. Chín người mặt áo đen như là linh báo, nhanh chóng đi về phía phòng thay đồ, nhanh chóng tìm cơ quan vào cửa, lợi dụng dụng cụ giải mã, trong 3 giây đồng hồ nhanh chóng giải mã, quả nhiên một căn phòng bí mật mở ra, bọn họ liền nhanh chóng đi theo cầu thang bước xuống căn phòng bí mật dưới mặt đất. Một trận tiếng súng truyền đến, chín người áo đen giống như chim én lượn, từ cầu thang nhỏ hẹp chạy khắp nơi, phóng phi tiêu, đâm người trong căn phòng đang muốn chạy trốn mọi người. Oanh, trong căn phòng bí mật, tất cả máy tính nghiêng ngã, ba bóng dáng khủng bố trong bóng tối, mạnh tay chống đỡ mặt bàn, nhưng người bay lên chân liền đạp lồng ngực ba người áo đen, phanh 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 ba tiếng, chân bọn họ chạm đất, tay đã lên súng ngắn, đưa về phía mấy người áo đen nổ súng. Người áo đen như linh báo tránh đi viên đạn, tay sắc bén phóng tiêu, rồi nhảy dựng lên, phóng ám khí về phía mấy người trong bóng tối, Uyển Thanh phân phó, bắt sống người. Một mật đạo tối, có một tiếng bước chân nhanh chóng đi về phía trước. Ở một căn phòng khác, Thanh Bình nhai kẹo, ngón tay càng không ngừng hoạt động trên bàn phím, lợi dụng phần mềm bắt đầu nhanh chóng tìm tình huống chung quanh căn phòng. Cô lập tức thầm nghĩ, im lặng đi ở phía sau cao ốc, cô lập tức cầm tay nghe kết nối tuyến, nhanh chóng nói, lão đại. Có người bí mật từ lối đi chạy trốn, trốn phía sau cao ốc, chấm than ngoặc kép, một chiếc màu đen ferrari thắng gấp trước cửa cao ốc lãnh mặc hàn giống như động vật trong rừng rậm nhảy ra xe giống như mũi tên chạy nhanh tới tòa cao ốc cửa sắt mở ra một người mặc đồng phục màu đen má trái người đàn ông có vết sẹo nhanh chóng đi ra cửa sắt một bóng dáng như tia chấp phịch một tiếng đạp xuống bờ vai anh ta một gước a à, chấm than ngoặc kép anh ta khó chịu kêu lên cả người bị đạp có quán tính mạnh đạp lên cửa bằng thép lãnh mặc hàn lạch cạch một tiếng, súng ngắn dơ lên, nòng súng chỉ vào người vừa đập lên cửa thép, muốn bấm cỏ. Trong mật đạo trong nháy mắt có hai người lao ra, tay cầm đao sáng lên, muốn đâm về lãnh mặc hàn. Uyển thanh từ lầu cao ốc giống như chim én lượn lên lượn xuống, đá chân về phía hai người vừa mới ra cửa, nhanh chóng vung châm gây tê ra, đâm vào đầu bọn họ. Lãnh mặc hàn đã rất nhanh tiến lên, đánh nhau với người như thú giữ trong rừng từng chiêu từng chiêu chí mạng, anh ta trong bóng tối, nghênh đón từng chiêu thức chí mạng của lãnh mặc hàn anh ta âm lãnh cười cười sau khi tránh đi một trường tóc ngắn trên trán rơi xuống mồ hôi lạnh lướt qua mi mắt tràn đầy sát khí của anh ta chỉ thấy bàn tay anh ta giống như con rắn bám vào cây trúc lúc né tránh cánh tay đánh tới của lãnh mặc hàn muốn đánh vào bụng anh ta một trường bổ tới hai tay lãnh mặc hàn như sấm ầm ầm nện xuống cánh tay của anh ta trở tay bẻ gãy hai tay đang nắm chặt của anh ta vặn anh ta như con báo đã chết quay sang nặng nề đập xuống đất a à, cơ thể anh ta đập xuống đất máu loãng phía sau đầu tràn ra đôi mắt lãnh mặc hàn dâng lên sát khí trong nháy mắt cây đao trong bàn tay lóe ra chém về phía tứ chi anh ta làm bộ muốn chặt đứt gân cốt anh ta phanh chấm than ngoặc kép một viên đạn nhanh chóng bán vào chán anh ta lãnh mặc hàn lạnh lùng nhìn mùi máu tanh nóng ẩm tung tóe dính trên má trái của mình anh không thể tin được mà quay đầu Nhìn về phía người đàn ông trên mặt đất dĩ nhiên chúng đạn mà chết, trước khi chết vẫn như cũ không tin mình bị bán đứng, chừng lớn ánh mắt nhìn về phía trước. Âm thanh tiếng súng tắt hẳn từng trận tiếng súng truyền đến. Lãnh Mặc Hàn đứng dậy lẻn đến một bên khác, lại móc súng lục ra, chuẩn xác ngay cửa sổ tòa cao ốc, bấm cò. Uyển Thanh và 10 người áo đen lại từ mật thất đi ra, nhìn về phía trước mặt, cũng lập tức chia ra mấy đường, vừa nổ súng vừa đuổi theo. Tiếng súng dần dần mất đi không cần đuổi chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn nhất thời nặng nề thở hơi thở nhìn về phía người nằm trên đất đôi mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt hai người vác súng trường lên vai trong nháy mắt từ dạp chiếu phim nhìn khắp nơi hơi lộ ra xôn xao giám sát tình huống xung quanh người áo đen đang bảo vệ vị trí công tác nghiêm mật trông coi mỹ linh cũng khiêng súng trường vừa híp mắt nhắm ngay chính một cánh cửa sổ tòa cao ốc thấy người nọ rốt cuộc đã trở về cô kéo khóe miệng, đôi mắt tràn đầy sát khí. Uyển Thanh nhanh chóng dùng phần mềm giám sát, bao trùm cả sảnh yến hội ngón tay nhanh chóng hoạt động, 12 máy tính giám sát kể cả những nơi hẻo lánh. Chiếc xa màu đen Ferrari thắng gấp trước cửa lầu phụ. Tiểu Nhu đang bưng nước trái cây cho đồng nghiệp đang cần, trong miệng hì hì cười nhỏ, vui sướng mà đi lên phía trước. Lãnh mặc hàn nghiêng người đẩy cửa xe ra, vừa lấy khăn tay lau máu trên mặt, vừa mặt lạnh đi vào bên trong đi phó tổng giám đốc lãnh tiểu nhu có chút kinh ngạc mà kêu anh cả người lãnh mặc hàn vẫn còn trong trạng thái lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu nhu liền cùng đám người uyển thanh lách mình đi vào phụ lâu ách tiểu nhu kỳ quái mà nhìn bộ dáng của anh như vậy lập tức có chút mất mát mà hơi cắn xuống môi phanh chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn đi vào phòng trên mặt tức giận thở gấp mỹ linh và thanh bình ở cùng một chỗ nghi ngờ nhìn về phía anh nói chưa bắt được chấm hỏi ngoặc kép uyển thanh cũng chậm rãi mà đi tới nhẹ tay đóng cửa phòng im lặng không lên tiếng nói người trong mật thất mỗi người đều biết mình sẽ không thoát được toàn bộ tự sát lão đại đuổi theo thủ lĩnh lúc đang cùng anh ấy đánh nhau bị bắn chết hóa chấm than ngoặc kép mỹ linh giơ súng lên cười lạnh lãnh mặc hàn cắn răng đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn tòa cao ốc đối diện nắm chặt nắm đấm đôi mắt mãnh liệt đảo vòng ngưng trọng nói đến cùng thì bọn họ muốn làm gì một cái cửa phá bỏ cũng không có chấm than ngoặc kép sắc mặt huyền thanh cũng nặng nề mà đi lên phía trước hơi ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc chính phủ cũng âm u nói đúng vậy đến cùng bọn họ muốn làm gì đến nay chúng ta ngoại trừ bí mật điều tra khống chế không có đầu mối của một việc nhưng mà tiểu thư không hề động tần vĩ nghiệp càng không có động tác bây giờ anh ta làm gì hả lãnh mặc hàn quay sang nhìn về phía uyển thanh Huyền thanh mỉm cười bất đắc dĩ nói, ở nhà, đoán chừng vẫn còn đọc sách đi. Bình thường anh ta không có việc gì, liền lật sách xem. Đọc sách, đôi mắt lãnh mặc hàn đảo vòng, nghĩ đến chuyện này. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 865.